Bí thư trùng sinh, vương tử quân. chương 1776, một cần thủ không nên công, cần tĩnh không nên động. Cố tác viêm rời khỏi phòng làm việc của sầm vật cương, sau lưng hắn là khang tác chính. Tuy hắn và khang tác chính cùng một chiến hào, thế nhưng quan hệ hai bên chỉ là bình thường. Tuy hắn rất muốn biết khang tác chính nói gì với sầm vật cương, Thế nhưng khi cùng Khang Tắc Chính đi xuống khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy thì hắn chỉ nói những lời không liên quan mà thôi. Bí thư Khang, lần này anh mang trọng trách rất lớn, nếu như không thể kết án, người ta rất có thể sẽ phát sinh nghi vấn. Cố Tắc Viêm vừa đi xuống cầu thang vừa nói với Khang Tắc Chính. Khang Tắc Chính gật đầu nói, sự việc này tuy khó làm tốt thế nhưng phía ủy ban kỷ luật chúng tôi có lòng tin, nếu như có gì cần chủ tịch cố giúp đỡ, kính mong chủ tịch cố hỗ trợ cho điều này là nhất định rồi tôi luôn luôn giúp đỡ công tác của ủy ban kỷ luật cô tác phim nói đến đây thì nhìn chung quanh rồi nói anh khang không phải là các anh chuẩn bị cho ra hành động gì lớn đấy chứ khang tác chính có chút sướng sốt sau đó hắn nhanh chóng hiểu rõ vấn đề từ trong mắt cô tác phim hắn trầm ngâm dây lát sau đó trầm giọng nói không có chuyện gì chỉ liên quan đến thành phố linh long mà thôi sau khi thấy mình không tìm được tin tức gì có lợi từ trong miệng khang tắc chính, cố tác viêm căn bản không nói gì thêm. Sau khi quay lại phòng làm việc của mình, cố tác viêm do dự dây lát rồi gọi điện thoại cho đồ phấn đấu ở thành phố Linh Long. Điện thoại vừa nối thông thì chợt truyền đến âm thanh mệt mỏi của đồ phấn đấu, chủ tịch cố, ngài có chỉ thị gì sao? Cố tác phim là người liên lạc với thành phố Linh Long, hắn có quan hệ không tệ với đồ phấn đấu, Lúc này nghe giọng Điệu có hơi khàn của Đồ Phấn Đấu, hắn không khỏi trầm giọng nói: "Bí thư Đồ, chuyện công tác căn bản có ngàn vạn thứ khó khăn, nhưng sức khỏe là quan trọng, nếu sức khỏe suy sụp thì cũng khó làm tốt công tác được." "Cảm ơn chủ tịch đã nói lời quan tâm, tôi cũng rất chú ý đến phương diện này." Đồ Phấn Đấu nói đến đây thì mở miệng mắng: "Bây giờ tỉnh ủy có không ít ý kiến với thành phố Linh Long chúng tôi có phải không? Có phải là lãnh đạo bắt đầu hoài nghi Đồ Phấn Đấu tôi không?" Chủ tịch Cố, ngài là lãnh đạo phụ trách liên lạc với thành phố Linh Long, lúc này tôi tỏ thái độ với ngài, nếu Đồ phấn đấu tôi không sạch sẽ ở sự kiện này, tôi hoan nghênh ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đến điều tra. Đồ phấn đấu nói cực kỳ không cam lòng, Cố Tác Phiêm nghe như vậy mà không khỏi trầm giọng an ủi, Bí thư Đồ, chuyện này không ai nghi ngờ anh, anh là người công tác đường đường chính chính, tôi và bí thư Sầm đều tin anh cho dù đám tiểu nhân bất lương có mưu đồ quấy nhiễu thì anh cũng đừng nên quan tâm, rèn sắt phải lợi dụng lúc còn nóng, mình không làm việc gì thẹn với lương tâm thì căn bản không cần phải sợ. Bây giờ điều mấu chốt chính là tiến hành điều tra cho rõ ràng, nhất định phải làm rõ nguyên nhân, sau đó bắt được phần tử liên quan, đến khi đó chân tướng sẽ rõ ràng. Chủ tịch cố, tôi đang đốc xúc chuyện này, tôi tin tưởng không bao lâu nữa sẽ có kết quả điều tra rõ ràng. Đồ phấn đấu nói xong những lời này thì căn bản rơi vào trầm mặc. Cố tắc viêm căn cứ vào sự trầm mặc của đồ phấn đấu, hắn có thể cảm nhận được ý nghĩ của đối phương. Cố tắc viêm trầm ngâm dây lát rồi thản nhiên nói, bí thư phấn đấu, sự việc đã là như vậy, anh cũng không nên suy nghĩ nhiều, những gì tôi nên làm sẽ cố gắng làm cho tốt. Cảm ơn chủ tịch cố, sự việc đã như vậy thì tôi cũng không còn gì dễ nói, chỉ cố gắng làm tốt công tác của mình, như vậy mới chứng minh đổ phấn đấu tôi trong sạch ở sự kiện này." Cố tác phim lên tiếng chặn lại, "Phấn đấu, anh không cần suy nghĩ tiêu cực như vậy, dù là bí thư sầm hay tỉnh ủy cũng đều tin tưởng anh." Sở dĩ ủy ban kỷ luật tỉnh ủy phải xuống điều tra, đó là vì sự việc này phát sinh ảnh hưởng không tốt, một khi chọc vào sẽ làm cho bí thư sầm khó thể ăn nói gì được. "Chủ tịch Cố, tôi hiểu rõ điều này, vì vậy ở sự kiện này tôi cũng không có gì trách bí thư sầm." vì tôi không làm tốt công tác của mình, kết quả thế nào thì cũng là cái sai của tôi, đều là trách nhiệm của tôi thôi. Cô tác viêm định an ủi đồ phấn đấu hai câu, thế nhưng cuối cùng lại nuốt lời vào trong bụng. Khi hắn chuẩn bị cúp điện thoại, lúc này chợt nghe đồ phấn đấu bên kia dùng giọng do dự nói, Chủ tịch cố, tôi có vài tình huống không nên có báo cáo với ngài hay không? Tình huống nào? Cố tác viêm trầm ngâm dây lát rồi trầm giọng hỏi. Chủ tịch cố, hôm nay tôi nhận được một phong thư, bên trong là một tấm hình. Đồ phấn đấu trầm ngâm dây lát rồi dùng giọng trầm thấp nói, tôi nhìn vào tấm hình, đó là ảnh của chủ tịch Vương và một người phụ nữ trẻ tuổi. Gương mặt của cố tác viêm chợt biến đổi, hắn nhìn thoáng qua phòng làm việc của mình, căn bản không có ai, thế là trầm giọng hỏi, nội dung của nó là gì? Là một người phụ nữ trẻ tuổi ở trong lòng chủ tịch Vương. Đồ phấn đấu nói bằng giọng điệu có vài phần mỉm cười một người phụ nữ nhào vào lòng vương tử quân. Đây không phải là một chuyện nhỏ. Cô tắc viêm nghĩ đến tình huống khang tác chính và sầm vật cương gặp mặt riêng trò chuyện với nhau. Khi đó là khang tác chính chủ động yêu cầu trò chuyện riêng với sầm vật cương. Thế là hắn nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Theo anh nên chuẩn bị làm gì bây giờ? Cô tắc viêm nói bằng giọng điệu có vài phần vui vẻ. Chủ tịch cố, bây giờ tôi cũng không biết nên làm sao cho phải. Nhưng tôi cảm thấy nếu có người gửi tấm ảnh này cho tôi, như vậy những người kia sẽ có được nó trong tay." Đồ phấn đấu khẽ nói ra suy đoán của mình. Cô tác phim căn bản không thể không tin lời nói của Đồ phấn đấu, chỉ sợ Khang tác chính cũng nhận được tấm hình này. "Phấn đấu, đây không phải là một chuyện nhỏ, tôi biết bây giờ anh đang uất ức, nhưng có một số việc nên thủ không nên công, nên tĩnh không nên động, lấy tĩnh chế động chính là phương pháp tốt nhất." Tôi thấy anh nên chờ một chút rồi nói sau, anh thấy thế nào? Công tác cúp điện thoại mà liên tục đi tới đi lui trong phòng, hắn cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Tuy chuyện này không thể làm gì được Vương Tử Quân, thế nhưng ít nhất cũng có cơ hội đột phá. Họ Vương Anh không phải ngang nhiên lẫm liệt sao? Anh đã dám làm ra chuyện này, như vậy cũng đừng trách người ta độc ác, vạch trần bộ dạng khốn nạn của anh. Trong đầu cố tác viêm lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn do dự dây lát, sau đó bấm số điện thoại của Khang Tắc Chính. Lúc này Khang tác Chính đang ngồi trong phòng làm việc, sau khi thấy đó là điện thoại của Cố tác Viêm thì không khỏi cười nói, Chủ tịch Cố, anh có dặn dò gì sao? Cố tác Viêm cười nói, chỉ thị thì không dám, tôi có chuyện cần báo cáo với ngài. Trường 1776-2 Cần thủ không nên công, cần tĩnh không nên động. Ha ha ha, Chủ tịch Cố anh có gì thì nên đi báo cáo với bí thư sầm. Chỗ này của tôi cũng không phải nơi anh báo cáo đâu." Khang Tắc Chính cười vang dội làm cho người ta sinh ra cảm giác phóng khoáng. Trước kia Cố Tắc viêm nhất định sẽ đấu võ mồm vài câu với những lời vui đùa này của Khang Tắc Chính, thế nhưng bây giờ hắn cũng không còn lòng giả như vậy. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó lại nói, "Bí thư Khang, tôi không nói đùa với anh, tôi thật sự có chuyện cần báo cáo. Vừa rồi bí thư Đồ phấn đấu của thành phố Linh Long có gọi điện thoại đến cho tôi." nói là nhận được một tấm ảnh chụp chủ tịch vương và một người phụ nữ trẻ, anh ấy căn bản không có ý kiến gì, thế nên hỏi ý kiến của tôi, lúc này tôi gọi điện thoại xin chỉ thị của anh. Vẻ mặt khang tác chính chợt trở nên nghiêm túc, hắn trầm ngâm dây lát rồi nói, chuyện này thì tôi biết rồi, anh nói với bí thư đồ, chuyện này bí thư sầm đã cho ra chỉ thị, chỉ cần anh ấy hoàn thành nhiệm vụ công tác của mình là được. Vừa rồi anh tỏ ra rất thần bí, có phải là nói với bí thư sầm về chuyện này không cố tác phiêm cố gắng giảm thấp âm thanh nói khang tác chính gật đầu nói tôi cũng không còn cách nào khác dù sao thì sự việc này cũng liên quan khá lớn bí thư sầm có ý kiến gì cố tác phiêm do dự giây lát hắn cảm thấy có chút căng thẳng mặc dù hắn hỏi như vậy giống như bắt chó đi cầy thế nhưng hắn thật sự không quan tâm nhiều như vậy bí thư sầm nói một tấm hình căn bản không nói lên ý nghĩa gì để cho ủy ban kỷ luật chúng tôi chỉ tiến hành điều tra một chút mà thôi khang tác chính biết rõ chuyện này căn bản không thể tiếp tục gạt cố tắc phim hắn chỉ có thể dùng giọng thành thật nói cố tác phim căn bản tin tưởng vào phán đoán của sầm vật gương hắn mặc dù chưa thấy tấm hình kia thế nhưng biết rằng chỉ dựa vào một tấm hình thì không nói được điều gì với cấp bậc và biểu hiện bây giờ của vương tử quân cố tác phim căn bản cảm thấy một tấm hình khó thể đánh bại được Tuy cố tác viêm không thích vương tử quân, thế nhưng hắn biết với cấp bậc của vương tử quân, chút tin tức này căn bản khó thể nào vặn ngã được. Sau khi nói với Khang tác chính thêm vài câu, cố tác viêm cảm thấy dù mình có như thế nào cũng khó khai thác được tin tức gì khác, thế nên mới phẫn nộ cúp điện thoại. Sau khi cố tác viêm đặt điện thoại xuống, hắn chậm rãi áp chế cảm giác hưng phấn của mình. Những ngày qua hắn cảm thấy vương tử quân như là người khổng lồ khó thể chiến thắng, nhưng bây giờ nghe nói có chuyện liên quan đến vương tử quân, thế là trong lòng có vài phần hưng phấn. Cố tắc viêm cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, hắn chậm rãi phát hiện một tấm hình không làm ra được gì. Dù sao thì một người phụ nữ nhào vào lòng một người đàn ông thì căn bản có rất nhiều lời giải thích. Làm sao để thông qua chuyện này và đạt được mục đích của mình? Cố tắc viêm suy tư nửa ngày, cuối cùng hắn chợt nghĩ đến một người, đó là Văn Thành Đồ. Những ngày qua tuy Văn Thành Đồ biểu hiện cực kỳ ẩn nhẫn, thế nhưng cố tắc viêm biết rõ người này căn bản không chịu được nổi cô đơn. Nhưng trên mặt Văn Thành Đồ là hai ngọn núi sầm vật cương và vương tử quân, hắn khó thể làm gì được, dù có tài hoa cũng khó thể hiện được. Cố tắc viêm đã lặng lẽ quan sát Văn Thành Đồ, biết nếu không có hai người kia áp chế, Văn Thành Đồ căn bản đã phát triển cực kỳ sinh động rồi. Cố tắc viêm hạ quyết tâm và có chút trầm ngâm, sau đó bấm điện thoại của Văn Thành Đồ. Văn Thành Đồ đang ở trong phòng làm việc của mình, sau khi nghe máy thì cố tác viêm dùng giọng hào hứng nói, Bí thư Văn, tôi là cố tác viêm, tôi có chút chuyện cần báo cáo với anh, lúc này anh có ở trong phòng làm việc không? Chủ tịch cố, có gì thì anh cứ nói, hai người chúng ta cũng không nên khách khí như vậy. Văn Thành Đồ vẫn cười ha hả dùng giọng cực kỳ ôn hòa nói. Cố tác viêm biết mình và Văn Thành Đồ còn chưa đến mức thân cận như vậy, Hắn cười cười nói, "Tôi báo cáo công tác cho ngài là cần thiết, thế này đi, ngài cứ ở trong phòng, 2 phút nữa tôi sẽ đến." Sau khi đặt điện thoại xuống thì Cố Tác viêm đơn giản sắp xếp những từ mình cần nói với Văn Thành Đồ, sau khi thỏa mãn mới rời khỏi phòng làm việc. Cố Tác phim đi đến gặp Văn Thành Đồ với gương mặt tràn đầy nụ cười, sau khi bắt chuyện với vài vị cán bộ trẻ tuổi, hắn nhanh chóng đi đến gặp Văn Thành Đồ lúc này văn thành đồ đang vội vàng phê duyệt văn kiện trong phòng khi thấy cố tắc viêm đi đến thì vội vàng đứng lên nói chủ tịch cố anh thật sự là khách quý mời anh ngồi văn thành đồ nói rồi cũng không chờ thư ký đi vào rót trà hắn tự mình nâng bình trà lên nói chủ tịch cố chỗ tôi cũng không có trà gì ngon cũng mong anh đừng trách cảm ơn bí thư văn tôi là người thô kệch uống trà cũng không có gì quá chú ý Cố tác viêm tiếp nhận ly trà từ trong tay của Văn Thành Đồ, thế là không khỏi cười ha hả nói. Hai người cùng nhau ngồi xuống, Văn Thành Đồ hỏi bệnh tình của con trai cố tác viêm. Hai bên nói vài câu khá vui, bầu không khí trong phòng cực kỳ hòa hợp. Bí thư Văn, hôm nay tôi có nghe qua một chuyện, không biết ngài đã biết chưa? Cố tác viêm nhìn có vẻ cực kỳ trầm ổn, hắn không khỏi nói với Văn Thành Đồ. Văn Thành Đồ nhìn bộ dạng thần bí của cố tác viêm hắn căn bản không thích điều này, thế nhưng vẫn tỏ ra đạm bạc nói, những ngày qua thật sự có nhiều việc, cũng không biết chủ tịch cố nhắc đến chuyện gì. Thật ra cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ là một tấm ảnh mà thôi. Bí thư Khang có nhận được một bức thư có chứa một tấm ảnh, nội dung của nó liên quan đến chủ tịch Vương và một người phụ nữ trẻ tuổi. Cô Tắc Viêm nói đến đây thì quan sát vẻ mặt của Văn Thành Đồ, khi hắn thấy vẻ mặt đối phương có chút vui mừng, thế là thầm nghĩ anh giả vờ cái quái gì với tôi hai người chúng ta có kẻ nào là tốt đẹp đâu văn thành đồ không ngờ cố tắc viêm lại đưa đến cho mình một tin tức như vậy hắn không khỏi cảm thấy trong lòng bùng sóng cho đến nay thì văn thành đồ căn bản cực kỳ uất ức dưới hai người sầm vật gương và vương tử quân hắn càng muốn tiến lên nhưng có một số việc nghĩ thì tốt nhưng thực tế lại không dễ làm chưa nói đến một sầm vật gương thâm căn cố đế ở mật đông thủ đoạn lại chua ngoa đanh đá, hơn nữa Vương Tử Quân còn ép hắn cực kỳ gắt gao. Khi mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương liên tục biến hóa, hơn nữa khoảng cách giữa Văn Thành Đồ và Vương Tử Quân ngày càng lớn, bây giờ Vương Tử Quân đã là một thế lực có thể chống lại Sầm Vật Cương. Lúc này bản thân Văn Thành Đồ cũng chợt cảm thấy mình chỉ là một nhân vật bình thường trong số các thường ủy tỉnh ủy mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 1777, tin đồn thất thiệt có người vui có kẻ buồn. Văn Thành đồ nhìn người khác tạo nên đại dương mênh mông cho bản thân, chính mình chỉ là một con cờ trong đó, thế là cảm giác không được tốt đẹp gì. Hắn cảm thấy điều này căn bản ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của mình ở mật đông. Khi hắn cho rằng mình chỉ là người đứng yên nhìn cuộc chiến giữa sầm vật gương và vương tử quân, lúc này cố tác viêm lại đưa đến một tin tức như thế nội dung của tấm ảnh là thế nào. Văn Thành Đồ nói rất bình tĩnh, thế nhưng cố tác viêm căn bản cảm ứng được sự gấp gáp của người này. Cũng không phải là tấm ảnh gì khó lường, chỉ là một người phụ nữ lao vào trong lòng của Chủ tịch Vương. Cố tác viêm nói đến đây thì lại nói là một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp. Văn Thành Đồ có chút thất vọng, dù sao thì lực sát thương của tấm ảnh kia là không quá lớn. Văn Thành Đồ khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, lão thản nhiên nói, anh Khang không phải đã đem chuyện này báo cáo với bí thư sầm rồi chứ? Hiện tại bí thư sầm có gì căn dặn hay không? Bí thư sầm yêu cầu bí thư Khang cố gắng tìm hiểu rõ ràng tình huống của sự việc. Cô Tắc Viêm nói đến đây thì không khỏi sờ lên đầu mình nói, tôi cảm thấy bí thư sầm có lẽ đã quá khoan hồng độ lượng ở sự kiện này. Văn Thành đồ căn bản cũng có ý nghĩ như vậy, thế nhưng dù là chính hắn đối diện với sự kiện này, hắn cũng chỉ có thể cho ra chỉ thị như bí thư sầm mà thôi. Trong đầu hắn lóe lên vài ý nghĩ, hắn không khỏi nói, bí thư sầm căn bản là người rộng lược, luôn đoàn kết các đồng chí chung quanh mình, tin tưởng các đồng chí căn bản xuất phát từ phương diện công tác, anh ấy như vậy cũng là rất bình thường. Bí thư văn, tôi cảm thấy nếu như muốn để cho chủ tịch vương được trong sạch, chúng ta cũng không nên che giấu như vậy, ngài nghĩ thế nào? Cố tắc viêm nhìn văn thành đồ bằng ánh mắt rất sắc bén, Văn Thành Đồ gật đầu nói: "Anh nói rất đúng, chúng ta nên quang minh chính đại điều tra sự việc này cho thật rõ ràng, để chủ tịch Vương được trong sạch." "Chủ tịch Cố, tôi cảm thấy người ta đã gửi hình cho bí thư Khang, chắc chắn những người khác cũng sẽ nhận được tấm hình này, anh thấy sao?" Văn Thành Đồ nói rồi đứng lên: "Chủ tịch Cố, tôi định tâm sự với anh một chút, thế nhưng bây giờ mới chợt nhớ ra mình còn chuyện cần phải xử lý, sau này tôi sẽ mời anh dùng cơm." Cô tác viêm thật sự không ngờ hai người vừa trò chuyện vui vẻ với nhau, bây giờ Văn Thành đồ nói đi là đi ngay. Hắn có chút sững sốt, thế nhưng không thể không đứng lên nói lời cáo từ với Văn Thành đồ. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Văn Thành Đồ, Cố Tắc Viêm chỉ có một ý nghĩ, đó chính là Văn Thành Đồ kia có chuyện gì mà đột nhiên dừng trò chuyện rồi bỏ đi như vậy. Cố Tắc Viêm có chút khó hiểu, hắn chợt nghĩ đến những câu nói sau cùng của Văn Thành Đồ, thế là không khỏi cảm thấy vui mừng. Thầm nghĩ Văn Thành đồ kia quá xảo quyệt, nhìn thì có vẻ không làm gì, thế nhưng căn bản lại ra tay rất mạnh. Trương Tề bảo nhìn tấm ảnh trong tay mà trong lòng có chút lạnh lẽo, hắn biết rõ tấm hình kia tuy không nói rõ vấn đề gì, thế nhưng lại hướng về phía chủ tịch Vương. Chủ tịch Vương trong bức ảnh có vẻ mặt rất tự nhiên, thế nhưng người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp kia lại làm cho người ta sinh ra những ý nghĩ miên man bất định. Trương Tề Bảo căn bản là người lăn lộn lâu năm trong quan trường, hắn hiểu rõ nhân tính con người, vì con người căn bản thường nghĩ đến những câu chuyện có vài sắc thái không tốt. Không biết trải qua bao lâu thì Trương Tề Bảo mới dùng bàn tay cứng nhắc cầm ly nước lên nhấp một ngụm. Nước khá mát lạnh thế nhưng hắn vẫn uống từng ngụm một, vì uống như thế này có thể làm cho hắn tỉnh táo hơn. Ai gửi tấm ảnh này đi, người ta muốn làm gì? Trong đầu Trương Tề Bảo chợt lóe lên ý nghĩ như vậy. Trong đầu liên tục lóe lên rất nhiều hình bóng khác nhau. Tuy không biết người gửi tấm ảnh này là ai, thế nhưng Trương Tề bảo biết rõ mục đích của đối phương, rõ ràng là người này muốn gây nhiều phiền toái cho Chủ tịch Vương. Nhìn từ góc độ chuyên nghiệp thì tấm ảnh này căn bản không có vấn đề gì, nhưng nếu như tấm ảnh này cứ như vậy mà được truyền bá khắp nơi, như vậy sẽ làm cho người ta sinh ra nhiều ý nghĩ. Có lẽ mình nên đến đưa cho Chủ tịch Vương xem qua. Trong đầu Trương Tề Bảo lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn không khỏi đứng lên khỏi ghế, nhưng hắn vừa đứng lên thì lại ngồi xuống. Chính mình nếu đưa tấm ảnh này cho Chủ tịch Vương, như vậy Chủ tịch Vương liệu có ý gì khác hay không? Trương Tề Bảo đã không ít lần trải qua những chuyện thế này, ví dụ như có lãnh đạo sẽ cảm thấy anh chỉ biết nói bậy bạ, làm cho lãnh đạo khó chịu. Trong đầu lóe lên vài ý nghĩ, cuối cùng Trương Tề Bảo vẫn cảm thấy nên đưa tấm ảnh đến cho Chủ tịch Vương xem xét dù chủ tịch vương có nghĩ như thế nào mình là thư ký trưởng cho chủ tịch vương mình cần phải báo cáo rõ ràng cho chủ tịch vương không thể làm cho chủ tịch vương tham gia trận chiến mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào được trương tề bảo thầm hạ quyết tâm hắn cất bước đi ra khỏi phòng làm việc của mình nhưng lúc này trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác tiêu điều mỗi ngày trương tề bảo đều đi đến phòng làm việc của vương tử quân một vài lần thế nhưng lúc này hắn đi đến phòng của lãnh đạo mà cảm thấy hai chân như đeo trì. Hiểu bạch, có ai trong phòng của chủ tịch vương hay không? Trương Tề bảo nhìn vào phòng thư ký thấy Triệu Hiểu Bạch đang ghi chép gì đó, hắn không khỏi trầm giọng hỏi. Triệu Hiểu Bạch thấy người đến là Trương Tề bảo, hắn vội vàng đứng lên nói, thư ký trưởng, chủ tịch Hà đang ở bên trong, nếu không, nếu không thì ngài chờ một lát. Chủ tịch Hà. Trương Tề bảo do dự dây lát rồi cắn răng nói, chuyện này khá gấp gáp, cậu có thể vào báo cáo một tiếng với Chủ tịch Vương hay không? Nếu như là trước kia thì Triệu Hiểu Bạch sẽ không từ chối yêu cầu này của Trương Tề bảo, dù sao thì hai người cũng đều là thư ký của Chủ tịch Vương, chỉ là một cấp bậc lớn và một cấp bậc nhỏ mà thôi. Nhưng lúc này Triệu Hiểu Bạch căn bản lại dùng giọng khổ sở nói, thư ký trưởng, không phải tôi không muốn thông báo giúp ngài, thật sự là chủ tịch vương vừa rồi có một yêu cầu là không muốn bị quấy dày trương tề bảo nhìn bộ dạng không phải giả vờ của triệu hiểu bạch hắn không khỏi thầm nghĩ cũng không biết là vì nguyên nhân gì mà chủ tịch vương cho ra yêu cầu như vậy trương tề bảo nghĩ đến bức thư trong tay mình hắn không khỏi có thêm vài phần khẳng định hắn nhìn thoáng qua triệu hiểu bạch sau đó đi ra đóng cửa phòng làm việc của triệu hiểu bạch hiểu bạch chủ tịch còn nói gì nữa không Triệu Hiểu Bạch cảm thấy hôm nay Trương Tề Bảo cực kỳ nghiêm túc, thế là hắn do dự dây lá rồi thành thật nói, "Thư ký trưởng, chủ tịch Vương không nói thêm điều gì cả." Ừ, Trương Tề Bảo định hỏi thêm, thế nhưng hắn không biết nên hỏi gì cho tốt. Thế là hắn phất phất tay áp chế ý nghĩ trong lòng mình. "Thư ký trưởng, vừa rồi chủ tịch Hà đi vào phòng làm việc của chủ tịch Vương với vẻ mặt rất nghiêm túc." Triệu Hiểu Bạch không biết Trương Tề Bảo có gì cần hỏi thế nhưng hắn rất tôn trọng Trương Tề Bảo, thế là không khỏi dùng giọng thành thật nói. Trương Tề Bảo bây giờ càng thêm khẳng định, hắn đi qua đi lại hai bước, cuối cùng cũng quyết định ngồi chờ. Tuy hắn tự nhận mình cũng là người xảo quyệt trong quan trường, thế nhưng hắn cũng hiểu thủ đoạn của mình tranh lệch lớn với Chủ tịch Hà. Trương Tề Bảo căn bản biết rõ câu nói một ngày như một năm, thế nhưng bây giờ hắn mới thật sự được thể nghiệm ý nghĩa thật sự của nó. Tuy chỉ là 5 phút ngắn ngủi nhưng Trương Tề Bảo cảm thấy mình giống như trải qua một thời gian rất lâu, thỉnh thoảng trong phòng làm việc của Triệu Hiểu Bạch vang lên tiếng chuông điện thoại, điều này không khỏi làm cho hắn cực kỳ không thoải mái. Khi Trương Tề Bảo đang suy nghĩ đối sách thì cửa phòng làm việc của Vương Tử Quân mở ra, sau đó là những chàng cười lớn vang lên. Trương Tề Bảo nhìn qua phía bên kia, hắn thấy đó là Hà Kiến Trương, thế nên không dám chỉ hoãn mà nhanh chóng đi qua chủ tịch vương, ha ha ha, bây giờ con người thường thích dậy sóng, được rồi, tôi đi về đây. Lát nữa tôi sẽ đi tìm anh Lý, sẽ yêu cầu anh ấy đốc xúc người bên dưới cố gắng công tác. Hà Kiến Trương nói xong thì khẽ nói với Trương Tề Bảo, Tề Bảo đến đấy à? Trương Tề Bảo cười miễn cưỡng nói, chào chủ tịch Hà. Hà Kiến Trương khẽ gật đầu rồi vỗ lên vai Trương Tề Bảo, Tề Bảo công tác rất tốt, vừa rồi tôi có nói với chủ tịch Vương về anh, à, rất tốt. Hà Kiến Trương nói rồi cười lớn bỏ đi. Trương 1778, một đồng minh chưa hẳn là đồng loại. Trương Tề bảo căn bản biết rõ ràng tính tình của Hà Kiến Trương, biết Chủ tịch Hà là một người cứng nhắc, rất ít khi khích lệ người khác, chính mình hôm nay làm được gì mà lại được Chủ tịch Hà khích lệ như vậy. Chẳng lẽ hôm nay Chủ tịch Hà có chuyện gì vui sao? nhưng triệu hiểu bạch nói khi chủ tịch hà đến tìm gặp chủ tịch vương thì vẻ mặt rất nghiêm túc cơ mà trong lòng sinh ra nhiều phỏng đoán nhưng lúc này trương tề bảo không cần lo lắng thêm khi vương tử quân đi vào trong phòng thì hắn cũng đi theo một gian phòng quen thuộc thế nhưng hôm nay hắn lại sinh ra cảm giác có chút gò bó chủ tịch vương mời ngài dùng trà trương tề bảo do dự một chút hắn nâng bình trà lên châm nước cho vương tử quân Vương tử quân cũng không muốn uống nước, thế nhưng khi nhìn gương mặt của Trương Tề Bảo, hắn cũng không muốn ảnh hưởng đến ý tốt của đối phương, thế nên đành uống một ngụm. Chủ tịch, hôm nay không có hội nghị gì phải không? Trương Tề Bảo tuy giã hạ quyết tâm thế nhưng áp lực của nó là rất lớn, hắn căn bản không biết mình nên mở miệng như thế nào. Vương tử quân nhìn biểu hiện không bình thường của Trương Tề Bảo. Hắn cười cười nói, có hội nghị hay không thì không phải là do thư ký trưởng anh quyết định sao? nếu như tôi quên thì anh nhắc nhở cho tôi nhớ là được vương tử quân nói làm cho khóe miệng của trương tề bảo có chút run rẩy gương mặt hắn cười nhìn còn khó coi hơn cả khóc thư ký trưởng có gì anh cứ nói ấp a à ấp úng như vậy cũng không phải là tính cách của anh vương tử quân nhìn trương tề bảo rồi cười nói trương tề bảo cắn răng rồi đưa lá thư cho vương tử quân chủ tịch vương đây là một lá thư mà văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh nhận được hôm nay mời ngài nhìn qua Vương Tử Quân mở lá thư ra, hắn nhìn thoáng qua tấm ảnh rồi cười nói, anh muốn tôi xem tấm ảnh này sao? Chủ tịch, tấm hình này được gửi đến chỗ của tôi, như vậy các vị lãnh đạo tỉnh ủy khác cũng nhận được. Trương Tề bảo nói đến đây thì có chút lắp bắp, chủ tịch, tôi cảm thấy có người cố ý cho ra hành vi này, chúng ta nên làm thế nào đây? Trương Tề bảo định nói muốn làm sáng tỏ sự việc, thế nhưng lời đến bên miệng lại được nuốt xuống bụng nếu như mình nói làm sáng tỏ sự việc, Chủ tịch Vương có nghĩ mình đang chọc giận hay không? Tuy Chủ tịch Vương là người quyền cao chức trọng, thế nhưng cũng là lãnh đạo trẻ tuổi, hơn nữa vóc người phong lưu phóng khoáng, nhiều người mến mộ là chuyện quá bình thường. Vương tử quân nhìn gương mặt biến đổi liên tục của Trương Tề Bảo, hắn vỗ vỗ vai của Trương Tề Bảo rồi nói, Thư ký trưởng Tề Bảo, chuyện này vừa rồi Chủ tịch Hà cũng có nói qua rồi, không cần gì phải ngạc nhiên, đúng là đúng mà sai sẽ là sai. Trương Tề Bảo nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân mà yên tâm hơn vài phần, nhưng hắn cũng không hoàn toàn yên lòng. Dù sao thì chuyện này cũng bày ra quá rõ ràng, hắn thật sự có thể bình tĩnh như Vương Tử Quân được sao? Khi Trương Tề Bảo rời đi thì Vương Tử Quân có chút âm trầm, hắn rất phẫn nộ với tấm ảnh đột nhiên xuất hiện này, tuy hắn không biết là ai làm ra, thế nhưng đối tượng chính là hắn. Sau khi nhìn qua tấm ảnh mà Hà Kiến Trương đưa đến, Vương Tử Quân cười cười lại tiếp tục xem xét văn kiện. Vương tử quân ở bên này cực kỳ bình tĩnh, sầm vật cương bên này lại không yên. Lúc này trong phòng làm việc của sầm vật cương có khang tác chính và trưởng phòng tổ chức Uông Thanh Minh, hai người đều có bộ dạng cực kỳ nghiêm túc. Bí thư sầm, tôi cảm thấy những phương diện như thế này thì chúng ta phải có câu trả lời, nếu không thì tin đồn càng truyền rộng rãi hơn, ảnh hưởng không tốt với chủ tịch phương. Uông Thanh Minh uống một hớp nước rồi trầm giọng nói sầm vật cương không nói gì chỉ đưa mắt nhìn khang tác chính lúc này khang tác chính trầm ngâm dây lát rồi nói bí thư sầm chúng tôi đã điều tra chuyện này thế nhưng căn bản là không thể biết được người phụ nữ trong tấm ảnh này là ai tôi cảm thấy chuyện này nên làm cho rõ ràng với chủ tịch vương nếu không cứ treo chuyện này lên cũng không hay khang tác chính có chút do dự sau đó hắn trầm giọng nói ra ý kiến của mình khang tác chính là bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh ủy ý kiến của hắn có độ nặng khá lớn. Sầm vật cương do dự dây lát rồi trầm giọng nói, cái này tôi sẽ xem xét. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, sầm vật cương có chút không vui, lão đang nghiên cứu vấn đề, lại có người gõ cửa, thư ký của mình đi đâu mất rồi. Cửa phòng được mở ra, đi vào là phó bí thư Văn Thành Đồ. Văn Thành Đồ cười cười với Uông Thanh Minh và Khang Tắc Chính, sau đó trầm giọng nói, bí thư sầm, tôi có chuyện cần một mình nói với ngài. Có phải là vì tấm ảnh liên quan đến chủ tịch phương hay không? Chúng ta cũng không cần phải bàn riêng." Sầm Vật Cương nhìn về phía Uông Thanh Minh và Khang Tắc Chính rồi nói, hai người bọn họ cũng đến tìm tôi vì chuyện này. Văn Thành Đồ tuy sớm biết điều này nhưng gương mặt càng thêm nghiêm túc, "Bí thư Sầm, khi tôi nhận được tấm ảnh này thì vốn tưởng rằng nó là trò đùa, thế nhưng không ngờ tin tức lại truyền ra rộng như vậy, chúng ta cũng không thể không coi trọng được." Văn Thành đồ ngồi xuống đối diện với Sầm Vật Cương, hắn châm thuốc. Lúc này cả gian phòng đầy khói. Sầm Vật Cương nhìn Văn Thành đồ hút thuốc, lão uống một hớp nước rồi nói: Anh có ý kiến gì với chuyện này không? Bí thư Sầm, tôi cảm thấy chuyện này khá nặng nề. Nếu bỏ qua sẽ làm cho tin đồn ngày càng rộng rãi, sẽ càng có nhiều vấn đề phát sinh. Không bằng chúng ta tổ chức một hội nghị dân chủ, ngài cảm thấy thế nào? trong hội nghị này chúng ta sẽ nói rõ cho chủ tịch vương đỡ làm cho người ta nói lung tung văn thành đồ nios đến hội nghị dân chủ làm cho hai mắt của sầm vật cương không khỏi hít lại tấm ảnh kia mang đến những tin đồn thất thiệt không thể nói cho rõ ràng thế nhưng nếu như vương tử quân nói không rõ trong hội nghị dân chủ kia hoặc là không thể mở miệng như vậy hậu quả với vương tử quân càng thêm bất lợi sầm vật cương là thuyền trưởng trên chiến thuyền mật đông nếu như vì chuyện này mà mang danh ngấm ngầm hại đối thủ của mình như vậy sẽ không ra thể thống gì thật lòng thì sầm vật cương cũng không muốn như vậy khi sầm vật cương có chút do dự khang tắc chính trần nói bí thư nếu chúng ta vắt óc suy nghĩ chuyện này thì không bằng mở rộng cửa lòng để bàn bạc với chủ tịch vương tôi căn bản tin tưởng nhân cách của chủ tịch vương theo lý mà nói thì không nên để xảy ra hiểu lầm ngài thấy sao khang tắc chính nói lời dõng dạc lời này rơi vào trong tai làm cho gương mắt Phan Thành Đồ càng thêm nghiêm túc hơn. Hắn biết rõ đề nghị của mình nếu chỉ làm cho sầm vật cương động tâm, như vậy lời nói của Khang Tác Chính càng làm cho sầm vật cương thêm quyết tâm. Vậy thì tổ chức hội nghị dân chủ, sầm vật cương trầm ngâm dây lát rồi nói tiếp, nếu là hội nghị dân chủ, cũng đừng nên quá nghiêm túc, nhóm thường ủy tỉnh ủy chúng ta có thể tùy ý mở miệng. Trường 1778-2, đồng minh chưa hẳn là đồng loại. Sau khi làm ra quyết định thì bầu không khí trong phòng thoải mái hơn, Văn Thành đồ biết mình mặc dù hướng đến gần sầm vật cương, thế nhưng cân cứ vào quan hệ thì hai người cũng không quá thân cận hơn so với người khác. Hắn cảm thấy địa vị của Uông Thanh Minh trong lòng sầm vật cương căn bản là vượt qua khang tác chính. Khang tác chính và sầm vật cương xưng anh em căn bản rất thân mật thế nhưng thực tế thì đồng minh chưa hẳn đồng loại, đây chính là phương diện chưa quá trưởng thành của khang tác chính. Phan Thành đồ thấy bầu không khí trong phòng khá lạnh nhạt, tuy thỉnh thoảng cũng chen vào vài câu thế nhưng giọng điệu lại có chút bảo thủ. Sầm Vật Cương nói thêm vài câu rồi hỏi Khang Tác Chính, "Bí thư Khang, chuyện ở thành phố Linh Long có tiến triển gì không?" Cho đến nay cũng không có tiến triển gì thực chất. "Bí thư, theo kết quả điều tra mới nhất, sở dĩ xuất hiện vấn đề về chất lượng công trình thế này thì chủ yếu ở vấn đề xây dựng." Khi thành phố Linh Long tiến hành đấu thầu để để xây dựng thôn Trương Trang, tập đoàn Đỉnh Duyệt là người trúng thầu. Khang Tắc Chính nói đến đây thì hít vào một hơi rồi nói tiếp, tập đoàn Đỉnh Duyệt vì có quá nhiều hạng mục, thế nên sau khi nắm bắt được hạng mục này lại tìm vài công ty xây dựng, căn bản ký hợp đồng với những công ty này. Những ngôi nhà kia có vấn đề cũng là vì giám đốc các công ty xây dựng kia liên kết với những lãnh đạo trong ban ngành giám sát công trình của thành phố Linh Long sử dụng những tài liệu chất lượng kém để xây dựng. Những người có liên quan đã khai nhận gì chưa? Sầm vật cương hít vào một hơi thuốc rồi nói với Khang Tắc Chính. Khang Tắc Chính gật đầu nói, lúc đầu đám giám đốc kia căn bản không thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình, thế nhưng khi chúng tôi cho ra những căn cứ chính xác, bọn họ căn bản thành thật khai báo những căn cứ chính xác vào lúc này căn bản căn bản đã chỉ ra người cung cấp ô dù cho những người kia chính là chủ nhiệm chất giam trạm của thành phố Linh Long. Sầm vật cương đứng lên khỏi ghế, lão đi qua đi lại vài bước rồi dùng giọng oán hận không thôi nói, vụ án này còn phải tiếp tục xâm nhập điều tra, ý kiến của tôi chính là bất cứ điều gì cũng phải lấy thước đo là pháp luật, không tha cho các phần tử vi phạm pháp luật, cũng không làm oan uổng cho người tốt. Tôi không can thiệp vào quá trình xử lý án của các anh, thế nhưng tôi cũng muốn nhanh chóng có được kết quả. Một công trình cho dân lại được xây dựng như bã đậu, nếu không bắt được vài tên cán bộ táng tận lương tâm, như vậy thì cuộc sống của nhân dân sau này cũng rất khó bình an. Bí thư sầm cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ phá án theo chỉ thị của ngài, điều tra rõ ràng chân tướng sự việc, trước tiên sẽ báo cáo với ngài. Khang tác chính nghe xong chỉ thị của sầm vật cương thì không khỏi có vài phần cảm động dù thế nào thì bí thư sầm vẫn là một người coi trọng lợi ích của dân lên hàng đầu vừa truy cầu thành tích đến khi có vấn đề thì truy cầu công tác điều tra chặt chẽ mà không như người khác cố gắng bưng bít phương pháp trái ngược này sao lại không làm cho người ta kính để cho được sầm vật cương căn bản hài lòng với thái độ của khang tắc chính lão gật đầu nói anh làm việc thì tôi rất yên tâm văn thành đồ rời khỏi phòng làm việc của sầm vật cương hắn cảm thấy rất vui mừng lúc này hắn chỉ nghĩ đến tình cảnh của hội nghị dân chủ sắp được diễn ra chuyện này xem như ép chết vương tử quân hắn tin tưởng vương tử quân sẽ để lộ ra nhiều sơ hở nếu như sự kiện này bị lan truyền rộng rãi như vậy sẽ gây ra ảnh hưởng nhất định cho công tác của vương tử quân ở mật đông thậm chí có khả năng vương tử quân sẽ bị điều đi dù sao thì những người coi trọng vương tử quân cũng sẽ dự phòng với những sự kiện nguy hiểm văn thành đồ nghĩ đến những điều này mà không khỏi có chút hâm mộ Đời người một khi tiến thân vào quan trường, năng lực bản thân là quan trọng nhưng có thể phát huy tài hoa của mình, tận tình thi triển tài hoa để cho ra thành tích, nhưng cần phải có người coi trọng, người tín nhiệm anh trong quan trường là cực kỳ quan trọng. Gen sắt phải lợi dụng lúc còn nóng, quá trình chìm nổi trong quan trường vĩnh viễn không cần phải giao vận mệnh cho người khác khống chế. Bất kỳ một người nào muốn phát triển mạnh mẽ đều giống như cầu độc mộc, thế nhưng cầu độc mộc chỉ có thể gác qua dòng suối nhỏ, dù là con sông nào cũng có thể làm cho nó vỡ tung. Nhưng Văn Thành Đồ cảm thấy kiếp sống quan trường của Vương Tử Quân có được những sự giúp đỡ cực kỳ quan trọng vào lúc trọng yếu, phải nói thế nào nhỉ. Rõ ràng là gần ban công có nhiều ánh trăng, hoa hướng dương hưởng thụ ánh mặt trời. Khi Văn Thành Đồ mang theo đầy bụng tâm sự đi về phòng làm việc của mình, lúc này có hai cán bộ trẻ tuổi đi đến, một người vừa đi vừa nói anh nói là thật sao? tấm ảnh kia không phải được người ta ghép lại đấy chứ. Tất nhiên là thật rồi, anh của tôi là chuyên gia máy tính, những ngày qua bọn họ cũng không làm gì khác, nhiệm vụ chủ yếu là xác minh tấm ảnh kia. Anh nói mà xem, chuyện này có ai dám động vào. Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục thì vị cán bộ trẻ tuổi đi đầu chật chật nói thật sự là không ngờ. Có cái gì mà không ngờ, điều này căn bản là bình thường. Xưa nay anh hùng khó qua cửa ải mỹ nhân, anh cũng không nhìn xem đó là mỹ nữ thế nào vị trí cao thì không có vui buồn yêu thương sao tôi cảm thấy chỉ có phật tổ mới không động tâm với những vư vật như vậy mà thôi anh nói cũng đúng cô gái kia quá xinh đẹp tôi tôi cũng không thể nào kìm nén được được rồi anh có đức hạnh thế nào mà có ý như vậy chó cưng cũng chỉ liếm chân cô chủ mà thôi hai người cười lên ha hả khi bọn họ đang nói chuyện cực kỳ vui vẻ thì ngẩng đâu lên và thấy văn thành đồ đi đến hai người này chợt xấu hổ đến tận mang ai bọn họ đi cầu thang dành cho cán bộ bình thường lãnh đạo ít đi con đường này không ngờ lại gặp văn thành đồ ngay tại đây văn thành đồ chính là lãnh đạo cao cấp với hai người bọn họ nếu như vương tử quân nghe được những lời nói vừa rồi của hai người bọn họ phương diện xử phạt thì không thể quá nặng tay thế nhưng bị ghẻ lạnh là sự thật quá rõ ràng Chào bí thư Văn, viên cán bộ đi đầu mở miệng chào hỏi Văn Thành Đồ. Văn Thành Đồ không nói gì, chỉ dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn hai vị cán bộ trẻ tuổi, sau đó quay đầu đi về phía bên kia. Lúc này gương mặt Văn Thành Đồ khá nghiêm túc nhưng căn bản lại không nổi giận. Hai người kia nói cũng rất đúng, con người là động vật tình cảm, tuy Vương Tử Quân căn bản không phải là người thường, thế nhưng dù sao cũng không thoát ra khỏi phạm trù này hơn nữa người phụ nữ ngã vào lòng vương tử quân căn bản là quá đẹp văn thành đồ nghĩ đến người phụ nữ kia mà có chút nghi hoặc hắn cảm thấy người phụ nữ kia có chút quen mặt thế nhưng gương mặt chỉ lộ ra một nửa vô tình không thể đoán được người này là ai nếu như có thể xác định được người phụ nữ kia là ai thì căn bản là quá tốt rồi văn thành đồ lắc đầu rồi đi về phía phòng làm việc của mình như sao băng chương 1779, súng bắn chim đầu đàn. Nếu so sánh với hội nghị thường ủy thì hội nghị dân chủ căn bản không nghiêm túc như vậy, thế nhưng đám người đi vào hội trường hội nghị dân chủ căn bản lại trò chuyện sang những chủ đề khác, giống như không biết đến chủ đề của hội nghị lần này. Vương tử quân tươi cười đi vào trong phòng họp, hắn gật đầu với những người chào hỏi mình, sau đó ngồi xuống đúng vị trí. Đối diện phía bên kia là Văn Thành Đồ, khi văn thành đồ nhìn thấy vương tử quân thì cười chào hỏi chủ tịch vương ly trà của anh rất đẹp là vợ tôi mới mua vương tử quân buông ly trà xuống rồi cười nói nghe nói loại ly này có thể làm cho nước trà thơm ngon hơn cũng không biết là thật hay giả văn thành đồ nhìn gương mặt với nụ cười tùm tìm của vương tử quân mà căn bản cảm thấy không thoải mái nhưng khi nghĩ đến khả năng ẩn giấu không lộ ra ngoài của vương tử quân hắn thầm nghĩ chỉ sợ vương tử quân biết được hội nghị hôm nay sắp bàn về vấn đề gì thì cũng không có chút biểu hiện mất hứng thế là văn thành đồ cười ha hả nói hai ngày trước vợ tôi cũng có xem qua đoạn quảng cáo về ly trà này mãi cổ động tôi mua một cái thế nhưng lại bị tôi ngăn cản cũng chỉ là uống trà mà thôi tôi cũng không chú ý như chủ tịch vương bí thư nói rất đúng thế nhưng ly trà này tốt xấu gì cũng là vợ tôi mua mặc kệ có hiệu quả hay không thì tôi cũng sẽ sử dụng vương tử quân cười nhạt nói tôi đã dùng vài ngày đến bây giờ còn chưa cảm nhận được nói có gì khác biệt hai người nói đùa vài câu rồi sầm vật cương đi vào trong phòng lão ngồi xuống vị trí của mình sau đó nói với mọi người hôm nay chúng ta mở hội nghị dân chủ về cuộc sống chủ yếu là trao đổi chút tư tưởng có ai có ý kiến gì không đồng ý hoặc đề nghị gì khác mọi người có thể nói ra Tôi hy vọng thông qua hội nghị lần này để làm cho ban ngành chúng ta càng thêm có lực chiến đấu. Sầm Vật Cương nói xong thì hội nghị dân chủ bắt đầu. Dưới sự chủ trì của Sầm Vật Cương, hội nghị được tiến hành đâu vào đấy, mới đó mà đã một giờ trôi qua. Sau khi tổng kết hội nghị dân chủ cuộc sống lần này, Sầm Vật Cương nhìn về bốn phía rồi nói, các đồng chí lần này có ý kiến gì không, nếu như có ý kiến gì với tôi hay với đồng chí khác đều có thể nói ra. Có câu đèn không khơi không sáng, nếu không nói thì không thể rõ ràng. Hôm nay chúng ta mở hội nghị dân chủ chính là vì giúp mọi người đưa ra những ý kiến với nhau. Bầu không khí trong phòng có chút trầm mặc, giống như có nhiều người đang chờ đợi. Thế nhưng ánh mắt mọi người đều nhìn về phía vương tử quân. Văn Thành đồ đến lúc này cũng không nói gì, hắn mơ hồ có chút thất vọng. Xem ra chủ tịch vương vẫn là người cực kỳ có uy tín, Hắn rất muốn lên tiếng đầu tiên thế nhưng do dự dây lát rồi áp chế ý nghĩ của mình. Người đang ngồi đây có nhiều kẻ sốt ruột hơn cả mình, dựa vào cái gì mà Văn Thành Đồ mình phải nhảy ra để bị súng bắn trúng chim đầu đàn. Thật sự là không hay. Sự thật quả nhiên không làm cho Văn Thành Đồ thất vọng, khi hắn nhấc ly trà lên uống một ngụm thì chợt nghe Bí thư Ủy ban kỷ luật Khang Tắc chính lên tiếng, "Chủ tịch Vương, tôi có chuyện cần chứng thực với ngài, nếu như ngài cảm thấy tôi đường đột" mong ngài thứ lỗi cho bí thư khang có vấn đề gì thì ngài cứ nói chúng ta mở hội nghị lần này không phải là đẩy mạnh liên hệ với nhau sao vương tử quân cười rất thản nhiên giống như căn bản không biết khang tắc chính muốn nói gì chủ tịch vương hai ngày trước tôi có nhận được một tấm hình mời ngài xem qua một chút khang tắc chính nói rồi đưa tấm hình cho vương tử quân sau đó nói tiếp tôi thật sự có chút hoang mang về nội dung của tấm hình hoặc cũng có thể nói là khó tiếp nhận được trong mắt tôi thì đây là một chuyện hiểu lầm vì thế cũng không xem nó ra gì nhưng sau đó tôi chợt phát hiện càng có nhiều người tin vào tấm hình này trong cơ quan cũng có nhiều tin đồn không hay tôi cảm thấy như vậy là không tốt vì thế mà muốn nói rõ với chủ tịch vương tôi tin tưởng đúng là đúng mà sai thì là sai mong ngài giải thích một chút cho những tin đồn kia căn bản không còn đất sống Vương Tử Quân nhìn qua tấm hình rồi cười nói, "Tôi còn không biết là người nào đang có mưu đồ xấu, tôi mong ban ngành công an vào điều tra cho thật kỹ, còn nội dung tấm ảnh này, căn bản chỉ là ngoài ý muốn mà thôi." "Chủ tịch Vương, tôi cũng đã nhìn qua tấm ảnh này, thế nhưng tôi lại thấy hình như người trong tấm ảnh cũng không phải là đồng chí Tiểu Bắc có phải không?" Cô tác phiêm thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì không khỏi cười lạnh, hắn mở miệng châm chọc: Vương tử quân căn bản không quan tâm đến cố tắc viêm, hắn cười ha hả nói, chủ tịch cố có ánh mắt tinh tường, đây căn bản không phải là tiểu bắc nhà tôi. Người phụ nữ này là ai? Chủ tịch vương có thể nói rõ cho chúng tôi biết được không? Con người của tôi tuy không được học quá cao, thế nhưng nhìn vào bộ dạng và tư thế của người phụ nữ kia với chủ tịch vương, giống như cực kỳ có tình cảm. Cố tắc viêm bị vương tử quân áp chế quá lâu, bây giờ mới tìm được điểm phát giận. Vương tử quân vỗ tay thật mạnh lên mặt bàn rồi lớn tiếng quát, cố tắc viêm, mời anh chú ý lời nói và hành vi của mình. Anh không phải là du côn trên đường phố, nói chuyện phải chú ý đúng mực. Nếu không thì một người làm phó chủ tịch tỉnh như anh sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng của cán bộ tỉnh Mật Đông. Chủ tịch Phương, tôi muốn hỏi anh, lời của tôi có gì là không đúng, có gì đáng cho anh thẹn quá hóa giận. Cố tác viêm đứng lên cầm tấm ảnh nói, các vị nhìn mà xem, tuy người phụ nữ này bị che nửa mặt, thế nhưng có phải bộ dạng cực kỳ tình cảm hay không? Cố tắc viêm nói câu này không khỏi làm cho những tiếng cười trầm thấp trong phòng sắp được bùng phát. Gương mặt vương tử quân trở nên âm trầm dưới những tiếng cười kia, cố tắc viêm thì cảm thấy cực kỳ hưng phấn vì điều này. Hắn vung tay đưa lên không chung rồi chậm rãi hạ xuống nói, các vị, chủ tịch vương, con người của tôi trước nay nói thật lòng, kính mong các vị tha thứ nhưng tôi cảm thấy tình huống thực tế căn bản không khác gì những lời nói của tôi cố tác phim còn chưa nói xong thì trong phòng vang lên những tiếng cười lớn văn thành đồ nhìn tình cảnh trước mắt mà không khỏi sinh ra cảm giác phát tiết cho đến nay vương tử quân vẫn luôn đè lên đầu hắn tất nhiên hắn sẽ không cảm thấy vui vẻ gì với hiện tượng cực kỳ bực bội này hôm nay cố tác phim lên tiếng như vậy làm cho văn thành đồ cảm thấy rất thoải mái xem ra cố tắc viêm thật sự bị vương tử quân áp chế quá ghê gớm nếu không với kinh nghiệm chính trị của cố tắc viêm nào cho ra những lời nói bực tức như vậy văn thành đồ thầm nghĩ như thế hắn thầm hạ quyết tâm căn bản không lên tiếng được rồi yên tĩnh một chút sầm vật cương nhìn qua bốn phía rồi lạnh giọng nói chủ tịch cố vừa rồi an nói đúng hay sai thì có vài tình huống cần phải quan tâm đó là lời nói phải đúng mực bí thư sầm vừa rồi tôi đã xin lỗi chủ tịch vương bây giờ tôi xin nhận lỗi thật sự mong ngài tha thứ cố tác phim không coi lời phê bình của sầm vật cương ra gì hắn cảm thấy những lời như vậy là không có vấn đề sầm vật cương không lên tiếng hắn đưa mắt nhìn vương tử quân chủ tịch vương anh cảm thấy những gì cố tác phim trả lời có thích hợp hay không nếu như không thì mong anh cho ra câu trả lời rõ ràng bí thư sầm vừa rồi tôi nổi giận chẳng qua là vì cố tắc viêm mở miệng chưa đủ trưởng thành chính trị. Anh ấy là phó chủ tịch tỉnh Mật Đông, lại có thể như vậy được sao? Ít nhất cũng không phải cao thượng như vậy. Vương Tử Quân vẫn nói rất bình thản, hắn nhìn sầm vật cương rồi nói tiếp, vốn chỉ là một sự kiện đơn giản, sao lại làm cho nó phức tạp như vậy? Được rồi, nếu như mọi người cần nói rõ tình huống, tôi sẽ nói cho rõ ràng. Vương Tử Quân nói rồi cầm tấm ảnh lên, nhìn vào khung cảnh của tấm ảnh, rõ ràng là sau 10 giờ tối ngày Tết Kim Hoa, tôi còn nhớ rõ ràng như vậy cũng là vì có ấn tượng với tình huống này. Vương Tử Quân nói đến đây thì vỗ bàn, Bí Thư Văn có lẽ chưa nhìn qua tấm ảnh này, nếu không sao không nhận ra con gái nhà mình. Khi đó tôi đi qua nơi này, vừa lúc thấy con gái của Bí Thư Văn và Lỗ Đỉnh Thành đang say xỉn đi ra khỏi quán rượu, tôi sợ cô ấy uống rượu say gặp nguy hiểm, thế cho nên mới kéo lên xe trở về nhà. Vương Tử Quân nói làm cho bầu không khí trong phòng họp trở nên yên tĩnh, Văn Thành Đồ chợt đứng lên khỏi ghế, hắn cầm lấy tấm hình trong tay Vương Tử Quân rồi chú ý xem xét. Chương 1780, một giữ gìn đại cục chính trị, cũng phải chú ý hình tượng cá nhân. Nếu như không có người nhắc nhở thì Văn Thành Đồ căn bản không nhận ra cô gái bị che nửa mặt và có chút mơ hồ trong tấm ảnh là con gái của mình. Sau khi nghe xong câu giải thích của Vương Tử Quân, Văn Thành Đồ xấu hổ phát hiện cô gái bị mọi người cho rằng có tình cảm với vương tử quân chính là con gái bảo bối nhà mình. Văn Thành Đồ nghĩ đến tác dụng của mình trong sự kiện này, hắn không khỏi sinh ra cảm giác nổi giận. Nhưng hắn càng nổi giận hơn với những lời nói vừa rồi của cố tắc viêm. Nếu như vừa rồi hắn cảm thấy lời nói của cố tắc viêm là rất tuyệt vời, bây giờ lại muốn tát cho đối phương vài cái. Khi đó tiểu ngư nhi uống say, đi đường khó khăn bí thư Văn, chúng ta là người bận rộn công tác, căn bản không đủ quan tâm đến con cái, tôi cảm thấy sau này anh nên trao đổi nhiều hơn với tiểu Ngư Nhi, cũng đừng nên uống rượu say như vậy." Bầu không khí trong phòng họp cực kỳ yên tĩnh, mọi người nhìn Văn Thành Đồ đang cầm tấm ảnh trong tay, chỉ thấy Văn Thành Đồ căn bản cực kỳ ngây ngốc, không có chút phản ứng. Văn Thành Đồ biết rõ những lời nói của Vương Tử Quân là sự thật, nhưng vì sao có tấm hình này? Hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói, "Chủ tịch Vương, ngài đã đưa Tiểu Ngư Nhi về nhà, không ngờ lại mang đến phiền toái cho mình, tôi thật sự có lỗi." "Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy không nên đơn giản bỏ qua cho những người bày ra âm mưu như vậy." "Bí thư Sầm, tôi đề nghị cục công an vào cuộc điều tra rõ ràng sự việc này, tôi muốn biết rốt cuộc bọn họ có mục đích gì." Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Sầm Vật gương rồi trầm giọng nói, Sầm vật cương còn chưa mở miệng thì xà lê hoa đã lớn tiếng nói, trong xã hội này có một số người cực kỳ đáng giận, bí thư sầm, tôi cảm thấy không thể không bỏ qua cho những hành vi bịa đặt phỉ báng thế này, nhất định phải cho bọn họ trả giá vì những gì mình đã và đang làm. Sầm vật cương gật đầu đồng ý, hắn nhìn Lý Trinh Siêu ở phía bên kia, bí thư Lý, anh để cho Cục Công an tỉnh tiến hành điều tra cho rõ ràng, một tuần sau tôi muốn biết kết quả. Vâng. Lý Trinh siêu vững vàng đáp lời. Mây đen nhanh chóng tiêu tán, bầu không khí trong phòng họp khá vui vẻ, nhưng cố tắc viêm lại như đứng đống lửa ngồi đống than, cũng không phải vì vương tử quân mà là vì văn thành đồ. Tuy văn thành đồ không nói lời nào nhưng cố tắc viêm cảm thấy đối phương căn bản là cực kỳ nổi giận. Mình sao lại nói năng ti tiện như vậy, lúc này cố tắc viêm căn bản không thể tát vài cái lên mặt mình. Trong quan trường Mật Đông thì Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân là hai người có ý kiến cá nhân không đồng nhất, thế cho nên trong quan trường Mật Đông liên tục truyền ra những tin đồn về việc tranh đấu giữa Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân. Chẳng qua Sầm Vật Cương luôn biểu hiện là người có đạo đức tốt, vừa giữ gìn đại cục vừa chú ý giữ gìn hình tượng của Vương Tử Quân. Bây giờ con người đúng là ném lương tâm cho chó ăn, anh nói xem chủ tịch Vương trùng hợp thấy con gái của bí thư văn say rượu và trở về nhà lại có người chụp tấm ảnh này, đúng là không ra gì. Người mở miệng là một nhân viên công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Người đồng sự thở dài nói, những năm nay khó làm người tốt, đặc biệt là nhân vật của công chúng, đám người kia hận không thể lấy kính hiển vi ra để xăm soi. May mà Chủ tịch Vương là người tốt, nếu không thật sự rất phiền toái. Nghe nói Cục Công an đã vào cuộc, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ tóm được tên khốn đặt điều kia. Khi hai người này mở miệng trò chuyện với nhau thì một người đẩy cửa đi vào phòng, người này cầm một văn kiện trong tay đua đến rồi tươi cười nói, hai vị lãnh đạo, trước tiên đừng trò chuyện về vấn đề kia nữa, đây là báo cáo hôm nay, mong hai vị lãnh đạo xét duyệt qua. Vị cán bộ vừa rồi mở miệng đầu tiên nhìn qua báo cáo rồi trầm giọng xin chỉ thị, trưởng khoa lý, anh xem qua báo cáo này đi. Người được gọi là trưởng khoa lý tiếp nhận báo cáo nhìn thoáng qua rồi trầm giọng nói, tiểu lưu, hiệu suất công tác của văn phòng các cậu bây giờ được đề cao rõ rệt. Trường khoa lý, bây giờ lãnh đạo của chúng tôi cải tiến phương pháp quản lý, căn bản cho ra quy chế nhận thầu, nếu chậm chân thì căn bản không còn quyền lợi sống. Vị cán bộ đưa báo cáo đến cầm ly nước lên uống một ngụm rồi nói, các anh đoán xem hôm nay tôi gặp được ai. Cậu gặp ai, không phải là gặp bí thư sầm đấy chứ, sau đó được bí thư sầm vỗ vỗ vai sao. Trưởng khoa Lý cũng không xa lạ gì viên cán bộ trẻ tuổi này, thế là không khỏi mở miệng trêu chọc. Tiểu Lưu cười xấu hổ nói, "Không phải, bây giờ bí thư sầm làm gì có tâm tư để ý đến tôi. Có phải cậu gặp chủ tịch Vương hay không?" "À, rất có thể đấy, vì vừa rồi tôi thấy chủ tịch Vương đi ra ngoài." "Tôi cũng rất muốn gặp chủ tịch Vương, thế nhưng cũng không có phúc như vậy." Tiểu Lưu nói đến đây thì dùng giọng thần bí nói, "Hi hi." Các anh nhất định đoán không ra. Trưởng khoa Lý đang xem văn kiện thế nhưng bây giờ lại bị lời nói của Tiểu Lưu làm ảnh hưởng. Hắn nhìn thoáng qua Tiểu Lưu rồi nói, "Tiểu Lưu, cậu có gì thì nói nhanh lên, đừng làm chậm trễ chuyện của tôi." "Hi hi, tôi nói cho các anh biết, vừa rồi tôi có gặp Văn đại tiểu thư." Tiểu Lưu biết rõ tính tình của trưởng khoa Lý có vài phần nóng nảy, hơn nữa người ta lại là lãnh đạo, chỉ cần biểu môi là mình sẽ phải vất vả công tác thêm vài lần. Thế nên sau khi nghe chỉ thị của trưởng khoa lý, hắn thanh thật nói ra sự việc vừa xảy ra vừa rồi. Trưởng khoa lý có chút sững sốt, hắn không khỏi lắc đầu nói, văn đại tiểu thư, là đại tiểu thư nào? Anh đúng là không để ý gì cả, ngay cả văn đại tiểu thư cũng không biết sao. Chính là con gái bảo bối của bí thư văn. Thật vậy sao, cậu gặp ngư nhi sao? Trường khoa lý còn chưa lên tiếng thì một giọng nói khác còn vội vàng hơn đã vang lên. Tiểu Lưu nhìn phản ứng của vị lãnh đạo này mà không khỏi có chút sảng khoái, thầm nghĩ vị lãnh đạo này căn bản là rất hiểu biết. Đúng vậy, vừa rồi tôi thấy Văn Đại Tiểu Thư mang theo vài phóng viên đến phỏng vấn Chủ tịch Vương về vài phương diện công tác của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chật chật, đã sớm nghe nói con gái của Bí Thư Văn rất đẹp, thật sự như đóa hoa, hôm nay vừa gặp mới biết cũng không phải xinh đẹp như bình thường. Tiểu Lưu vỗ vỗ lên miệng làm cho trưởng khoa Lý không nhịn được cười, "Tiểu Lưu cậu còn chưa kết hôn, nghe nói con gái của bí thư Văn còn chưa có bạn trai, nếu như cậu có thể kết hợp với con gái của bí thư Văn, không khác nào cóc ăn thịt được thiên nga." Tiểu Lưu cũng không thèm quan tâm đến lời trêu chọc của trưởng khoa Lý, hắn cười ha hả nói, "Trưởng khoa Lý, nếu là ăn được thịt thiên nga thì tôi làm cóc cũng không là vấn đề, đáng tiếc là tôi làm cóc có há mồm ra cũng không có được gì." chương 1782, giữ gìn đại cục chính trị, cũng phải chú ý hình tượng cá nhân. Tiểu Lưu nói lời khôi hài làm cho cả phòng cười vang. Trường Khoa Lý giống như ý thức được lời nói vừa rồi của mình là không hay, lúc này mới cười nói Tiểu Lưu, tục ngữ có câu không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền, tôi tin tưởng Tiểu Lưu cậu không phải là người thường, chỉ cần có quyết định biết đâu sau này sẽ là rể hiền của bí thư văn. Trường Khoa Lý, ngài cũng đừng an ủi trái tim tổn thương của tôi tôi căn bản không yếu ớt như vậy tiểu lưu cười cười nói nhưng những cô gái như văn ngư nhi thật sự làm cho người ta khó thể cầm lòng được tiểu lưu cậu nói cũng đúng cậu nói xem là người đàn ông nào mới có được những người vợ như tiểu ngư nhi nói đến phụ nữ mà đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp thì người đàn ông nào cũng có hứng thú cả tiểu lưu cười hì hì nói trưởng khoa lý điều này căn bản là khó xác định nhưng tôi tin tưởng những người như chủ tịch Vương căn bản là cực kỳ có thể. Hai người các anh thật sự là điều gì cũng dám nói, nếu để cho thư ký trưởng Trương nghe được những lời của các anh sẽ cho các anh biết tay. Một người còn lại không tham gia vào thảo luận, sau khi nghe thấy giọng điệu của người nơi đây có chút khác thường thì không khỏi mở miệng dùng giọng thiện chí nhắc nhở. Nhưng lời nói này cũng không làm cho hai người Tiểu Lưu và trưởng khoa Lý cho rằng đó là lời nhắc nhở thiện chí trưởng khoa lý chợt cười nói tiểu trần trong phòng chỉ có ba người chúng ta anh nói xem ai sẽ là người đi nói với lãnh đạo là anh sao trưởng khoa lý ngài nói vậy là oan uổng cho tôi rồi tiểu trần tôi tuyệt đối không làm ra những chuyện phải xin lỗi bạn của mình tiểu trần nghe thấy trưởng khoa lý coi mình là đối tượng hoài nghi thế là không khỏi mở miệng bày tỏ sự trong sạch của mình tiểu tử anh không như vậy vậy thì anh nói xem những lời vừa rồi của tiểu lưu có đúng không Trưởng khoa Lý nhìn qua Tiểu Trần rồi cười nói, "Có câu ép người lên lương sơn, bây giờ xem như Tiểu Trần đã chính thức cảm nhận được ý nghĩa của nó." Hắn biết rõ nếu bây giờ mình không nói vài câu, hai người kia sẽ không buông tha cho mình. Nếu như không mở miệng thì không bằng sảng khoái nói vài câu. Trong phòng chỉ có ba người, hai người kia đã đi đầu, hắn không thể không theo sau. Sau khi tự suy xét lại vấn đề thì Tiểu Trần chợt cười nói, "Tiểu Lưu nói đúng." những người phụ nữ như Văn Ngư Nhi thì căn bản chỉ có những người đàn ông như Chủ tịch Vương mới có thể tiêu thụ được. Tiểu Trần nói đến đây thì do dự dây lát, lại nói tiếp các anh có nhìn tấm ảnh hay không. Tuy Chủ tịch của chúng ta rất chính đáng, thế nhưng tôi cảm thấy Văn Ngư Nhi giống như xem Chủ tịch Vương của chúng ta là bạn trai vậy. Trường Khoa Lý và Tiểu Lưu xem như ngồi trên núi xem hổ đấu. Bây giờ càng hoảng sợ vì những lời nói của Tiểu Trần, thế nhưng trong lòng hai người cũng xuất hiện ý nghĩ này. Tiểu Trần quan sát rất tốt, rồi cũng cảm thấy giống như cô gái kia có ý với Chủ tịch Phương. Tiểu Lưu nói xong thì đưa mắt nhìn trưởng khoa lý. Lúc này trưởng khoa lý do dự dây lát rồi trầm giọng nói: Hai anh nói như vậy thì tôi cũng cảm thấy có chút ý nghĩa sâu xa. Hi hi, tôi nghe nói trong hội nghị dân chủ cuộc sống thì Chủ tịch cố có nói ra những lời rất hay. Nếu đề tài đã được thông thoáng thì Tiểu Lưu cũng không cố kỵ lời nói của mình. Tiểu Lưu nói như vậy không khỏi làm vang lên những tiếng cười thoải mái, trưởng khoa Lý khoát tay áo nói, "Sự thật là như vậy, anh không thấy hai ngày nay Bí thư Văn và chủ tịch Cố có gặp nhau trên đường, chủ tịch Cố chào hỏi thì Bí thư Văn cũng không quan tâm, lúc nào gương mặt cũng cực kỳ lạnh lùng sao?" "Thật vậy sao?" Tiểu Lưu nói như vậy rồi lại cười, nhưng điều này cũng không có gì là bất ngờ, vì chuyện này đặt lên người ai cũng không thoải mái cho được. Hi hi tôi cảm thấy làm người thì mở miệng phải chú ý anh nghĩ lại mà xem trước đó mối quan hệ giữa hai vị lãnh đạo này là khá tốt bây giờ đã đến mức không qua lại với nhau rồi tiểu trần cảm khái một câu rồi nói tiểu lưu nhìn bộ dạng của tiểu trần hắn không khỏi cảm thấy không vui nhưng lại cười ha hả nói trưởng khoa lý tôi cảm thấy nếu như có một người con rể như chủ tịch vương thì bí thư văn căn bản là cực kỳ tình nguyện Tuy Chủ tịch Vương có hơi lớn tuổi nhưng dù nhìn từ phương diện nào cũng là một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, bí thư Văn sao không tình nguyện cho được. Nhưng Chủ tịch Vương đã là người có vợ rồi, người ta sẽ tình nguyện tiếp nhận sao? Tiểu Trần nói đến đây thì bên ngoài có người gõ cửa. Tiếng gõ cửa làm cho ba người trưởng khoa lý cực kỳ hoảng sợ, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó trưởng khoa lý nói một câu mời vào. Một người đàn ông hơn 30 tuổi đi vào. Khi thấy trưởng khoa Lý thì không khỏi trầm giọng nói, "Chào trưởng khoa Lý, tôi là Tiểu Hà của văn phòng thị ủy Thanh chuyên, anh xem văn kiện này có phải là để ở đây không?" Khi thấy bộ dạng thành thật của Tiểu Hà thì ba người trưởng khoa Lý nhìn nhau cười, Tiểu Trần thì đứng lên nhường ghế của mình cho Tiểu Hà, "Tiểu Hà, mời ngồi." Tiểu Hà căn bản không hiểu rõ nụ cười của ba vị kia có nghĩa là gì, thế nhưng hắn không khỏi có vài phần cảm khái thầm nghĩ phương diện phương án điều chỉnh sắp xếp lại trong văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh xem như có tác dụng khá lớn, thái độ công tác bây giờ mạnh hơn trước kia rất nhiều. Khi Tiểu Hà đang cảm khái thì Văn Thành Đồ đang dùng ánh mắt tức giận nhìn con gái của mình, hắn nâng ly trà lên cố gắng áp chế cơn giận, sau đó trầm giọng nói Tiểu Như Nhi, bố không phải nói với con rồi sao? Những ngày này không nên đến văn phòng tỉnh ủy. Con không phải là ăn trộm ăn cướp cái gì, sao lại không được đến đây? Tiểu Ngư Nhi cũng không sợ hãi với vẻ mặt trầm trầm của Văn Thành Đồ, nàng dùng giọng cực kỳ hào hùng phản bác lời nói của bố. Văn Thành Đồ nhìn vẻ mặt của con gái Văn Ngư Nhi mà không khỏi sinh ra vài phần phiền muộn, lúc này hắn hối hận vì trước đó quá mức dễ dãi với con gái. Nhưng dù thế nào thì đây là cô con gái bảo bối của hai vợ chồng, hắn cũng không đành lòng để phát sinh những sự kiện gì ảnh hưởng đến hình tượng trói lọi của con gái mình khi văn thành đồ đang thầm suy nghĩ thì văn ngư nhi đã nói bí thư văn ngài cứ bận rộn công tác tôi ra ngoài có chút việc con về đi bố đã nói với anh trần rồi sẽ cho người khác đến phỏng vấn văn thành đồ khoát tay áo dùng giọng chân thật đáng tin nói nhưng văn thành đồ nói như vậy căn bản là chọc giận văn ngư nhi nàng nhìn thoáng qua văn thành đồ rồi nói bố dựa vào cái gì mà bố làm như vậy ngư nhi còn công tác đường đường chính chính ngài dựa vào cái gì không cho con đi phỏng vấn. Con nói cho ngài biết, con sẽ đi phỏng vấn chủ tịch vương, đó là công tác của con, không cần ngài xen vào. chương 1781 một không quản miệng dễ sinh thị phi. Đối với Văn Ngư Nhi thì Văn Thành Đồ luôn có tư tưởng yêu thương ngậm trong miệng sợ tan chảy nâng trong lòng bàn tay sợ ngã. Bây giờ nghe con gái tranh luận như vậy cảm thấy rất tức giận thế nhưng không thể làm gì được. Dù sao thì Văn Ngư Nhi cũng không còn là một cô bé, không nên đối xử như với một cô bé, như vậy là phí công vô dụng. Văn Thành đồ trầm ngâm dây lát, sau đó quyết định nói rõ với con gái. Tiểu Ngư Nhi từ nhỏ đã hiểu lễ nghĩa, hắn tin con gái có thể hiểu được mình. Tiểu Ngư Nhi, bố biết rõ con làm việc quang minh chính đại, không có gì ngăn cản được, thế nhưng con người vẫn có thuộc tính xã hội. Nếu như con đi vẫn đi làm việc mà không quan tâm đến cảm nhận của bố, con có nghĩ việc làm của mình gây ra ảnh hưởng gì với bố không? Văn Thành Đồ cố gắng làm cho giọng điệu mình ôn hòa uyển chuyển, biết đâu con gái sẽ hiểu được ý mình. Hắn vừa nói vừa quan sát phản ứng của con gái, không ngờ Văn Ngư Nhi chừng mắt nhìn mình, sau đó càng ngẩng đầu lên cao, nhìn bộ dạng kia thì hắn biết dù có khuyên can cũng vô ích. Nhưng Văn Thành Đồ không phải là người có thể đơn giản vứt bỏ ý đồ của mình. Hắn cố gắng sắp xếp ngôn ngữ, hắn là một vị phó bí thư tỉnh ủy, ngay cả con gái mình cũng không thuyết phục được, như vậy không phải là quá mất mặt sao. Ngư nhi, con là người tâm khí cao ngạo, cảm thấy người ta có nói gì cũng không sao. Văn Thành đồ nhìn thoáng qua con gái của mình rồi nói tiếp, từ góc độc của bố, bố cũng biết những lời nghị luận kia là vô căn cứ. Lúc này Văn Ngư Nhi mới nở nụ cười, nhưng nàng cũng không nói lời nào mà đứng lên khỏi ghế, sau đó lại nghênh ngang ngồi xuống chiếc ghế lãnh đạo của bí thư văn khi thấy con gái ngồi lên vị trí của mình và nhắm mắt dưỡng thần văn thành đồ nở nụ cười sủng ái nói tiểu ngư nhi của chúng ta tài sắc vẹn toàn lại là một cô gái thanh xuân thật sự đã đến tuổi tìm đối tượng nếu như bây giờ có những lời đồn đãi không hay như vậy sẽ không quá tốt bố chỉ lo lắng cho con thôi hừ bố à con cảm thấy những này của bố có chút dối trá rõ ràng là vì mình thế nhưng lại nói là vì con, quá mức đường hoàng, con cũng không nghe. Văn Ngư Nhi tuy che lỗ tai thế nhưng bộ dạng đã mềm lòng. Văn Thành Đồ thấy thế thì cảm thấy mình đã dụ địch xâm nhập, lão tiến thêm một bước khuyên nhủ, Ngư Nhi, con không quan tâm đến những lời nói kia, thế nhưng dù sao cũng phải suy nghĩ cho Chủ tịch Vương chứ. Chủ tịch Vương sẽ quan tâm đến những lời này sao? Văn Ngư Nhi chợt đứng lên cố gắng cãi lời Văn Thành Đồ, con cảm thấy chủ tịch vương sẽ không quan tâm đến những lời này những người như anh ấy cần gì phải quan tâm đến những thứ như vậy bố biết chủ tịch vương không quan tâm thế nhưng anh ấy là lãnh đạo còn có cả vợ con tấm hình kia chỉ là hiểu lầm mọi người đều biết được chỉ cần một thời gian sau thì vấn đề chậm rãi tan biến nhưng nếu con thường xuyên xuất hiện thường xuyên đi qua bên này làm cho người ta sinh ra suy nghĩ khác thường như vậy sẽ không tốt Vợ của chủ tịch Vương cũng sẽ không thể không sinh ra ý nghĩ gì khác, con nói xem có đúng không? Văn Ngư Nhi do dự dây lát rồi mới nói, có nên đổi người đến phỏng vấn chủ tịch Vương không nhỉ? Đúng rồi, bố đã nói rồi mà, Văn Ngư Nhi nhà ta tuyệt đối là một cô gái lấy đại cục làm trọng. Con quay về tìm lãnh đạo của mình, đổi người khác đến phỏng vấn là được. Văn Thành đồ thở dài một hơi, thầm nghĩ cuối cùng cũng thuyết phục được con gái của mình. Văn Ngư Nhi cầm bản phỏng vấn ra khỏi phòng làm việc của Văn Thành Đồ, thế nhưng sau đó lại quay ngược lại dùng giọng không yên hỏi bố, "Bố, chuyện này không tạo nên phiền toái gì cho chủ tịch Vương đấy chứ?" "Không, con cứ quản tốt chuyện của mình là được." Văn Thành Đồ vuốt mái tóc của Văn Ngư Nhi, sau đó phất tay cho con gái của mình rời đi. Đối phó với một cô gái nhỏ thế này là dư sức. Văn Thành Đồ thầm nghĩ như vậy, thế nhưng khi con gái rời đi, hắn thầm nghĩ về vương tử quân, lại cảm thấy có chút bực mình. Nếu như cố tắc viêm nói đúng thì thế nào bây giờ? Lo lắng của Văn Thành Đồ cũng không phải là không có lý, vương tử quân nhìn từ bề ngoài thì chỉ là một người đàn ông hơn 30 tuổi, có phải giống như một người gần 40 đâu. Cũng không quan tâm người này bao nhiêu tuổi, thế nhưng Văn Thành Đồ tuyệt đối không cho phép con gái cưng của mình có khúc mắc gì với một người đàn ông đã có vợ, hơn nữa người kia còn là đồng nghiệp của mình hay là mình điều động công tác của nó đi nơi khác khi văn thành đồ đang buồn giàu lo lắng lúc này có người gõ cửa phòng văn thành đồ không vui đi ra mở cửa đúng lúc này thư ký mở miệng thúc giục bí thư ngài mau đi xuống bên dưới đi tiểu ngư nhi đang mắng chủ tịch cố văn thành đồ nghe được những lời như vậy thì ngây cả người lúc này gương mặt cố tắc viêm đỏ bừng bừng hôm nay hắn đến phòng làm việc của bí thư sầm vật gương để báo cáo công tác không ngờ vừa cùng bí thư sầm đi xuống dưới lầu thì gặp ngay Văn Ngư Nhi ở khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Cô tắc viêm vừa mới đi xuống lầu thì gặp mặt Văn Ngư Nhi cũng đang hấp tấp đi xuống. Hắn căn bản có chút giật mình khi gặp mặt cô gái này, những lời nói của mình trước đó trong hội nghị dân chủ đã được truyền ra ngoài, bây giờ hắn thật sự hối hận, cũng vì miệng lưới của mình quá ti tiện, sao lại nói ra những lời như vậy nếu là trước kia khi gặp mặt văn ngư nhi thì cố tác phim sẽ nhất định quan tâm theo đúng cách của một người trưởng bối thế nhưng bây giờ hắn làm gì còn tâm tư như vậy khi hắn chuẩn bị làm ra vẻ như không thấy thì sầm vật cương lại chào hỏi văn ngư nhi tiểu ngư nhi cháu hấp tấp đi đâu vậy văn ngư nhi thấy sầm vật cương thì dừng lại ngay rồi cung kính chào hỏi chào bác sầm đã nhiều ngày rồi không gặp bác tốt quá tiểu nha đầu cháu bây giờ đang bận rộn gì vậy sầm vật cương nhìn văn ngư nhi tươi trẻ phấn chấn thì không khỏi dùng giọng từ ái nói. Nhưng trong đầu sầm vật cương lại lóe lên nội dung tấm ảnh kia, cô gái nhào vào lòng vương tử quân không nhờ lại là văn ngư nhi, một cô gái mới lớn mà thôi. Cháu thì còn bận rộn gì khác nữa, chẳng qua chỉ là đi phỏng vấn mà thôi. Văn ngư nhi nói rồi đưa mắt nhìn cố tắc viêm, nàng căn bản cũng nghe nói đến những lời của cố tắc viêm trong hội nghị dân chủ, căn bản rất nổi giận. Nếu như là trước đó thì Văn Ngư Nhi căn bản sẽ không nổi giận, thế nhưng hôm nay nàng lại bỏ lỡ một cuộc phỏng vấn vì những lời của bố mình, thế nên căn bản là nổi giận không chỗ phát tiết. Lúc này nàng cảm thấy cố tắc viêm cực kỳ chán ghét. Văn Ngư Nhi có quyết định của mình, nàng cười ha hả nói với cố tắc viêm, chào chú cố. Chào Ngư Nhi, ha ha, cố tắc viêm thấy Văn Ngư Nhi chủ động chào hỏi mình, thế là không khỏi có chút xấu hổ, hắn là người cực kỳ giỏi ăn nói, thế nhưng bây giờ lại sinh ra cảm giác nói không nên lời. chương 1781 2 không quản miệng dễ sinh thị phi. Chú cố, có chuyện mà cháu không hiểu rõ, hôm nay vừa lúc gặp ngài, chú muốn hỏi một chút. Chú có thể nói cho cháu biết, cái gì là xuân tình dạo dực được không? Văn Ngư Nhi vừa nói vừa nhìn vào cố tắc viêm. Cố tắc viêm lúc này căn bản không chống đỡ được, hắn nuốt nuốt đầu lưỡi, căn bản không biết nói sao cho phải cái gì là xuân tình dạo dực cố tắc viêm biết rõ điều này thế nhưng tình cảnh này hắn phải trả lời sao đây sầm vật cương cũng không ngờ văn ngư nhi lại hỏi như vậy thế là không khỏi thầm mắng cố tắc viêm này nói năng không ra gì mới có báo ứng sau đó lại cảm thấy mình có trách nhiệm phải khuyên bảo văn ngư nhi khi sầm vật cương chuẩn bị mở miệng thì văn ngư nhi ở bên kia đã nói l cháu gọi ngài là chú cố ngài có đồng ý không Ngài có biết xấu hổ không? Loại người như ngài miệng lưỡi thô tục, ngài có con cái không? Cho dù ngài không có con, ngài đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ xem, nếu đó là vợ, là em gái của ngài thì sao? Cô tác phiêm căn bản rất đuối lý, gương mặt đỏ bừng bừng. Dù hắn có dũng khí cũng không tùy tiện nổi nóng, dù sao thì Văn Ngư Nhi cũng là vãn bối, hắn sao có thể tính toán chi ly với cô nàng này cho được. Ngư Nhi nhà đầu này hôm nay làm sao vậy? Còn có là một vãn bối nữa không? Vẻ mặt sầm vật cương cực kỳ nghiêm túc. Văn ngư nhi căn bản có chút sợ hãi sầm vật cương, dù sao thì sầm vật cương cũng không phải là người thường, thế nhưng nàng lại dùng giọng đầy hào hùng nói, bác sầm, chú ấy không xứng đáng là trưởng bối của cháu, cháu không cần chú ấy làm trưởng bối, vì cháu cảm thấy một người xấu xa như chú ấy làm đồng sự với ngài và bố cháu, đúng là một loại nhục nhã ngài có biết bây giờ người ta nói về cháu thế nào không? Cháu cũng muốn hỏi chú ấy một câu, đó là sao có thể tùy tiện đánh giá về cháu như vậy được? Văn Ngư Nhi nói đến phương diện uất ức của mình thì không khỏi chảy nước mắt. Sầm Vật Cương là người đứng đầu nhất ngôn cửu đỉnh ở Mật Đông, dù là bất kỳ ai cũng phải run sợ dưới ánh mắt của lão, thế nhưng bây giờ thấy Văn Ngư Nhi khóc thì cũng không khỏi cảm thấy đau lòng dù thế nào thì sự kiện vừa qua cũng gây tổn thương cho một cô gái mới học xong đi làm như văn ngư nhi cố tắc viêm này đúng là miệng lưỡi không ra gì khi sầm vật cương chuẩn bị an ủi văn ngư nhi thì văn thành đồ đã đi xuống từ xa đã lớn tiếng nói ngư nhi con đang làm gì vậy con không tranh thủ đi làm việc sao sầm vật cương biết rõ nếu cứ tiếp tục ở lại thì càng phiền toái lão cười cười với văn thành đồ sau đó nói với văn ngư nhi ngư nhi tranh thủ đi mau lên đúng rồi tiểu nha đầu nếu muốn đi đâu chơi thì cứ xin lãnh đạo nghỉ một vài ngày nói là bác sầm có nhiệm vụ cho cháu ha ha văn ngư nhi không thể không quay đầu bỏ đi dưới ánh mắt của sầm vật cương nhưng khi nàng rời đi thì bầu không khí trong khu văn phòng tỉnh ủy có chút xấu hổ sầm vật cương cũng cảm ứng được bầu không khí xấu hổ này lão trầm ngâm dây lát rồi cười nói ngư nhi còn nhỏ tuổi khó tránh khỏi tình huống nổi nóng như vậy bí thư văn về nhà cũng đừng nên trách nó cảm ơn bí thư sầm văn thành đồ khẽ cười rồi nói với sầm vật gương sầm vật gương còn muốn nói thêm điều gì đó thế nhưng lão há miệng mà cuối cùng không nói nên lời sau đó quay bước đi lên lầu cô tắc phiêm thấy văn thành đồ đi xuống thấy đối phương liếc mắt nhìn mình hắn càng cảm thấy không vui cũng không nên nói thêm điều gì sau khi đi vào phòng làm việc của sầm vật gương cố tắc viêm dùng giọng cực kỳ uất ức nói, bí thư sầm, ngài xem tôi có phải oan uổng không? Tôi nếu biết đó là văn ngư nhi thì sao lại nói ra những lời như vậy? Ngài nhìn ngư nhi hôm nay xem, giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Sầm vật cương đưa mắt nhìn cố tắc viêm, lại dùng giọng không mặn không nhạt nói, anh làm sao vậy? Anh ăn nói theo kiểu như vậy thì thật sự có kết quả không ra gì, lần sau nhớ khắc ghi bài học này. Cố tác viêm khẽ gật đầu, hắn bước bối tiếp nhận lời phê bình của sầm vật gương hắn biết rất rõ ràng có nhiều người thấy văn ngư nhi mắng mình tin tức này sẽ nhanh chóng truyền ra ngoài làm trò cười cho thiên hạ cô tác phim thật sự cảm thấy phiền muộn thế nhưng hắn vẫn nhẫn nại nói bí thư tôi có chuyện cần báo cáo với ngài ngày hôm qua tôi có gọi điện thoại cho hai người đồ phấn đấu và miêu dược hổ bọn họ nói bây giờ áp lực của mình là quá lớn sầm vật gương khẽ gật đầu thành phố Linh Long xảy ra chuyện, hai người đồ phấn đấu và miêu dược hổ là hai vị lãnh đạo đứng đầu, không có áp lực mới là lạ. Nhưng sự việc đã đến nước này, không xử lý được sao? Có kết quả điều tra chưa? Bí thư sầm, mọi việc đã rõ ràng, những người có trách nhiệm chủ yếu đều đã bị khống chế. Cô tác viêm nhìn sầm vật cương rồi dùng giọng cẩn thận đề nghị, tôi cảm thấy chuyện này mang đến ảnh hưởng mặt trái với công tác xây dựng đô thị ở thành phố Linh Long, nếu bây giờ đã điều tra rõ ràng, như vậy nên nhanh chóng kết án là được. Cô tác phim nói làm cho sầm vật cương nhíu mày, lão trầm ngâm dây lát rồi nói, chuyện này tôi phải trưng cầu ý kiến của bí thư khang tác chính cái đã. Cô tác phim tuy có chút thất vọng nhưng không dám tiếp tục khuyển bảo, dù sao thì đây cũng không phải chuyện nhỏ. Nếu như sầm vật cương có ý nghĩ của mình, anh có khuyên mãi cũng không xong, ngược lại còn không phân biệt rõ đâu là lãnh đạo nhưng thái độ của sầm vật cương có chút biến đổi, điều này hắn thấy rất rõ ràng. Cô tác phim từng xem qua một quyển sách, bên trong có những câu nói kết luận với người quan trường làm cho hắn sinh ra cộng minh, đó là trong quan trường có hai loại người, có kẻ cáo mượn oai hùm và khát vọng cáo mượn oai hùm. Có người một khi thăng quan thì nắm quyền lớn cho rằng mình là hổ là rồng, thế nhưng những người thật sự có thể là hổ là rồng đều căn bản không theo trò cáo mượn oai hùm, dù cho con chuột có ngồi lên ghế cao mượn oai của hổ để áp chế kẻ khác, thực tế cũng chỉ là một con chuột mà thôi. Những lời nói như thế này dù có chút cực đoan, thế nhưng lại không phải không đúng, vì dù là bất kỳ ai trong quan trường cũng muốn đẩy địa vị và quyền lực của mình đi lên, điều này là sự thật. Thử nghĩ mà xem, nếu như sầm vật cương không phải là bí thư tỉnh ủy mật đông, như vậy cố tác viêm tôi cần gì phải khổ sở nịnh nọt thế này. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc nghe Triệu Hiểu Bạch dùng giọng sinh động miêu tả sự việc mà không khỏi buồn cười. Có lẽ cố tác phim sẽ cực kỳ khốn khổ khi đối mặt với Văn Ngư Nhi. Chủ tịch Vương, khi đó gương mặt chủ tịch cố thật sự là xanh như tàu lá. Triệu Hiểu Bạch có thể cảm nhận được sự vui vẻ của Vương Tử Quân, thế là không khỏi nói. Vương Tử Quân gật đầu nói, được rồi, bây giờ chúng ta không thảo luận về vấn đề này nữa, không cần nói như vậy. Triệu Hiểu Bạch lại chặn lời, "Chủ tịch yên tâm, chuyện này tôi sẽ không nói lung tung ra bên ngoài, thế nhưng bây giờ lại được truyền bá rộng rãi lắm rồi." Cốc cốc cốc, Triệu Hiểu Bạch nghe tiếng gõ cửa và vội vàng đi ra, sau khi hắn mở cửa thì thấy Lý Trinh Siêu đi vào. Lần này Lý Trinh Siêu không đi vào một mình, đi theo còn có một người đàn ông mặc trang phục cảnh sát. Chương 1782, một ngọc tốt cần thợ khéo. Quân hàm cảnh sát của người đàn ông kia không khỏi làm cho người ta phải ngước nhìn, thế nhưng bây giờ đi vào trong phòng làm việc của vương tử quân, hắn lại cực kỳ gò bó. Sau khi Lý Trinh Siêu ngồi xuống, Triệu Hiểu Bạch có thể thấy người kia muốn ngồi nhưng lại có vài phần do dự. Vương tử quân lúc này đã ngồi xuống ghế sa lông đối điện với Lý Trinh Siêu, hắn cười nói với Lý Trinh Siêu, bí thư Lý, tuy đồng chí này có chút lạ mặt, thế nhưng nhìn qua hình như là người có khả năng của bí thư Lý thì phải. Lý Trinh Siêu có vẻ rất vui vì lời khích lệ của Vương Tử Quân, hắn chỉ vào viên cảnh sát bên cạnh mình rồi nói: "Chủ tịch Vương, vị này là Phó cục trưởng Cao Chí Kiệt của cục công an tỉnh, anh ấy làm cảnh sát nhiều năm, đã phá nhiều vụ án lớn, là cán bộ có năng lực." Sau khi Lý Trinh Siêu giới thiệu về mình thì Cao Chí Kiệt vốn đã ngồi xuống đã đứng lên, hắn không khỏi chào Vương Tử Quân rồi nói: "Chủ tịch Vương, Cao Chí Kiệt của cục công an tỉnh báo danh với ngài." Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Dù hai bên gặp mặt lần đầu tiên thế nhưng cao trí kiệt này lại làm cho người ta sinh ra cảm giác thông minh tháo vát. Lý Trinh Siêu có thể đưa cao trí kiệt đến gặp mình, càng nói rõ vấn đề là thế nào. Vương Tử Quân cười cười với cao trí kiệt rồi nói, "Cục trưởng cao đến chỗ của tôi không cần nghiêm túc như vậy, mọi người đều là đồng sự, anh quá nghiêm túc sẽ thành ra khách khí." Cao trí kiệt lần này được Lý Trinh Siêu đưa đến gặp mặt Vương Tử Quân, Trước khi đến thì Lý Trinh Siêu đã dặn dò một phen, nói hắn nên chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải lưu lại ấn tượng tốt cho Chủ tịch Vương. Vì vậy lần này hắn cực kỳ chờ mong được gặp mặt Chủ tịch Vương, thế nên cũng có vài phần căng thẳng, vì sự kiện này quá quan trọng, nó có liên quan đến tương lai phát triển của hắn sau này. Tuy trước kia Cao Chí Kiệt từng gặp mặt Vương Tử Quân vài lần, thế nhưng đều là trường hợp công chúng, căn bản không có cơ hội tiếp xúc nói chuyện lần này hắn cuối cùng cũng được thỏa ước nguyện thế nên rất căng thẳng lúc này cao trí kiệt thấy vương tử quân tỏ ra bình dị gần gũi như vậy thì không khỏi cảm thấy thả lỏng hơn một chút thế nhưng hắn cũng không dám làm loạn thế nên chỉ đưa mắt nhìn lý trinh siêu lý trinh siêu không làm cho cao trí kiệt thất vọng hắn cười ha hả nói trí kiệt anh có nghe chủ tịch vương nói gì chưa chủ tịch vương tuy lần đầu gặp mặt anh thế nhưng lại có thể nhìn rõ anh rồi anh công tác khá tốt, giống như một con sói liều mạng, thế nhưng cũng không nên quá cứng nhắc, khi nào cần hoạt bát thì cũng nên hoạt bát một chút. Chủ tịch Vương, Cục trưởng Trí Kiệt là người rất tốt, đã từng là Cục trưởng Cục Công an huyện trẻ tuổi nhất Mật Đông, khi đó có người còn xưng cậu ấy là một trong hai vị cán bộ trẻ tuổi có tiềm lực nhất trong hệ thống Cục Công an. Lý Trinh Siêu nói như vậy làm cho Vương Tử Quân không khỏi híp mắt. Hắn nghe rõ ý nghĩa những lời nói của Lý Trinh Siêu, thầm nghĩ lý trinh siêu này đúng là kẻ thành tinh đi lòng vòng không phải có mục đích quá rõ ràng sao? nhưng người này thầm thấu quá hay và chậm rãi, mình không thể nào bắt bẻ gì được. khi kinh tế phát triển mạnh mẽ thì công tác của cục công an lại được đặt ra yêu cầu mới. đồng chí trí kiệt là người có khả năng trong cục công an tỉnh, hy vọng anh có thể dẫn dắt đội ngũ tiến lên không phụ lòng trông mong của mọi người. vương tử quân nói vài lời khuyến khích. Tuy Vương Tử Quân nói rất hàm hồ nhưng Cao Chí Kiệt nghe mà cảm thấy vui sướng. Hắn cảm tạ sự quan tâm của Vương Tử Quân, sau đó mới ngồi xuống rất quy củ. Chủ tịch Vương, hôm nay tôi đến báo cáo với ngài về sự kiện tấm ảnh. Trải qua sự điều tra của Cao Chí Kiệt, tấm ảnh kia được gửi đi từ thành phố rừng mật. Người gửi thư rất xảo quyệt, bọn họ sử dụng hòm thư bưu chính ở bên ngoài, thời gian là dạng sáng, vì vậy khó thể nào xác định được người tình nghi lý trinh siêu thở dài một hơi rồi nói tiếp nhóm trí kiệt công tác liên tục ba ngày lúc này mới cẩn thận thăm dò được một người tình nghi nhưng khi điều tra thì những người kia đã nhanh chóng rời khỏi mật đông vương tử quân khẽ gật đầu trước khi điều tra hắn đã dự đoán được kết quả như vậy nhưng khi mọi người đều xuất điều tra hắn cũng không thể từ chối chủ tịch vương chúng tôi không làm tốt công tác nếu như có thể sớm phá án những người kia sẽ khó thoát được Cao Chí Kiệt lại đứng lên khỏi ghế sa lông rồi trầm giọng kiểm điểm với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân căn bản không cho rằng đây là trách nhiệm của nhóm người Cao Chí Kiệt. Hắn cười cười nói với Cao Chí Kiệt: Lưới pháp luật thưa mà khó lọt. Tuy lần này bọn họ đã bỏ chạy, thế nhưng tôi tin tưởng có một người bọn họ sẽ phải trả giá thật nhiều vì hành vi của mình. Bí thư Trinh Siêu, tôi cảm thấy công tác của cục công an là rất khá. Tôi hy vọng vào giai đoạn công tác kế tiếp. Cục Công an có thể điều tra vào đúng thời điểm mấu chốt, xử lý các vấn đề liên quan đến tác phong. Lý Trinh Siêu nhìn gương mặt trưởng thành lão luyện của Vương Tử Quân thì không khỏi cảm thấy may mắn vì lựa chọn của mình lần này. Đối với hắn thì Vương Tử Quân biểu hiện càng tốt thì chính mình có thêm nhiều thứ. Chủ tịch Vương cứ yên tâm, sau khi quay về tôi sẽ truyền đạt chỉ thị của ngài với Cục Công an tỉnh. Sau khi Lý Trinh Siêu tỏ thái độ thì bầu không khí trong phòng càng thêm hài hòa. Vương Tử Quân nói thêm vài việc nhỏ với Lý Trinh Siêu, sau đó trầm giọng hỏi, Bí Thư Lý, về phương diện xây dựng đô thị ở thôn Trương Thanh của thành phố Linh Long bây giờ đã điều tra đến bước nào rồi? Lần này điều tra chủ yếu là nhiệm vụ của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, thế nhưng Viện Kiểm sát cũng có tham gia, Lý Trinh Siêu là Bí Thư Ủy ban Tư pháp, càng là Phó Tổ trưởng Tổ điều tra. Chủ tịch Vương, trên cơ bản đã có kết quả, Tất cả đều chỉa về phía cục trưởng cục chất lượng công trình của thành phố Linh Long, do người này cung cấp ô dù mà những xí nghiệp kia mới làm loạn như vậy. Lý Trinh Siêu nói đến đây thì nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi nói, còn về phía tập đoàn đỉnh duyệt, vì bọn họ rất phối hợp điều tra, trước mắt còn có người bảo lãnh. Dựa theo căn cứ hiện tại, trách nhiệm chủ yếu của tập đoàn đỉnh duyệt là ở chỗ giám sát. Hai ngày trước lỗ đỉnh thành còn tiến hành đền bù rất lớn. Một vị cục trưởng cục giám sát chất lượng công trình mà có thể là ô dù phía sau cho doanh nghiệp làm loạn, Vương Tử Quân căn bản không thể tin được, nhưng hắn không có chứng cứ, chỉ suy đoán như vậy mà thôi. Anh truyền đạt ý chỉ của tôi cho các đồng chí phá án, yêu cầu bọn họ phá án theo đúng quy định pháp luật, cần phải nhanh chóng kết án. Chương 1782, 2, Ngọc tốt cần thợ khéo. Cao Chí Kiệt ngồi thêm hơn 10 phút thì cáo từ rời đi lúc này trong phòng chỉ còn lại Vương Tử Quân và Lý Trinh Siêu. Lúc này Lý Trinh Siêu có vài phần thoải mái hơn Cao Trí Kiệt, hắn châm một điếu thuốc rồi nói, Chủ tịch Vương, tôi dù không bắt được người gửi tấm ảnh, nhưng người này còn gửi cho cả thị ủy Linh Long, tôi hoài nghi người đứng phía sau tấm màn. Lý Trinh Siêu không nói gì cụ thể mà chỉ chỉ ra sau lưng, Vương Tử Quân cười cười nói, được rồi, những gì không có chứng cứ thì chúng ta không nhắc đến, chuyện này cứ giao cho người của Cục Công an tỉnh là được. Vâng, tôi theo chỉ thị của Chủ tịch Vương. Lý Trinh Siêu nói rồi dừng lại giây lát, Chủ tịch Vương, Trí Kiệt là mầm xanh rất tốt. Trước kia khi mà Cục trưởng Cục Công an tiền nhiệm còn tại vị thì thường chú tâm rèn luyện anh ấy, cũng mong sau này có thể gánh trọng trách. Nhưng đã vài năm trôi qua mà một người như anh ấy không được trọng dụng. Vương tử quân không lên tiếng, khi mà Lý Trinh Siêu có chút sốt ruột thì mới dùng giọng trầm trầm nói, vàng dù ở nơi nào cũng sẽ tỏa sáng. Đúng vậy, ngọc không mài rũa thì không tươi đẹp, nhưng ngọc cũng có loại tốt loại xấu, cũng cần phải có thợ khéo tay mới có thể mài rũa thành châu báu, nếu không thì xem như lãng phí tài nguyên. Lý Trinh Siêu nhìn Vương Tử Quân rồi cười ha hả nói. Vương Tử Quân căn bản chỉ cười cười với lời nịnh hót của Lý Trinh Siêu, hắn cũng không nói gì thêm. Lý Trinh Siêu đã đạt được mục đích cũng không dây dưa ở phương diện này, Hắn cười cười với Vương Tử Quân, Chủ tịch Vương, ngài có nghe qua chuyện vừa rồi chưa? Vương Tử Quân căn bản có chút sững sốt, hắn không hiểu rõ Lý Trinh Siêu nói chuyện vừa rồi là chuyện gì. Khi hắn đang nghi hoặc thì chợt nghe Lý Trinh Siêu nói, "Bí thư Van là người mà tôi cảm thấy có vài phần chướng mắt, thế nhưng tôi lại cực kỳ hâm mộ con gái của anh ấy." "Anh nói đến chuyện cô gái kia gây loạn sao?" Vương Tử Quân cảm khái một câu mà không nói thêm điều gì. Hi hi, chủ tịch cố cũng phải có một thời gian không dám nhìn mặt ai. Lý Trinh siêu căn bản không có cảm tình gì với cố tắc viêm, thế nên lời nói có vài phần hả hê. Vương tử quân mặc dù không chào đón những lời như vậy, thế nhưng hắn dù sao cũng là một nửa người trong cuộc, hắn mở miệng có chút cố kỵ. Lỗ đỉnh thành trầm mặt ngồi trong phòng làm việc của mình, lúc này lão nguyền rủa người chụp tấm ảnh cả trăm ngàn lần. Nhưng sau khi người kia cầm tiền xong thì biến mất, điều bây giờ lão cần làm là nguyền rủa người kia mà thôi con khốn này sao lại là con gái của văn thành đồ lỗ đỉnh thành oán hận nói một câu lão thiếu chút nữa làm cho con gái của văn thành đồ không còn thể diện gì lần trước con trai lão gãy chân cũng là vì cô gái này tuy người khác không biết người ra tay là lỗ đỉnh thành thế nhưng hắn dùng trăm phương ngàn kế để thực hiện được nó lại trở thành trò cười của nhiều người hơn nữa trộm gà không được còn mất nắm gạo lão còn phải ném ra lộ phí cho những tên tiểu đệ gửi thư nặc danh bỏ chạy đi nơi khác tút 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 chuông điện thoại đột ngột vang lên gương mặt lỗ đỉnh thành trở nên nghiêm túc hắn nghe máy chợt thấy giọng nói của thư ký vang lên giám đốc lý người mà ngài muốn gặp đã đến cho bọn họ đi vào lỗ đỉnh thành nói rồi đứng lên khỏi ghế lão đi qua đi lại vài bước gương mặt âm trầm trở nên rất vui vẻ ha 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 các vị đến rồi mời các vị ngồi khi cửa phòng làm việc được mở ra lỗ đỉnh thành nhanh chóng tiến lên nở nụ cười nghinh đón gương mặt hai người vừa vào cửa có chút xấu hổ một người đàn ông cao lớn thô kệch càng cúi đầu nhận lỗi giám đốc lỗ đều tại chúng tôi không nghe lời anh vì ham một chút tiền mà bị tổn thất nặng đúng vậy thưa giám đốc lỗ nếu sớm biết như vậy đừng nói là một triệu tám cho dù là nhiều tiền hơn nữa thì chúng tôi cũng không tham như vậy một người đàn ông vóc dáng nhỏ hơn cũng đổ mồ hôi nhận sai lầm nếu nói lỗ đỉnh thành không nổi giận thì là giả khi đó sự việc không may xảy ra hắn thậm chí còn có xúc động muốn phế đi hai tên này nhưng bây giờ lão không thể làm như vậy dù sao thì bây giờ hắn vẫn phải có tư thái của mộ vị đại ca nhân nghĩa dù sao nổi giận cũng không vãn hồi được tổn thất vừa qua được rồi hai anh cũng không cần nói nữa chuyện này có trách nhiệm của hai anh tôi cũng có trách nhiệm là tôi không dám sát các anh cho tốt. Lỗ đỉnh thành phất tay rồi đóng cửa lại, lão trầm giọng nói, hai anh lần này xem như khôn khéo, đã dùng danh nghĩa công ty của mình, nếu không cũng chẳng ai cứu được các anh. Đại ca, chúng tôi biết rõ mình sai, nếu như không có sự giúp đỡ của anh, có lẽ chúng tôi không thể nào thoát tội. Tên đàn ông thấp hơn có vẻ xảo quyệt, sau khi nghe lỗ đỉnh thành nói vậy thì nhanh chóng mở miệng nịnh hót. Lỗ đỉnh thành hư một tiếng rồi mới nói, hai anh nói xem tôi phải làm thế nào đây. Thôi bỏ đi, nhớ ký bài học lần này, tôi hỏi các anh, các anh có làm tốt công tác với những anh em bị bắt hay chưa? Đại ca cứ yên tâm, những anh em kia đều là người cùng nhà, tuyệt đối không có vấn đề. Đồng thời chúng tôi cũng đã làm tốt sắp xếp với người thân trong gia đình bọn họ. Tên đàn ông cao lớn trầm giọng nói. Vậy thì tốt rồi nhưng bây giờ các anh không thích hợp ở lại mật đông tôi có một người bạn ở úc bây giờ đang phát triển kinh doanh rất tốt hai ngày trước anh ấy có gọi điện thoại đến nói là không đủ người muốn tôi phái vài người anh em sang giúp đỡ lúc đó tôi không tìm ra được nhân tuyển nào tốt thế nhưng bây giờ tôi thấy hai anh nên đi sang bên kia nhớ là phải ẩn nhẫn một chút đừng nên tái phát sinh sai lầm lỗ đỉnh thành nói đến đây thì dùng giọng có chút động tình nói các anh theo tôi nhiều năm Tôi thật sự không nỡ vứt bỏ các anh, nhưng bây giờ tình thế căn bản là không thể tốt. Đại ca, đi Úc cũng rất tốt, vài năm sau sóng gió êm đẹp chúng tôi sẽ về. Tên đàn ông thấp bé khẽ mở lời. Ừ, vài năm nữa đại ca phát triển tốt thì nhất định sẽ đón hai anh quay về. Lỗ đỉnh thành nhìn hai người đàn ông đối diện rồi trầm giọng nói. Tháng 6 mật đông có chút khô nóng, triệu hiểu bạch mặc áo sơ mi trắng tay ngắn, hắn vẫn cảm thấy sóng nhiệt vỗ vào mặt. Tháng 6 đã nóng như vậy thì không biết những tháng sau sẽ như thế nào đây. Triệu hiểu bạch thầm cảm khái, hắn nhìn đồng hồ rồi nhíu mày. Bây giờ đã là 7 giờ 40, nếu như là trước kia thì chủ tịch vương đã đi ra rồi. Không phải là chủ tịch vương có chuyện gì đấy chứ. Trong đầu triệu hiểu bạch lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn không khỏi nở nụ cười tự chế diễu. Chủ tịch vương thì có chuyện gì được chính mình làm thư ký cũng xem như quản quá rộng, chẳng lẽ là lãnh đạo thì không có vài lần trễ nãi sao? chương 1783, dấu đầu lòi đuôi. Triệu Hiểu Bạch lấy ra một điếu thuốc, hắn định châm lửa thì một chiếc xe đạp điện màu hồng chạy đến như bay, cô gái ngồi trên xe đạp điện cũng xem như áo quần bình bồng, rất đẹp mắt. Triệu Hiểu Bạch căn bản không xa lạ gì cô gái này, không những hắn không xa lạ gì, hầu như cả tỉnh ủy cũng không xa lạ gì, Tiểu Bạch, các anh chờ lãnh đạo sao? Văn Ngư Nhi có chút do dự xem có nên chào hỏi Triệu Hiểu Bạch hay không, cuối cùng nàng khẽ nói. Triệu Hiểu Bạch căn bản có chút bất đắc dĩ với cách xưng hô của Văn Ngư Nhi, không biết cô gái kia xuất phát từ tâm lý gì mà gọi mình là Tiểu Bạch như vậy. Triệu Hiểu Bạch căn bản không nói gì với cách xưng hô như vậy, người trước mặt không thể nào đắc tội được, có thể làm cho cố tác viêm xấu hổ ngậm bồ hòn làm ngọt, hắn cũng không muốn trêu vào, a à, chào phóng viên văn tôi đang chờ chủ tịch vương triệu hiểu bạch cố gắng nở nụ cười có lực tương tác thế nhưng cơ thể hơi run rõ ràng là có vài phần không thoải mái vậy các anh cứ tiếp tục chờ đi tôi đi làm đây văn ngư nhi nói rồi khởi động xe của mình chạy đi như bay về phía trước triệu hiểu bạch nhìn văn ngư nhi rời đi mà thở dài một hơi hắn không biết từ khi nào có vài phần sợ hãi với cô gái này khi hình bóng của văn ngư nhi biến mất Triệu Hiểu Bạch chợt nghĩ đến tấm ảnh kia. Tuy cục công an có nhiều hành động thế nhưng không thể không thừa nhận có đôi khi Thợ Sơn không giỏi hơn Hồ Ly. Mãi đến bây giờ phía cục công an cũng không truyền đến tin tức gì tốt, cũng có không ít người nhắc đến chuyện này khi mà chủ tịch Cố bị người ta mắng cho một trận. Văn Ngư Nhi không phải có chút yêu mến chủ tịch Vương đấy chứ? Triệu Hiểu Bạch căn bản hoảng sợ vì ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu mình, sau đó hắn nhanh chóng ném nó đi. Chỉ là trước đó hắn cùng cô em họ tham gia một cuộc gặp mặt bạn học cũ, những người bạn của em họ của hắn có chọc vài cô gái cùng lớp về việc xem chủ tịch vương là người tình trong mộc, điều này làm cho Triệu Hiểu Bạch cảm thấy suy đoán của mình có vài phần luận cứ. Hiểu Bạch, cậu chờ lâu chưa? Vương tử quân đi ra khỏi cổng rồi khẽ chào hỏi Triệu Hiểu Bạch. Triệu Hiểu Bạch nhìn gương mặt tươi cười của vương tử quân, hắn chợt giật mình rồi cười nói, chủ tịch vương, tôi vừa đến chưa bao lâu. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn ngồi vào xe như trước kia, chiếc xe số 2 tỉnh ủy mật đông cũng chậm rãi lăn bánh ra khỏi khu nhà thường ủy tỉnh ủy như ngày thường. Hiểu Bạch, cậu thông báo cho phòng tài chính, buổi gặp mặt hôm nay đổi thành ngày mai." Vương Tử Quân phá vỡ bầu không khí yên lặng trong xe, hắn trầm giọng nói với Triệu Hiểu Bạch. "Vâng, chủ tịch." Triệu Hiểu Bạch đồng ý một tiếng, sau đó khẽ hỏi, "Chủ tịch, có phải sáng nay có sắp xếp gì không?" Vương tử quân gần đây làm việc rất có quy tắc, một khi sự việc nào đó được xác định, căn bản rất ít khi có biến động. Bây giờ Chủ tịch Vương điều chỉnh lại sắp xếp, điều này làm cho Triệu Hiểu Bạch cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Cũng không có chuyện gì lớn, đồ phấn đấu và miêu dược hổ của thành phố Linh Long chuẩn bị đến báo cáo với tôi về công tác xây dựng đô thị ở Linh Long. Vương tử quân dùng giọng lạnh nhạt nói. Triệu Hiểu Bạch là thư ký của Vương tử quân, tất nhiên hắn cũng chú ý đến tình huống của thành phố Linh Long. Phương diện vi phạm pháp luật ở công tác xây dựng đô thị ở thôn Trương Trang thành phố Linh Long đã được điều tra hai tháng qua, thế nhưng kết quả của nó lại làm cho hắn thất vọng. Thông qua sự cố gắng của tỉnh ủy thì chỉ bắt được vài người có liên quan trong cục chất lượng công trình xây dựng thành phố Linh Long và vài vị giám đốc nhận thầu công trình, thế là vụ án xem như kết thúc. Chuyện lớn như vậy mà chỉ bắt được vài con cá nhỏ, Điều này làm cho Triệu Hiểu Bạch căn bản cảm thấy khó thể tin. Nhưng tình huống lần này là như vậy, hắn dù không tin cũng phải tin, dù sao đó cũng là kết luận điều tra của Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy. Tất cả đều phải có căn cứ chính xác, Triệu Hiểu Bạch mặc dù là thư ký của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn cũng không dám nói lung tung ở sự kiện này. Khi ra khỏi cửa thì tôi nhận được điện thoại của bí thư Sầm, hai vị lãnh đạo của thành phố Linh Long về tỉnh. Nếu bọn họ đến thì cậu trực tiếp đưa bọn họ vào phòng làm việc của tôi." Vương Tử Quân khẽ nói với Triệu Hiểu Bạch. Triệu Hiểu Bạch đồng ý một tiếng, trong lòng thầm nghĩ đến nửa câu phía trước của chủ tịch Vương. Thì ra lần này chủ tịch Vương sở dĩ ra hơi muộn cũng là vì nói chuyện điện thoại với bí thư Sầm. Khi Triệu Hiểu Bạch đưa Vương Tử Quân đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, lúc này Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ lúc này đã chờ sẵn ở trong phòng làm việc của hắn. Khi thấy Triệu Hiểu Bạch đi đến thì Đồ Phấn Đấu nở nụ cười vui vẻ nói: "Trưởng ban Hiểu Bạch, đã lâu rồi cậu chưa đến thành phố Linh Long chúng tôi kiểm tra chỉ đạo công tác." Đồ Phấn Đấu là người kiêu ngạo, Triệu Hiểu Bạch biết rõ điều này, bây giờ hắn nhìn đối phương chào hỏi nhiệt tình với mình, không khỏi có vài phần tự hào. "Ha ha, bí thư Đồ như vậy là quá đề cao tôi rồi, nói ra thì hai vị là lãnh đạo của tôi, chỉ có hai vị mới phải chỉ đạo công tác cho tôi mà thôi." Triệu Hiểu Bạch cười rất nhiệt tình, trả lời cũng rất khéo léo. Trưởng ban Hiểu Bạch quá khách khí rồi, cậu là lãnh đạo của văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, là lãnh đạo tỉnh, chúng tôi là người thành phố bên dưới, ngài đi đến thành phố chúng tôi chính là đại biểu cho cấp ủy chính quyền tỉnh, không phải là lãnh đạo của chúng tôi sao?" Đồ phấn đấu cười lớn nói. Đồ phấn đấu vui vẻ như vậy làm cho Triệu Hiểu Bạch có chút mất hứng. Dù sao thì tâm tình của người này khác biệt với chủ tịch Vương hắn nào tình nguyện để cho đồ phấn đấu ở đây dùng giọng khách lấn giọng chủ ồn ào lung tung nhưng có vài chuyện mà triệu hiểu bạch không thể làm chủ được thế nên hắn không thể không cười cười nói với đồ phấn đấu bí thư đồ ngài là ủy viên tỉnh ủy tôi chỉ là một trưởng ban nhỏ nhặt ngài cũng đừng nên nói đùa với tôi ha 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 cậu hiểu bạch bí thư đồ cũng không nói đùa anh ấy thật tâm mời cậu chúng tôi biết rõ vợ chồng cậu có tình cảm sâu sắc Gần đây thành phố Linh Long chúng tôi có mở một ngọn suối nước nóng, khi nào cậu có thời gian thì đưa vợ đến đó nghỉ ngơi một chút." Miêu Dược Hổ vừa bắt tay Miêu Dược Hổ vừa dùng giọng cảm khái nói. Triệu Hiểu Bạch cười cười nói lời cảm tạ, thế nhưng hắn thầm nghĩ sẽ tuyệt đối không bao giờ đi đến hưởng thụ suối nước nóng ở thành phố Linh Long. "Trưởng ban Hiểu Bạch, có Chủ tịch Vương trong phòng không? Hai người chúng tôi có vài hạng mục công tác cần báo cáo với Chủ tịch Vương." đồ phấn đấu kết hai bàn tay lại với nhau trên ngực rồi cười hỏi Triệu Hiểu Bạch. Nếu như không có lời dặn dò của Vương Tử Quân, Triệu Hiểu Bạch cũng không dám làm chậm trễ thời gian của hai người này. Dù sao thân phận của hai người này cũng là rõ ràng, nếu như mình chậm trễ công tác của bọn họ, như vậy người bị ảnh hưởng sẽ là Chủ tịch Vương. Triệu Hiểu Bạch căn bản hiểu rất rõ điều này. Chủ tịch Vương vừa rồi có cho ra thông báo, nói là khi nào hai vị lãnh đạo đến thì trực tiếp đi vào trong phòng triệu hiểu bạch nói rồi đưa tay mời khi đồ phấn đấu và miêu dược hổ đi vào trong phòng thì vương tử quân nhanh chóng đứng lên hắn bắt tay với hai người này sau đó mới đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc của mình chủ tịch vương chúng tôi nhận kiểm điểm với ngài chúng tôi không làm tốt công tác để phát sinh cạm bẫy căn bản cảm thấy hỗ thẹn hôm trước tôi có tổ chức hội nghị cán bộ ở thành phố linh long đã lấy bài học ở thôn Trương Trang để yêu cầu các nơi trong thành phố cố gắng làm tốt công tác giám sát chất lượng công trình xây dựng. Đồ phấn đấu ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân rồi tươi cười nói. Vương Tử Quân gật đầu nói, chuyện trước không quên chuyện sau phải lo lắng, gần đây thành phố Linh Long đẩy mạnh xây dựng đô thị, nhất định phải nắm chặt công tác giám sát, nếu không sau này sẽ phát sinh vấn đề lớn. Chương 1784, một chọc vào hông xem lãnh đạo có đau không. Chủ tịch ngài nói rất đúng." Đồ phấn đấu cười cười rồi nói tiếp, "Trong 2 tháng gần đây thành phố Linh Long chúng tôi căn bản tiến hành đột kích kiểm tra một lượt các công trình xây dựng, trải qua kiểm tra phát hiện 95% các công trình là phù hợp chất lượng. Đồng thời chúng tôi còn chuẩn bị thành lập một cơ chế mới, phải có người chịu trách nhiệm rõ ràng về các công trình, có chế độ phụ trách, xử lý từ gốc rễ." Đồ phấn đấu có tài ăn nói rất tốt, lần này báo cáo rõ ràng, biện pháp đắc lực hơn nữa mặt mũi lại cười tươi sáng lạn giống như những hành động trước đó của vương tử quân chỉ điểm ra bệnh tật của thành phố linh long đồ phấn đấu hắn là người phải mang ơn thật ra vương tử quân biết rất rõ bây giờ đồ phấn đấu căn bản cực kỳ oán hận mình chủ tịch vương tháng sau chúng tôi sẽ chuẩn bị dỡ bỏ những ngôi nhà không hợp cách ở thôn trương trang chúng tôi sẽ tiến hành xử phạt nghiêm khắc những hành vi nhận thầu không theo quy định của tập đoàn đỉnh duyệt tất cả những nhân viên liên quan sẽ phải tiếp nhận chế tài pháp luật nghiêm khắc nhất. Đồ Phấn Đấu nói ra những lời đã được chuẩn bị kỹ càng trước khi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Tuy hắn không muốn đến gặp Vương Tử Quân, thế nhưng hắn không thể không quan tâm đến thái độ của Bí thư Sầm. Bí thư Sầm yêu cầu Đồ Phấn Đấu đến báo cáo cho Vương Tử Quân, hắn không thể từ chối. Điều này được thực hiện cũng có nghĩa là thành phố Linh Long sắp tiến vào một giai đoạn mới. Vương tử quân căn bản cho ra vài yêu cầu với thành phố Linh Long, sau đó kết thúc viên mãn buổi báo cáo của Đồ Phấn Đấu hôm nay. Khi Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ đi ra khỏi phòng, Vương tử quân còn tiến ra tận cửa. "Bí thư Đồ, dù thế nào thì sự việc này xem như cũng đã qua." Miêu Dược Hổ đi ra ngoài khu văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh rồi dùng giọng cảm khái nói với Đồ Phấn Đấu. Đồ Phấn Đấu gật đầu nói, "Chủ tịch Miêu, lần này mặc dù sự việc đã qua nhưng trả giá là không nhỏ. Đồ phấn đấu dù không nói rõ mình phải bỏ ra một cái giá lớn, thế nhưng Miêu như Dược Hổ biết người này nói cái gì. Hắn dùng dư quang khóe mắt nhìn đồ phấn đấu, trong lòng đầy kiêng kỵ. Lúc này bên ngoài khu văn phòng cục thủy lợi hầu như hấp dẫn rất nhiều ánh mắt cán bộ, tuy bọn họ đều ngồi nghiêm chỉnh trước bàn làm việc của mình, thế nhưng bọn họ nhìn qua cửa sổ vẫn thấy rõ tình hình bên ngoài nhìn bên ngoài chủ tịch vương còn trẻ hơn cả trên tv một viên cán bộ trẻ tuổi dùng giọng cảm khái nói ngày sau nếu tôi có thể phát triển như chủ tịch vương thì đã cảm thấy quá đủ rồi một viên cán bộ vừa mới tốt nghiệp vào nhận công tác rốt cuộc không biết trời cao đất rộng hắn hồn nhiên giống như không biết những lời của mình căn bản làm cho không ít lão đồng chí trong đơn vị mất hứng tiểu hào trên đời này không có việc gì khó chỉ cần chịu khó công tác chỉ cần cậu làm tốt như vậy không vài năm nữa biết đâu cậu sẽ là người chủ trì công tác của cục thủy lợi. Khi đó cậu cũng đừng quên nhóm người chúng tôi là được." Một viên cán bộ hơn 40 tuổi cười tủm tỉm rồi nói, lời này của hắn không khỏi làm cho mọi người cười vang. Có vài người lên tiếng, "Cục trưởng Hào, đến khi đó mong ngài đừng quên cất nhắc anh em chúng tôi, chưa hy vọng đến những gì khác, chỉ cần cho thêm anh em chút tiền ăn là được." Viên cán bộ thanh niên thấy mọi người cười vang mà tỏ ra khó xử, vô tình có vài phần xấu hổ, thầm hận mình mở miệng cuồng ngôn, vì người mới đến đơn vị điều quan trọng nhất là công tác mệt nhọc và nén giận. Thật ra với thực lực kinh tế của gia đình Tiểu Hào, hắn hoàn toàn có thể chạy xe BMW đi làm, thế nhưng hắn không dám, lãnh đạo chỉ ngồi xe hơn 200 ngàn, mình chạy xe BMW đi làm không khác nào tự hủy đi tương lai, điều quan trọng nhất là phải an phận Đúng lúc này chờ thấy có người nói, đừng nói lung tung, Chủ tịch Vương có lẽ sẽ đến từng khu văn phòng một chuyến. Những lời này quả nhiên có tác dụng, chỉ sau giây lát thì bầu không khí trong phòng trở nên lạnh ngắt như tờ. Vương tử quân tất nhiên không biết được phán đoán của Tiểu Hào. Lúc này hắn đang cùng đi với Cục trưởng Trình Nhiêu Quảng của Cục Thủy Lợi, đi tham thú và quan sát đơn vị. Chủ tịch Vương, sau khi diễn đàn kêu gọi đầu tư được thành lập, dưới sự quan sát của chúng tôi, có thể thấy nhiều khu vực nhanh chóng cho ra phản ứng với những vấn đề xuất hiện, căn bản có tác dụng rất lớn. Trình Nhiêu Quảng vừa giảng giải về hệ thống của Cục Thủy Lợi cho Vương Tử Quân vừa dùng giọng đắc y nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cũng rất thỏa mãn với những gì mà diễn đàn kêu gọi đầu tư mang lại. Sau khi hỏi vài vấn đề thì hắn quay sang nói với Trình Nhiêu Quảng, Cục trưởng Trình, công tác của Cục Thủy Lợi rất quan trọng, đặc biệt là sắp đến mùa hè, càng cần phải làm tốt công tác xả lũ định kỳ. Mong Chủ tịch Vương cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ phòng ngừa chu đáo, sẽ bố trí tốt nhân viên công tác vào vị trí, sẽ làm cho lãnh đạo bớt lo lắng. Trình Nhiêu Quảng đứng thẳng người dùng dọn chém đinh chặt sắt nói với Vương Tử Quân. Vị trí của Cục Thủy Lợi cũng không quá quan trọng, Trình Nhiêu Quảng làm Cục trưởng Cục Thủy Lợi cũng không quá dài, vì vậy hắn cực kỳ coi trọng sự kiện Chủ tịch Vương đến kiểm tra công tác lần này. Dù sao chỉ cần có quan hệ gần với Chủ tịch Vương, điều này có liên quan trực tiếp đến việc hắn có ngồi vững vàng ở vị trí cục trưởng cục thủy lợi hay không. Hơn nữa lần này Chủ tịch Vương đi đến cục thủy lợi, tất nhiên hắn có thể biểu hiện bằng chứng liên quan đến mối quan hệ không tầm thường giữa mình và lãnh đạo. Sau khi tiến hành tham quan đơn giản cục thủy lợi, Vương Tử Quân bắt đầu nghe các cán bộ cục thủy lợi tiến hành báo cáo về phương diện chuẩn bị với mùa mưa lũ năm nay. Phía cục thủy lợi căn bản có chuẩn bị khá kỹ, vì vậy báo cáo cực kỳ rõ ràng và có lý lẽ. Vương Tử Quân cũng không đặt quá nhiều câu hỏi, nhưng hắn lại bày ra thái độ vừa nghe báo cáo vừa ghi chép, điều này không khỏi làm cho các cán bộ lớn nhỏ trong cục cảm thấy căng thẳng. Hơn 20 phút sau thì kết thúc báo cáo, Vương Tử Quân nói với Trình Nhiêu Quảng, cục trưởng Trình, phương án của các anh là không tồi, đã chứng thực các công tác quan trọng Tôi hy vọng các anh có thể làm chi tiết từng việc theo đúng như phương án. Phương diện bố trí phòng lụt của các anh ở sông Thanh Sa căn bản là rất tốt, còn các nhánh sông khác, ví dụ như sông Thiên Sa, Thanh Lãng thì bố trí thế nào? Lúc này chán của Trình Nhiêu Quảng chợt đổ mồ hôi, hắn biết rõ lần này Chủ tịch Vương đến Cục Thủy Lợi căn bản là nghiên cứu công tác phòng chống lũ lụt, đồng thời hắn cũng cực kỳ lo lắng cho phương diện này vì đảm bảo công tác phòng chống lũ lụt mà hắn cho ra nhiều bố trí, thế nhưng bố trí này chủ yếu nhắm vào sông Thanh Sa, dù sao đây cũng là dòng sông chủ yếu của tỉnh Mật Đông, chú ý đến phương diện phòng hộ hơn nơi khác. Còn những dòng sông nhỏ khác, xưa nay chưa từng quá quan tâm. Không ngờ lúc này Chủ tịch Vương lại hỏi như vậy. Trình Nhiêu quả nghẹn lời dây lát rồi nhanh chóng đẩy công tác này ra, Chủ tịch Vương, Công tác phòng chống lũ lụt ở những dòng sông này chủ yếu do đồng chí Nhiêu Thanh Quế phụ trách, lúc này để anh ấy báo cáo một chút. Nhiêu Thanh Quế năm nay hơn 50 tuổi, hắn đeo một cặp kính lão không khỏi làm cho người ta sinh ra cảm giác già lão. Khi vương tử quân đưa mắt nhìn Nhiêu Thanh Quế, hắn cũng không chối từ, nhanh chóng dùng giọng rõ ràng báo cáo. Vương tử quân nhìn vào những gì Nhiêu Thanh Quế báo cáo, Hắn cảm thấy nếu nói về nghiệp vụ thì Ngưu Thanh Quế này không những hơn Trình Nhiêu Quảng một nửa mà là gấp đôi, hơn nữa đều nói đến những phương diện trọng điểm. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên vài ý nghĩ, hắn không khỏi ghi lại tên của Ngưu Thanh Quế vào trong sổ. Chương 1784, hai chọc vào hông xem lãnh đạo có đau không. Nụ cười trên mặt Vương Tử Quân không khỏi làm cho Trình Nhiêu Quảng thở dài một hơi, dù sao thì chủ tịch Vương đã cười xem như khá thỏa mãn hắn cũng không muốn phát sinh vấn đề ở lần đầu tiên báo cáo công tác với Chủ tịch Vương. Chủ tịch Vương, sông Thiên Sa không có vấn đề gì, thế nhưng sông Thanh Lãng cần phải chú ý trọng điểm. Nếu như năm nay mưa quá lớn, nước về mạnh, như vậy sông Thanh Sa sẽ phát sinh vấn đề. Nhiêu Thanh Quế lên tiếng với giọng điệu rất nghiêm túc, điều này không khỏi làm cho Trình Nhiêu Quảng vừa thở dài một hơi lại cảm thấy trái tim treo lên cao nếu như chủ tịch vương nổi giận thì chính mình khó chịu được trách nhiệm. Lúc này vương tử quân cũng không nổi giận, hắn mỉm cười nói với Ngưu Thanh Quế, cục trưởng nhưu hôm nay tôi đến là muốn tìm hiểu rõ ràng tình huống, cũng không phải yêu cầu anh tốt khoe xấu che, có vấn đề gì thì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Chủ tịch vương, sông Thanh Lãng chủ yếu trải qua thành phố Đồng Lục, năm ngoái thành phố Đồng Lục có xây dựng một khu biệt thự ven sông, đã làm cho phát sinh không ít tai họa ngầm cho dòng sông Thanh Lãng. Nếu như là bình thường thì sẽ không có vấn đề, chẳng qua nếu mùa mưa lũ năm nay có nước lớn, chỉ sợ là tổn thất khó thể nào dự đoán được. Vương tử quân cao mày, xây biệt thự ven sông, đúng là chỉ đám người kia mới nghĩ ra được. Khi vương tử quân trầm mặt xuống thì gương mặt trình nghiêu quảng cũng trở nên khó coi. Hắn thầm nghĩ, nghiêu thanh quế, anh chỉ biết gây phiền toái cho tôi, bây giờ có ai không biết bí thư thị ủy lôi hợp vấn của thành phố đồng lục luôn theo sát tiến độ của chủ tịch vương bây giờ anh đứng trước mặt nhiều người tố cáo lôi hợp vấn đây không phải là làm cho chủ tịch vương không xuống đài được sao trình nhiêu quảng thật sự cảm thấy lo lắng hắn chăm chú nhìn vào mặt vương tử quân càng nhìn càng thấy lo lắng chuyện này các anh có liên hệ với phía thành phố đồng lục hay không vương tử quân trầm ngâm dây lát rồi dùng giọng trầm thấp hỏi Chuyện này chúng tôi đã thông báo cho phía thành phố Đồng Lục, thế nhưng mãi đến bây giờ phía thành phố Đồng Lục còn chưa chịu dở bỏ đi những gì đang xây dựng dở dang. Vương Tử Quân nhìn gương mặt bình tĩnh của Ngưu Thanh Quế, hắn chậm rãi nói, những sự kiện thế này căn bản không thể nào không xem trọng, tôi cho các anh thời gian một ngày để xem xét các tình huống cụ thể, ngày mai đưa báo cáo đến phòng làm việc của tôi. Vương Tử Quân sắp xếp xong thì bầu không khí trong phòng họp trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều không biết nói sao cho phải trình nhiêu quảng là cục trưởng cục thủy lợi hắn cần phải phá vỡ cục diện không hay này hắn tranh thủ thời gian nở nụ cười nói với vương tử quân cảm ơn chủ tịch vương đã giúp đỡ công tác của cục thủy lợi chúng tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để làm ra báo cáo vương tử quân gật đầu với trình nhiêu quảng rồi nói tốt tôi chờ báo cáo của các anh nửa giờ sau vương tử quân đi ra khỏi cục thủy lợi mãi đến khi vương tử quân lên xe thì chạy đi xa thì gương mặt của trình nhiêu quảng mới trở nên âm trầm. đám thành viên ban ngành đứng chung quanh đều là người thông minh, bọn họ nhìn thấy vẻ mặt trình nhiêu quảng không hay, cả đám đều yên lặng, không muốn gây phiền toái cho mình. thế là bầu không khí có chút trầm mặc. cục trưởng nhiêu, anh đến phòng làm việc của tôi một chuyến. trình nhiêu quảng nhìn qua nhiêu thanh quế rồi trầm giọng nói. nhiêu thanh quế khẽ gật đầu với ánh mắt của trình nhiêu quảng sau đó cùng đi đến phòng làm việc của Trình Nhiêu Quảng. Thư ký của Trình Nhiêu Quảng thấy hai vị lãnh đạo đi vào phòng, hắn nhanh chóng chuẩn bị châm trà, thế nhưng lại bị Trình Nhiêu Quảng phất tay đuổi ra. Được rồi, Cục trưởng Nhiêu cũng không phải người ngoài, vừa rồi đã uống khá nhiều nước, cũng không nên bày vẽ ra làm gì. Thư ký có chút mất mặt mà không khỏi có vài phần hậm hực. Vừa rồi hắn có tham gia công tác tiếp đãi Chủ tịch Vương, hắn biết rõ lúc này lãnh đạo nổi nóng cũng không phải là vì công tác của mình, thế nên hắn miễn cưỡng rời khỏi phòng làm việc của Trình Nhiêu Quảng. Sau khi đóng cửa lại thì Trình Nhiêu Quảng dùng giọng trịnh trọng nói với Nhiêu Thanh Quế, Cục trưởng Nhiêu, khoảng thời gian gần đây tôi không quan tâm đến anh sao? Không, Cục trưởng rất quan tâm đến tôi. Nhiêu Thanh Quế do dự dây lát rồi dùng giọng chăm chú nói. Phải không? Trình Nhiêu Quảng lấy ra một điếu thuốc châm lửa rồi trầm giọng nói, anh Nhiêu, tôi biết rõ con người của tôi có nhiều bệnh tật, có đôi khi lời nói và việc làm không đi đôi với nhau, anh có ý kiến với tôi cũng là bình thường. Thế nhưng này anh Nhiêu, từ khi tôi đến Cục Thủy Lợi đến nay vẫn cố gắng đưa ban ngành tiến lên, tôi tự nhận mình cũng không có gì đắc tội với anh, anh có ý kiến gì thì cứ nói, cần gì phải chọc vào Chủ tịch Vương như vậy. Nhiêu Thanh Quế cũng châm một điếu thuốc, hắn trầm ngâm dây lát rồi nói, Cục trưởng Trình, vừa rồi sở dĩ tôi phản ánh với Chủ tịch Vương, cũng không phải là tôi có ý kiến với anh, chủ yếu là khu biệt thự kia căn bản không phù hợp. Nếu như xuất hiện lũ lớn, chỉ sợ thành phố Đồng Lục bên kia sẽ ngập trong nước, như vậy trách nhiệm của chúng ta là khó thể nào gánh vác được. Anh Nhiêu, tôi biết mình không có xuất thân chính quy, đến cục thủy lợi cũng chỉ là thay đổi giữa chừng, nhưng anh không nên nắm những chuyện thế này làm khó tôi được không? tôi hiểu rõ ràng tình huống bên kia, cái gì mà lũ lớn lũ nhỏ, 20 năm rồi chưa từng xuất hiện. Giám đốc của tập đoàn thần khí chỉ là nước bẩn thôi sao? Bọn họ bỏ ra nhiều công phu để xây dựng một khu biệt thự an dưỡng, chẳng lẽ chủ yếu để nước lũ cuốn trôi đi sao? Trình Nhiêu Quảng nói rồi không khỏi vỗ bàn. Lúc này gương mặt Nhiêu Thanh Quế không khỏi đỏ bừng, hắn nhiều năm chưa từng nghe ai phê bình mình như vậy, hắn cố gắng áp chế cơn giận rồi mới nói, Cục trưởng, Ngài nói 20 năm rồi chưa xuất hiện lũ lụt, thế nhưng không sợ chuyện thường xuyên xảy ra, chỉ sợ chuyện bất ngờ xảy ra. Ai có thể đảm bảo năm nay không có vấn đề? Nếu thật sự xảy ra vấn đề, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chỉ sợ cũng không phải là vấn đề gánh trách nhiệm, đến khi đó dù có dở bỏ côn trình ra cũng không còn kịp nữa rồi. Trình Nhiêu Quảng cười lạnh hai tiếng, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi dùng giọng lạnh như băng nói, anh Nhiêu, tôi và anh đã cùng gồng gánh công tác với nhau trong đơn vị một thời gian anh nghĩ cái gì tôi không hiểu rõ sao anh cảm thấy nếu như không phải tôi đến cướp đi cái ghế cục trưởng không phải là vị trí này sẽ là của anh sao anh đang giận tôi tu hú chiếm tổ có phải không anh cảm thấy tôi thiếu nghiệp vụ thiếu lý lịch thế nên có ý kiến với tôi có phải không vì vậy nên anh ra chiêu thức này cố ý làm cho chủ tịch vương không hài lòng với tôi anh hiểu rõ thành phố đồng lục có quan hệ gì với chủ tịch vương anh rõ ràng muốn mượn tay chủ tịch vương để xử lý tôi nghiêu thanh quế tức giận nhưng không nói nên lời hắn chợt đứng lên khỏi ghế salon rồi dùng giọng khí phách nói cục trưởng trình tôi có thể cam đoan với anh tôi báo cáo việc này với chủ tịch vương hoàn toàn là công tâm nếu như anh nói tôi như vậy căn bản là nghĩ tôi quá hẹp hòi được rồi tôi hiểu rõ ý nghĩ của anh không cần phải giải thích Trình Nhiêu Quảng nói rồi khoát tay áo, anh Nhiêu, anh cảm thấy chuyện này thế nào? Nhưng theo tôi được biết, chúng ta làm sao cũng không có kết cục tốt. Nhiêu Thanh Quế mặc dù được xưng là người thành thật trong cuộc thủy lợi, thế nhưng người thành thật cũng có tính tình của mình. Hắn tiến lên dùng giọng tức giận nói, cục trưởng Trình, anh nói như vậy thì tôi cũng không còn biện pháp nào giải thích với anh. chương 1785, làm tốt công tác có thể ung dung khi bầu không khí trò chuyện giữa hai người căn bản sắp đạt đến mức khó khống chế, lúc này nhóm chủ nhiệm văn phòng cục thủ lợi đi đến. Nghiêu Thanh Quế không kịp lên tiếng đã bị đám người kia khuyên đi ra ngoài. Khi Nghiêu Thanh Quế đi ra thì chính Nghiêu Quảng vẫn còn cảm thấy rất khó chịu, rất tức giận. Hắn đổi nhóm người chủ nhiệm văn phòng định châm trà đi ra ngoài, sau đó cầm điện thoại bàn lên. Khi gọi điện thoại thì chính Nghiêu Quảng có chút do dự, thế nhưng nhanh chóng có quyết định hắn bấm số điện thoại của lôi hợp tuấn sau khi điện thoại nối thông thì hắn cười nói bí thư lôi tôi là trình nhiêu quảng của cục thủy lợi anh bây giờ có thời gian trò chuyện không chào cục trưởng trình lãnh đạo ngài gọi điện thoại đến có phải là có chuyện gì cần dặn dò không lôi hợp tuấn căn bản cực kỳ khách khí với trình nhiêu quảng vừa nối thông điện thoại thì dùng giọng thân mật nói cục trưởng trình không phải là tôi có ý kiến với anh anh nói đến thành phố đồng lục chúng tôi kiểm tra công tác thế nhưng đã nhiều ngày chờ đợi mà vẫn chưa thấy. Anh rõ ràng là thoát ly khỏi cơ sở và quần chúng rất nghiêm trọng rồi. Tôi muốn anh chứng thực dùm một việc, đó là có phải cảm thấy thành phố đồng lục chúng tôi không có gì tốt để chiêu đãi nên không đến phải không? Lời nói của Lôi Hợp Tuấn làm cho Trình Nhiêu Quảng cảm thấy rất có thể diệt, nếu như là trước kia thì Trình Nhiêu Quảng nhất định sẽ rất vui sướng, khách khí vài câu, nhưng bây giờ hắn không có tâm tình này. Vì vậy hắn trầm ngâm dây lát rồi trầm giọng nói, bí thư lôi, có chuyện tôi cần nói với anh, đó là sự kiện sông Thanh Lãng. Vương tử quân lật qua lật lại tài liệu trong tay, hắn càng nhíu mày hơn vài phần. Tuy hắn cũng không phải là chuyên gia ở phương diện thủy lợi, thế nhưng vẫn có một chút hiểu biết của mình. Dựa theo tài liệu báo cáo của Cục Thủy lợi, khu biệt thự kia làm bế tắc hơn phân nửa dòng sông Thanh Lãng nếu như gặp phải lũ lớn thì dòng sông Thanh Lãng không còn chức năng điều tiết nước. Vương tử quân đặt văn kiện xuống bàn, sau đó nhìn về phía lôi hợp tuấn. Lúc này lôi hợp tuấn vẫn bảo chỉ nụ cười nhưng trong lòng lại nổi sóng. Dù sao thì đây là lần đầu tiên hắn thấy chủ tịch vương có gương mặt nghiêm túc như vậy. Chủ tịch vương, gần đây ngài có thời gian rảnh không? Các đồng chí ở thành phố chúng tôi đều rất trông mong ngài đến chỉ đạo công tác trước kia lôi hợp tuấn nói chuyện với vương tử quân đều là cực kỳ lo lắng thế nhưng bây giờ lại có thêm vài phần sợ hãi vương tử quân nâng ly trà lên uống một ngụm sau đó hắn trầm giọng nói hợp tuấn anh đến vừa đúng lúc anh nói cho tôi nghe xem đây là có chuyện gì lôi hợp tuấn vừa rồi cố gắng nhìn vẻ mặt của vương tử quân để đoán nội dung hơn nữa trước đó trình nhiêu quảng có gọi điện thoại cho hắn hắn sao không biết chủ tịch vương đang nói đến chuyện gì thế là hắn nhanh chóng ngồi thẳng người rồi dùng giọng chăm chú nói, "Chủ tịch Vương, khu biệt thự này chính là hạng mục xây dựng trại an dưỡng của tập đoàn Thần Khí. Tập đoàn Thần Khí lập kế hoạch đầu tư hơn 2 tỷ, chúng tôi rất muốn giữ hạng mục này, vừa đúng lúc tập đoàn Thần Khí chọn dòng sông Thanh Lãng của chúng tôi." Thị ủy chúng tôi cảm thấy nếu như có khu an dưỡng này thì sẽ là một động lực lớn với chỉnh thể thiết kế xây dựng đô thị, thế cho nên mới đồng ý. Vương tử quân nhìn lôi hợp tuấn chậm rãi lên tiếng, hắn dùng giọng trầm thấp nói, bí thư hợp tuấn, các anh có nghĩ rằng khi có lũ lụt, dòng sông lại không thể điều tiết lượng nước, như vậy sẽ sinh ra hiệu quả gì không? Lôi hợp tuấn lúc này đã cảm ứng được sự tức giận thật sự của vương tử quân, thế nhưng hắn vẫn cố gắng áp chế cảm giác bất an, cố gắng lên tiếng, chủ tịch vương, hơn 20 năm qua trong tỉnh chưa từng xuất hiện lũ lớn trên sông Thanh Lãng, tôi cảm thấy cũng không nên quá lo lắng có phải anh cảm thấy không có khả năng này? Vương Tử Quân đứng lên khỏi ghế rồi trầm giọng nói. Lôi Hợp Tuấn thấy gương mặt Vương Tử Quân đã thật sự âm trầm thì không dám tiếp tục lên tiếng. Vương Tử Quân trầm giọng nói, Hợp Tuấn, anh nên biết chúng ta đối với công tác phòng lũ phải đảm bảo 100%, không những liên quan đến phương diện phòng chống lũ lụt, đến khi xảy ra chuyện thì cũng phải cực kỳ cẩn thận, không nên có chút hàm hồ dù sao thì chuyện này có liên quan đến vài trăm ngàn và cũng có thể là vài triệu người không cho phép ôm chút tâm lý may mắn bầu không khí trong phòng làm việc của vương tử quân rất nặng nề lôi hợp tuấn trầm ngâm một lúc rồi khẽ nói chủ tịch thị ủy chúng tôi đã tiến hành tiếp xúc sơ bộ với tập đoàn thần khí giám đốc lục của tập đoàn thần khí cũng đã đến đồng lục xem xét căn bản rất hứng thú vương tử quân đưa mắt nhìn lôi hợp tuấn vẻ mặt càng thêm nghiêm túc Lôi hợp tuấn nhìn thái độ của vương tử quân, hắn không khỏi cảm thấy càng thêm bất an. Lần này hắn đi đến phòng làm việc của chủ tịch vương chủ yếu là vì nói rõ ý nghĩ đầu tư của tập đoàn thần khí với thành phố Đồng Lục. Chủ tịch vương nhất định sẽ giúp đỡ mình, không ngờ chủ tịch vương lại như vậy. Lôi hợp tuấn căn bản cũng hiểu tầm quan trọng của công tác phòng lũ, thế nhưng dòng sông kia 20 năm rồi không có vấn đề gì. Bây giờ để cho tập đoàn thần khí xây dựng một khu an dưỡng, căn bản là hoàn toàn có thể. Lôi hợp tuấn cảm thấy đây là một tên chúng hai chim, còn phương diện phòng chống lũ lụt thì nghĩ biện pháp là được. Lôi hợp tuấn không tốn quá nhiều sức lực mà làm xong công tác liên hệ với cục thủy lợi, cuối cùng mọi việc đã xong, không ngờ bây giờ lại phải bước qua cửa ải của chủ tịch vương. Những kiến trúc gây cản trở dòng chảy của sông Thanh Lãng phải bị gỡ bỏ. Vương tử quân nhìn lôi hợp tuấn rồi trầm giọng nói, còn khu an dưỡng của tập đoàn thần khí, anh có thể liên hệ với bọn họ, tìm một quỹ đất khác. Phương diện này chúng ta sẽ cung cấp cho bọn họ những điều tiện lợi nhất trong phạm vi chính sách. Lôi hợp tuấn rất khó xử, hắn xoa xoa bàn tay nói, Chủ tịch, khi tôi gặp những người phụ trách của tập đoàn thần khí, tôi cũng có nói qua điều này, thế nhưng bọn họ nói khu đất ven sông kia là lãnh đạo của bọn họ nhìn chúng, không thể thay đổi được. Hơn nữa bây giờ tập đoàn thần khí đã xây dựng cơ bản được hơn phân nửa. Vương tử quân nhìn lôi hợp tuấn đang xoa xoa tay, hắn nào không nghe rõ ý nghĩ lời nói của người này. Lúc này tập đoàn thần khí đã xây dựng được hơn phân nửa, thay đổi là khó thể. Nếu như là sự việc bình thường chỉ cần có một chút vấn đề không tuân theo quy định, vương tử quân hoàn toàn có thể cho ra biện pháp xử lý bổ cứu. Nhưng sự việc này căn bản không thể qua loa, tuy 20 năm qua sông Thanh Lãng chưa từng xảy ra lũ lụt, thế nhưng cũng không có nghĩa là sau này cũng căn bản không có nếu như nhìn vào bản chất thì cơn lũ kéo đến sau này sẽ uy hiếp trực tiếp đến tính mạng của vài trăm ngàn thậm chí là vài triệu người phải dỡ bỏ lôi hợp tuấn nếu thành phố đồng lục các anh không làm được trong tỉnh sẽ cho ra chính sách tăng cường thế nhưng dù thế nào cũng phải làm thông thoáng dòng sông lôi hợp tuấn nghe thấy vương tử quân nghiêm khắc gọi thẳng tên mình thì có vài phần run rẩy hắn do dự một chút đang định lên tiếng thì vương tử quân phất tay chặn lời được rồi ý kiến của tôi đã rõ ràng, hy vọng trong thời gian 10 ngày thành phố Đồng Lục có thể cho tôi một câu trả lời thuyết phục. Lôi hợp tuấn rời đi với bộ dạng hồn bay phách lạc, vương tử quân căn bản không đành lòng với biểu hiện của người này, thế nhưng sự kiện này không còn phương án xử lý nào khác. Nếu như để cho tập đoàn thần khí xây dựng hoàn thiện, phương diện dỡ bỏ càng thêm khó khăn. Sau khi ký tên của mình lên văn kiện báo cáo của Cục Thủy Lợi, Vương Tử Quân gọi điện thoại cho Phó Chủ tịch Thường vụ Hà Kiến Trương. Tuy Hà Kiến Trương không phải là lãnh đạo chủ quản công tác Cục Thủy Lợi, thế nhưng Vương Tử Quân quyết định cho Hà Kiến Trương đốc xúc chấp hành sự kiện này. Trương 1786, một ý kiến khai sáng là tài phú. Hà Kiến Trương nhìn những gì Vương Tử Quân đưa ra, hắn không khỏi nhíu mày, sau đó lại nói, Chủ tịch, Tôi cảm thấy phía thành phố Đồng Lục chủ yếu cũng là vì muốn tiến cử xí nghiệp lớn là tập đoàn thần khí, mặc dù có vài phần không ổn, thế nhưng dù nhìn vào phương diện nào thì xuất phát điểm cũng là tốt. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi cười nói, hôm nay tôi chỉ đơn giản phê bình lôi hợp tuấn vài câu, nếu như không phải nhìn vào bộ dạng của anh ta lúc rời khỏi phòng, tôi sẽ nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm của một người là bí thư thị ủy như anh ta. Chủ tịch Vương, Lôi hợp tuấn đây cũng là muốn có được thành tích, dù sao tập đoàn thần khí cũng là doanh nghiệp lớn trong nước, một khu an dưỡng của bọn họ cũng đủ tạo ra một bậc thang kinh tế cho thành phố đồng lục. Hà Kiến Trương vừa uống nước vừa khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân gật đầu nói, tôi hoan nghênh làm ra thành tích, thế nhưng có một số việc không thể không nhìn vào điểm mấu chốt. Ví dụ như tình huống này, nếu xuất hiện lũ lụt, chỉ sợ cả thành phố đồng lục sẽ gặp phải nguy hiểm. Chủ tịch Vương, hay là để cho bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất để tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Hà Kiến Trương do dự dây lát rồi khẽ nói. Chủ tịch Kiến Trương, tôi biết anh đang suy nghĩ cho thành phố Đồng Lục, thế nhưng con sông kia chủ yếu trải qua thành phố Đồng Lục, nếu như muốn xây dựng lại, trả giá về nhân lực là rất lớn, hơn nữa còn cần nhiều thời gian. Vương Tử Quân cười khổ một tiếng nói, hơn nữa những phương diện xây dựng thế này có người đầu tiên sẽ có người thứ hai, một khi chúng ta nới lỏng, như vậy sẽ có rất nhiều kiến trúc như thế này xuất hiện chúng ta phải bóp chết nó từ trong trứng nước hà kiến trương thấy vương tử quân đã quyết định thì cũng chỉ có thể nói chủ tịch chuyện này tôi nghĩ cũng không dễ làm tuy phía thành phố đồng lục chấp hành chỉ thị của chúng ta thế nhưng chỉ sợ tập đoàn thần khí sẽ làm phức tạp sự việc hà kiến trương nói gì thì vương tử quân đều hiểu hắn nhìn về phía hà kiến trương rồi nói việc xấu xa cứ để tôi làm anh giúp tôi nhìn vào đồng lục để cho bọn họ chứng thực đúng tinh thần chỉ thị là được. Vâng, chủ tịch, Hà Kiến Trương không nói nhiều, hắn thay đổi chủ đề, "Chủ tịch, trong nhiệm kỳ mới lần này cần phải xem xét đến vài vị phó thư ký trưởng trong văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, trong số bọn họ có nhiều người tại vị nhiều năm, trong công tác không có công lao cũng có khổ lao." Vương Tử Quân gõ ngón tay lên bàn rồi nói, "Chủ tịch Kiến Trương, chuyện này tôi cũng đã nghĩ qua, đến khi đó liên hệ với bí thư sầm một chút." hà kiến trương chợt lóe lên một ý nghĩ hắn nói chủ tịch lần này số cán bộ cần được điều động là tương đối nhiều tôi cảm thấy anh nên sớm liên hệ với bí thư sầm thì hay hơn vương tử quân khẽ gật đầu hà kiến trương cùng vương tử quân nói thêm vài câu chuyện rồi rời đi mặc dù vương tử quân đồng ý rất sảng khoái về sự kiện điều động nhiệm kỳ lần này thế nhưng hà kiến trương vẫn cảm thấy không quá tốt hà kiến trương là một người từ cơ sở đi lên từ một cán bộ bình thường đến vị trí hiện tại, thế cho nên hầu như thấy rõ và biết rõ nhiều chuyện hơn so với người khác. Lúc này lực ảnh hưởng của Chủ tịch Vương trong tỉnh liên tục được đẩy cao, vế rách giữa Chủ tịch Vương và Bí Thư Sầm càng thêm sâu, thế cục nhất ngôn cửu đỉnh của Bí Thư Sầm ở tỉnh Mật Đông đã bị phá vỡ. Mặc dù Bí Thư Sầm biểu hiện giống như không quan tâm đến điều này, thế nhưng Hà Kiến Trương biết rõ đây chỉ là hiện tượng mặt ngoài mà thôi. Bí Thư Sầm là người khống chế thế cục rất mạnh, Hà Kiến Trương căn bản là người liên hệ với Sầm Vật Cương nhiều năm, thế nên hắn có hiểu biết rất chính xác. Một người có khí phách như Sầm Vật Cương sao có thể để cho quyền uy của mình bị người khác khiêu chiến? Đối mặt với thế cục lúc này, Sầm Vật Cương nhất định sẽ tìm cách lấy lại quyền uy của mình. Nhiệm kỳ mới lần này là một cơ hội tốt cho Bí thư Sầm. Chủ tịch Phương, đây là phòng nghiên cứu của công ty chúng tôi. Chúng tôi chuẩn bị dùng thời gian 3 năm để thúc đẩy phát triển phương diện nghiên cứu khoa học, thành lập nên cơ cấu nghiên cứu khoa học của mình. Tổng giám đốc Trần Tường Cao của tập đoàn Thành Viễn tỉnh Mật Đông chỉ vào một khu vực trước mắt rồi dùng giọng tự hào nói. Vương Tử Quân nhìn đám người đi tới đi lui trong khu vực thuộc phòng nghiên cứu khoa học, hắn quay sang cười nói với Trần Tường Cao, cạnh tranh ở phương diện khoa học kỹ thuật không những tăng cường chất lượng của sản phẩm công nghệ nhanh chóng đổi mới sản phẩm, như vậy mới có thể làm cho sản phẩm được tiêu thụ sâu rộng. Giám đốc Trần có thể coi trọng công tác nghiên cứu khoa học như vậy, điều này là rất tốt. Lúc này đám người phùng vũ trách, Tần Hoài Trung đứng bên cạnh Trần Tường Cao cũng nở nụ cười cực kỳ sáng lạn. Chủ tịch Phương có thể thừa nhận sự phát triển của công ty, thế là bọn họ cảm thấy trên mặt mình có hào quang, dù sao thì công ty của bọn họ cũng đặt địa bàn ở thành phố Thanh Chuyên. Mong chủ tịch yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực chỉ thị của ngài. Bước tiếp theo chúng tôi sẽ tăng chi phí đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học, không ngừng đề cao sức cạnh tranh tổng lực của xí nghiệp. Trần Tường Cao cũng cảm thấy rất có thể diện, thế nên lời nói càng có thêm vài phần tự tin. Vương Tử Quân cười xem như một câu trả lời cho Trần Tường Cao. Có thể nói chuyến đi thăm tập đoàn thành viễn của Vương Tử Quân cực kỳ thuận lợi, khi kết thúc khảo sát thì Trần Tường Cao đột nhiên nói, Chủ tịch Vương, chúng tôi cảm thấy biển hiệu của tập đoàn thần viễn có vẻ hơi cũ, tôi chuẩn bị đổi một cái mới. Trước đó tôi trò chuyện với Chủ tịch Tần và có biết tài nghệ thư pháp của Chủ tịch Vương là rất cao, không biết chúng tôi có thể được Chủ tịch Vương viết cho vài chữ hay không. Làm biển hiệu, Vương Tử Quân có chút sướng sốt, hắn không ngờ mình lại gặp chuyện này. Vương Tử Quân căn bản biết rõ trình độ thư pháp của mình, chính mình tuy viết khá đẹp, thế nhưng nếu so sánh với người trong nghề vẫn còn một khoảng cách xa. Vương tử quân nhìn ánh mắt mong đợi của Trần Tường Cao, hắn cười cười nói, tôi chỉ là viết vài ba chữ lung tung, nếu như dùng nó để làm biểu hiệu, căn bản là múa dìu qua mắt thợ. Vương tử quân nói rồi khoát tay áo, bí thư phùng, tôi giao chuyện này cho anh, anh tìm nhà thư pháp nổi tiếng trong thành phố Thanh Chuyên giúp đỡ giám đốc Trần làm biển hiệu. Phùng vũ trách thực tế cũng rất mong muốn chủ tịch Vương ra tay, dù sao thì hạng mục của tập đoàn thành viễn căn bản được thị ủy bọn họ giúp đỡ trọng điểm nếu như Chủ tịch Vương có thể viết biển hiệu cho tập đoàn này, sau này sẽ có thể tiết kiệm được nhiều thứ khác. Bây giờ Chủ tịch Vương cũng không ra tay, để cho người khác ra tay. Nhưng cho đến bây giờ thì Phùng Vũ Trách vẫn căn bản chưa từng từ chối sắp xếp của Vương Tử Quân. Bây giờ Vương Tử Quân đã cho ra sắp xếp, hắn nhanh chóng lên tiếng, vâng, Giám đốc Trần nếu đã muốn viết biển hiệu, tôi sẽ cho hội trưởng mã của Hiệp hội Thư pháp thành phố Thanh Chuyên đến giúp đỡ. Trần Tường Cao tuy tràn đầy thất lạc thế nhưng nụ cười trên mặt vẫn cực kỳ sáng lạn. Cảm ơn Chủ tịch Vương quan tâm, có sự quan tâm của Chủ tịch Vương, chúng tôi cực kỳ tin tưởng vào sự phát triển của xí nghiệp trong tương lai. chương 1786, hai ý kiến khai sáng là tài phú. Vương tử quân cười cười, hắn bắt tay với Trần Tường Cao, sau đó leo lên xe bỏ đi. Ôi, xem ra tôi đã suy nghĩ quá nhiều, Vừa rồi nếu yêu cầu chủ tịch Vương ghi vài dòng lưu niệm khuyến khích, có lẽ chủ tịch Vương sẽ không từ chối. Trần Tường Cao nhìn xe chạy đi như bay mà không khỏi dùng giọng cảm khái nói với người phía sau. Vị phó tổng giám đốc tập đoàn đứng sau lưng Trần Tường Cao lên tiếng, "Tổng giám đốc Trần, chủ tịch Vương đến kiểm tra xem xét công ty của chúng ta, đây là một tin tức tốt, tôi tin tưởng ngày mai sẽ được phát đi khắp tỉnh." "À, điều này là nhất định rồi." "Đúng rồi, Tiểu Lý." cậu liên lạc với người của đài truyền hình, nếu bọn họ cho ra bản tin gì nói về sự kiện chủ tịch Vương đến thăm tập đoàn Thành Viễn, nhất định phải nói cho tôi biết nhé. Trần Tường Cao quay đầu sang chỗ khác lên tiếng phân phó thư ký của mình. Thư ký đồng ý một tiếng rồi lập tức nói, Tổng Giám Đốc Trần, ngày mai chúng ta lấy thông tin từ trên chương trình thời sự và báo chí không được sao. Cậu thì biết cái gì? Với quy mô của công ty chúng ta, bây giờ chủ tịch vương đến nghiên cứu kiểm tra chỉ là bình thường nhưng cậu nghĩ xem hai chục năm nữa thì sao nếu khi đó muốn chủ tịch vương đến thì rõ ràng là không thể sự kiện chủ tịch vương đến thăm công ty chúng ta ngày hôm nay căn bản là tài phú cho tương lai phát triển mai sau tiểu lý tuy còn chưa hiểu nhiều lắm thế nhưng cũng không trần chờ mà đồng ý lời phân phó của giám đốc sau đó hắn nhanh chóng rời đi trần tường cao nhìn về phía cổng công ty rồi dùng giọng cảm khái nói nếu như 10 năm sau công ty chúng ta còn được Chủ tịch Vương đến thăm, như vậy thì quá tốt rồi. Vị Phó Tổng Giám Đốc đã hiểu ra ý nghĩa lời nói của Trần Tường Cao, hắn cười cười với Trần Tường Cao, Giám Đốc Trần, tôi cảm thấy chúng ta chỉ cần cùng nhau cố gắng, nhất định đây không phải là mong ước nữa rồi. Vương Tử Quân ngồi lên xe lẳng lặng nghe Phùng Vũ trách báo cáo công tác. Hơn một năm trôi qua, khi đường cao tốc được đẩy mạnh xây dựng, thành phố thanh chuyên có thể nói là liên tục tiến lên hơn một năm đã vượt qua mức trung bình trong tỉnh chủ tịch vương chúng tôi dự định đẩy mạnh phát triển công nghiệp đồng thời cũng sẽ không phải không quan đến du lịch và nông nghiệp đặc biệt là ở phương diện gia công sản phẩm nông nghiệp chúng tôi ở đây càng có ưu thế riêng của mình phùng vũ trách nó đến đây thì dùng giọng kiêu ngạo nói khi mà cấp tỉnh ngày càng coi trọng phương diện điều kiện môi trường bây giờ giá nông sản ở thành phố chúng tôi đã tăng lên một bậc quần chúng bây giờ thật sự thấy được lợi ích thực tế của mình. Vương Tử Quân cũng không cảm thấy bất ngờ với quy hoạch đi theo hướng phát triển du lịch của Phùng Vũ Trách. Thành phố Thanh Chuyên là nơi đẹp đẽ, núi non sông ngòi hùng vĩ, thế nhưng phương diện phát triển nông nghiệp lại làm cho hắn bất ngờ. Bây giờ khắp nơi đều tranh nhau tìm hạng mục công nghiệp lớn, vì những hạng mục kia căn bản không những đề cao GDP, còn nhanh chóng làm cho lãnh đạo có được thành tích thế cho nên nông nghiệp căn bản là rất kém cỏi. Anh nói xem các anh phát triển nông nghiệp theo hướng nào. Vương tử quân nhìn Phùng Vũ Trách rồi cười hỏi. Khi thấy Vương tử quân có hứng thú với quy hoạch phát triển của mình, Phùng Vũ Trách căn bản cảm thấy vui sướng. Hắn biết rõ Chủ tịch Vương là người thích những kẻ có năng lực sáng nghiệp, mặc dù mình đã coi như có quan hệ rất tốt với Chủ tịch Vương, thế nhưng điều cần thiết là phải tăng cường mối quan hệ giữa hai bên, hơn nữa mình còn phải cho ra được thành tích. Bây giờ tình huống ở thành phố Thanh Chuyên liên tục đi theo hướng phát triển tốt đẹp, nắm bắt cơ hội lần này chính là ý nghĩ chung của Phùng Vũ Trách và Tần Hoài Trung. Sau vài lượt thảo luận thì hai người Phùng Vũ Trách và Tần Hoài Trung xác định phương hướng phát triển của thành phố Thanh Chuyên, đó chính là lợi dụng những tư chất có sẵn để phát triển du lịch, đồng thời phát triển một ngành nông nghiệp đặc sắc. Chủ tịch Vương, chúng tôi chuẩn bị dựa vào những chính sách tốt của tỉnh về phương diện cải tạo môi trường, để phát triển nông nghiệp đặc sắc, đặc biệt là hạng mạc gia công sản phẩm nông nghiệp, chúng tôi càng phải bỏ lực ra nhiều hơn. Bây giờ nông sản của thành phố Thanh Chuyên chúng tôi rất được hoan nghênh, đặc biệt là cây lạc ở nơi này đã có được nhãn hiệu ở nhiều nơi trong nước. Khi dùng cơm có nhiều người gọi món rau xanh, chủ yếu đều muốn rau đến từ Thanh Chuyên. Vương Tử Quân nhìn gương mặt có vài phần hưng phấn của Phùng Vũ Trách mà không khỏi mỉm cười nói, thật vậy sao? sau này cũng muốn nếm thử các món rau xanh và món lạc ở thành phố các anh, để xem có gì khác biệt hay không. Chủ tịch, bữa trưa hôm nay chúng tôi đã sắp xếp xong, ngài có thể nếm thử. Phùng Vũ Trách nói rồi cười lên tiếng, chúng tôi chuẩn bị dùng khách du lịch để xúc tiến phát triển công nghiệp gia công nông sản, đồng thời dựa theo sự thay đổi mùa trong năm để chuẩn bị một vài hạng mục lễ hội nông sản, có thể phát triển nông nghiệp và cả du lịch. Phùng Vũ Trách lên tiếng làm cho Vương Tử Quân cảm thấy rất thỏa mãn. Hắn căn bản biết rõ tình huống của thành phố Thanh Chuyên, biết rõ nếu như Thanh Chuyên tiếp tục phát triển theo hướng như thế này, sẽ tạo ra con đường phát triển riêng biệt cho mình. Bữa cơm trưa Vương Tử Quân yêu cầu dùng ở ven đường, sau khi bốn món được dâng lên, bên hắn đã có một vòng người bao bọc. Những người này đều là cán bộ chủ yếu của thành phố Thanh Chuyên, sau đó Phùng Vũ Trách nhanh chóng giới thiệu từng người cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân bắt tay với những vị cán bộ này, hắn cảm nhận được trong số cán bộ này hai người khác biệt. Một người là chủ nhiệm Lý Vĩ Dân của Ủy ban cải cách thị ủy, một người là bí thư Mã Cương Cường của quận Đông Thành. Vì nguyên nhân không đủ ghế nên các vị thường ủy thị ủy cũng không tập trung hết chỗ này, thế nhưng hai người kia lại được ngồi nơi đây, nếu như không có người sắp xếp thì Vương Tử Quân căn bản là không tin có thể sắp xếp Lý Vĩ Dân và Mã Cương Cường vào nơi này chỉ có thể là Phùng Vũ Trách hoặc là Tần Hoài Trung. Vương Tử Quân ăn cơm không chậm, thế nhưng vì hiểu rõ tâm tư của hai người Phùng Vũ Trách và Tần Hoài Trung thế nên cố gắng ăn chậm một chút, liên tục trò chuyện với Lý Vĩ Dân và Mã Cương Cường. Mã Cương Cường và Lý Vĩ Dân được ngồi vào đây và tất nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của nó là như thế nào, thế cho nên cả hai đều cố gắng phát huy. Sau khi đáp lại vài câu hỏi của Vương Tử Quân thì bọn họ có chút không yên, chỉ sợ câu nói của mình không làm cho Chủ tịch Vương thỏa mãn. Phùng Vũ Trách và Tần Hoài Trung nhìn vào động tác của Vương Tử Quân mà cảm thấy rất vui mừng. Dù sao thì Chủ tịch Vương cho ra biểu hiện như vậy cũng xem như hiểu ý của hai người bọn họ. Sau khi dùng cơm xong thì Mã Cương Cường và Lý Vĩ Dân thở dài một hơi, hai người bọn họ cũng không phải chưa từng đi dùng cơm với lãnh đạo, cũng không phải đã ăn no mới đến đây, đầu bếp cũng dùng hết thủ đoạn để làm các món trên bàn, thế nhưng hai người ăn vào mà không có hương vị gì. Bọn họ chỉ muốn lưu lại ấn tượng tốt cho chủ tịch Vương mà thôi. Dù sao thì vận mệnh cả đời bọn họ sẽ được quyết định trong tay vị lãnh đạo này. Chương 1787, một không phải đồng đạo nên nói cũng không cần khách khí. Vương Tử Quân nghỉ ngơi đơn giản một chút sau đó đi ra và thấy phùng vũ trách đang chờ ngoài phòng khách phùng vũ trách vì có quan hệ tốt với vương tử quân thế nên trò chuyện cũng thiếu đi vài phần cố kỵ chủ tịch vương ngài cảm thấy hai đồng chí kia thế nào năng lực công tác là rất tốt vương tử quân trầm ngâm dây lát rồi khẽ nói phùng vũ trách nghe vương tử quân khích lệ như vậy thì không khỏi có vài phần hưng phấn chủ tịch vương thật sự là ánh mắt tinh anh thấy rõ anh hùng hai vị đồng chí này chính là những cán bộ nổi tiếng có khả năng nhất trong thành phố thanh chuyên à tôi biết rồi vương tử quân khẽ gật đầu rồi đột nhiên nói anh phùng anh có ý kiến gì với chính mình không lời nói này của vương tử quân không khỏi làm cho trái tim của phùng vũ trách đập loạn lên hắn làm bí thư thị ủy thời gian quá ngắn vì vậy nhiệm kỳ mới lần này không có nhiều khả năng được tiến lên nếu như không có hy vọng quá lớn như vậy hắn nên an phận thủ thường ở thành phố Thanh chuyên, thành thật tích lũy chiến tích của mình thì hay hơn. Lời nói của Vương Tử Quân vào lúc này không khỏi làm cho Phùng Vũ trách cảm thấy chấn động, bộ dạng bình tĩnh lại trở thành lo lắng được mất. Hắn chăm chú suy xét, sau đó nói: "Chủ tịch Vương, tôi nói thật lòng với ngài, ngài có ơn chi ngộ với tôi, trước mặt ngài tôi chỉ là một khối tài liệu, ngài đặt đâu thì tôi sẽ đi đến đấy. Lúc này tôi muốn ở lại Thanh chuyên tiếp tục công tác." đợi đến khi công tác ở thành phố thanh chuyên tiến lên một bước thì tôi bước đi cũng không thẹn với lương tâm vậy thì anh cố gắng làm tốt công tác kéo xe ở thành phố thanh chuyên sau này tôi đến hy vọng sẽ thấy một thành phố thanh chuyên không như lúc này tôi tin tưởng vào năng lực của anh phùng vũ trách trợt cảm thấy yên lòng lời cổ vũ thúc giục của vương tử quân làm cho hắn cảm thấy rất vui vẻ hắn nhanh chóng tỏ thái độ của mình mong chủ tịch yên tâm tôi nhất định sẽ không làm cho ngài thất vọng sau khi nói thêm vài câu ở phương diện sinh hoạt cuộc sống, Vương Tử Quân chuẩn bị kết thúc trò chuyện với Phùng Vũ Trách. Dù sao thì mình còn phải trò chuyện với ban ngành thành phố Thanh Chuyên, nếu bỏ quá nhiều thời gian để trò chuyện với Phùng Vũ Trách, như vậy cũng không còn nhiều thời gian để sắp xếp công tác khác. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị kết thúc trò chuyện thì Phùng Vũ Trách chợt nói, Chủ tịch Vương, hai ngày trước tôi có gặp mặt bí thư hợp tuấn, thế nhưng anh ấy có chút khó chịu, Phùng Vũ Trách căn bản không có giao tình quá sâu với lôi hợp vấn, thế nhưng khi mà thân phận cùng một phái của hai người càng thêm rõ ràng, mối quan hệ cũng vô tình trở nên thân cận. Vương tử quân nghe Phùng Vũ Trách nói đến lôi hợp vấn thì thản nhiên nói, anh ấy khó chịu, nếu như không phải anh ấy khó chịu thì là ai khó chịu. Thanh Lãng là dòng sông điều tiết nước cho vài triệu dân đồng lục, thế nhưng anh ấy lại xây dựng biệt thự chắn dòng chảy, anh ấy có thể đồng ý nhưng tôi thấy đó là hồ đồ, không biết phân biệt nặng nhẹ. Phùng Vũ Trách nhìn gương mặt cực kỳ nghiêm túc của Vương Tử Quân mà không khỏi hối hận vì mình khơi ra chuyện này. Hai người đều là môn hạ của Vương Tử Quân, thế nhưng dù sao cũng là ở tỉnh Mật Đông, sẽ có một ngày phải sắp xếp lại hàng ngũ. Lôi hợp tuấn người ta có chuyện, Phùng Vũ Trách Anh có thể thuyết phục được Chủ tịch Vương sao? Đây không phải là nói với lôi hợp tuấn, Phùng Vũ Trách tôi căn bản có độ nặng trong lòng Chủ tịch Vương hơn anh sao? Phùng Vũ Trách càng nghĩ như vậy thì càng trở nên cuống quyết. Nhưng đến nước này thì Phùng Vũ Trách chỉ có thể thử một lần, hắn lại kiên trì nói, Chủ tịch, chuyện này bí thư hợp tuấn căn bản là vì cái trước mắt, nhưng dù thế nào thì anh ấy cũng là kêu gọi đầu tư. Hơn nữa 20 năm qua dòng sông kia không có chút vấn đề gì. Vương Tử Quân nhìn Phùng Vũ Trách rồi dùng giọng nhàn nhạt hỏi, anh là người thuyết khách thay cho bí thư lôi, anh làm như vậy là vì tốt cho anh ấy, hay là hại anh ấy? điều này tôi thấy bí thư lôi gặp đại nạn trong sự kiện lần này thế nên có chút không đành lòng phùng vũ trách cảm thấy lạnh cả người dưới ánh mắt của vương tử quân vương tử quân cười cười nói quyền và hại thì là nhẹ quyền và lợi mới là nặng nếu có phát sinh lũ lụt thì thì sao ai dám bảo đảm không có chuyện này xảy ra là anh tôi hay là hợp tuấn thiên tai không thể dự đoán được những sự kiện nào mang đến nguy hại cho phương diện an toàn của quần chúng chúng ta nhất định phải hết sức cẩn thận. 20 năm qua con sông kia chưa từng sinh lũ lụt, thế nhưng càng là như vậy thì chúng ta càng không nên buông lỏng cảnh giác. Không những lo lắng ích lợi trước mắt, còn phải có suy nghĩ lâu dài, khi sống yên ổn phải nghĩ đến ngày gian nan. Vương Tử Quân nói đến đây thì cười lạnh, tôi cũng biết lôi hợp Tuấn không có ý nghĩ gì khác, nếu không thì đối mặt với anh ấy không chỉ là một cái phê bình mà tôi. Phùng Vũ Trách nhìn gương mặt không vui của Vương Tử Quân, hắn thầm nghĩ lần này lôi hợp tuấn nên tự cầu phúc cho mình dù mình có khuyên nữa cũng chỉ là phản tác dụng phùng vũ trách thầm nghĩ như vậy hắn chợt cười nói chủ tịch ngài nói rất đúng tôi nhất định sẽ khắc ghi vương tử quân khẽ gật đầu mà không tiếp tục lên tiếng sau khi phùng vũ trách rời khỏi phòng điện thoại của vương tử quân chợt đổ chuông hắn cầm điện thoại nhìn thoáng qua hắn trầm ngâm dây lát rồi nghe máy chào anh tôi là vương tử quân Chào Chủ tịch Tử Quân, tôi là Bạch Hoa Niệp của tập đoàn Thần Khí. Khi điện thoại vừa nối thông thì đầu dây bên kia truyền đến giọng nói cực kỳ nhiệt tình. Vương Tử Quân căn bản không xa lạ gì Bạch Hoa Niệp của tập đoàn Thần Khí. Hắn cười cười nói, chào Tổng Giám Đốc Bạch, ngài gọi điện thoại cho tôi có gì cần dặn dò sao. Bạch Hoa Niệp dù là lãnh đạo doanh nghiệp thế nhưng cấp bậc của hắn dù đặt nơi nào cũng không hiển hách bằng Vương Tử Quân, nhưng hắn lại là người nắm trong tay lượng tài sản lớn, thế nên cũng có được lực lượng mà người ta không thể xem thường. Khi thấy vương tử quân khách khí như vậy thì Bạch Hoa Niệp càng tỏ ra nhiệt tình, chủ tịch vương, ngài là lãnh đạo, nói đến phương diện dặn dò hay chỉ thị, chỉ có ngài cho ra lời dặn dò và chỉ thị mà thôi. Lần này tôi gọi điện thoại là có chuyện cần báo cáo với ngài. Tập đoàn thần khí chúng tôi chuẩn bị đầu tư xây dựng một khu vực sản xuất, trước mắt đã chọn ba nơi, trong số đó tôi coi trọng nhất là tỉnh Mật Đông. Bạch Hoa Nê nói đến đây thì càng tỏ ra khách khí, vì vậy kính mong Chủ tịch Vương giúp đỡ công tác của chúng tôi. Cho đến bây giờ thì cả nước căn bản cạnh tranh nhau cực kỳ mãnh liệt ở phương diện nắm bắt hạng mục lớn, các tỉnh càng bỏ ra vốn liếng của mình để có được hạng mục lớn. Lần này Bạch Hoa Niệp chủ động muốn đầu tư hạng mục lớn ở Mật Đông, ý nghĩa của nó là quá rõ ràng. Bạch Hoa Niệp nói mình chọn ba nơi để đầu tư, căn bản nói cho Vương Tử Quân biết không phải chúng tôi chỉ có một mình Mật Đông, chúng tôi còn có hai nơi khác. Có thể nắm bắt được hạng mục này hay không còn phải xem vào thái độ của Vương Tử Quân anh là thế nào. Còn thái độ gì thì hai người căn bản là hiểu rõ ràng. Tổng giám đốc Bạch, Tỉnh Mật Đông nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ hạng mục của tập đoàn Thần Khí các anh. Chỉ cần nó không trái với nguyên tắc, chắc chắn sẽ có được chính sách ưu đãi lớn nhất. Vương tử quân trầm ngâm dây lát rồi cười tùm tìm nói với đầu dây bên kia. chương 1787, 2, không phải đồng đạo nên nói cũng không cần khách khí. Vương tử quân tuy nói rất nhiệt tình nhưng bạch hoa niệp ở bên kia sao không hiểu rõ ràng cho được. Vương tử quân nói giúp đỡ ở phương diện không trái với nguyên tắc, như vậy trái với nguyên tắc thì sao? Bạch hoa niệp thật sự có chút thất vọng, thế nhưng hắn nhanh chóng nghĩ đến sự kiện kia, thế là cố gắng kiên nhẫn nói, tôi thật sự khắc ghi sự giúp đỡ to lớn của Chủ tịch Vương với tập đoàn thần khí của chúng tôi. Ngài là người một lòng vì việc công, chúng tôi cũng không phải là vì chính mình, chúng ta là người một nhà, hy vọng hai bên có thể hợp tác cùng có lợi, cùng chung chiến thắng. Tổng Giám Đốc Bạch nói rất đúng, hy vọng Tổng Giám Đốc Bạch có thời gian thì nên đến Mật Đông tham quan, tôi và Bí Thư Sầm căn bản đề rất muốn liên hệ với ngài. Vương tử quân hiểu Bạch Hoa Niệp nói về phương diện gì, nhưng hắn không tiếp nối câu chuyện của đối phương. Bạch Hoa Niệp bên kia càng tỏ ra nhiệt tình, hắn cười ha hả nói cảm ơn lời mời của chủ tịch phương, sau này tôi sẽ nhất định thường xuyên đến Mật Đông, vài ngày trước tôi có đến tham quan sông núi ở Thanh Lãng, thật sự làm tôi cảm thấy cực kỳ thích thú. Có một vài lãnh đạo tiền nhiệm cấp bậc cao trong công ty của chúng tôi đã dâng hiến nửa đời người cho công tác chúng tôi cần phải suy xét đến chuyện kế tiếp cho bọn họ, cũng muốn bọn họ được ở nơi sông núi xanh tươi cho ấm nhân tâm. Tổng giám đốc Bạch, Mật Đông không có nhiều thứ, thế nhưng nếu nói đến phương diện sông núi thì căn bản là khắp nơi đều có, ngài nên đi lại xem xét nhiều hơn rồi cho ra quyết định. Vương Tử Quân hoàn toàn là một người chủ nhiệt tình và hiếu khách. Nhưng thái độ này của Vương Tử Quân làm cho Bạch Hoa Niệp cảm thấy không thích thú, hắn miễn cưỡng hàn huyên thêm vài câu với Vương Tử Quân, sau đó cúp điện thoại. Sau khi đặt điện thoại xuống thì Vương Tử Quân càng nhíu mày. Bạch Hoa Niệp là tổng giám đốc tập đoàn thần khí, là một nhân vật có thể ngẩng mặt vinh váo. Vương Tử Quân tuy chưa từng có liên hệ với người này, thế nhưng hắn cũng biết tác phong công tác của đối phương. Bây giờ hắn làm đối phương mất mặt, hạng mục kia đầu tư vào mật đông là không có khả năng. Bây giờ mật đông rất cần những hạng mục lớn giống như của tập đoàn thần khí, thậm chí ngay cả vương tử quân cũng cần. Tuy bây giờ vương tử quân đang thúc đẩy các sản nghiệp mới trong tỉnh, thế nhưng tốc độ của Mật Đông chỉ ngưng ngửa năm cũ, cũng không có sự phát triển nhanh chóng như mong đợi. Tình thế này tuy không có vấn đề thế nhưng ít nhất cũng có ảnh hưởng đến công tác của vương tử quân ở Mật Đông, thậm chí có một vài tin đồn nói vương tử quân là cán bộ trẻ tuổi, làm việc lớn thì hồ đồ, việc nhỏ lại khôn khéo. Tuy những lời đồn kia căn bản mơ hồ không rõ, thế nhưng ý nghĩa của nó lại rất rõ ràng, vương tử quân chỉ thích hợp làm những chuyện nhỏ, còn chuyện lớn thì hắn khó nắm bắt, khống chế không thành, bản thân còn chưa đủ trình độ. Mặc dù chỉ là tin đồn thế nhưng nếu được nhiều người truyền bá thì căn bản sẽ là nước chảy đá mòn, mê hoặc người khác. Hạng mục của tập đoàn thần khí vào lúc này căn bản là có tai họa ngầm quá lớn, vương tử quân tuy không rõ năm nay lượng mưa của mật đông là bao nhiêu, thế nhưng hắn không dám cầm chuyện này đi đánh bạc. Hừ, trời muốn mưa, cô gái muốn lấy chồng, cứ để mặc bọn họ. Vương tử quân thầm hạ quyết tâm, hắn nâng ly trà lên uống một ngụm, lúc này đã bình thản hơn. Hắn gọi điện thoại cho Triệu Hiểu Bạch, để Triệu Hiểu Bạch mời Tần Hoài chung đến. Đêm hè ở thành phố rừng mật căn bản đầy không khí náo nhiệt, những nhóm thanh niên top 5 top 3 đi qua lại, người già ra vũ trường vận động, nói chung ai cũng tranh thủ không còn ánh nắng để đi ra ngoài đón gió. Quán ăn, nhà hàng ven đường đều tỏa ra mùi hương thơm mát, đủ mọi hạng người nhét vào đầy các hàng ghế, trong con phố nhỏ nào đó truyền ra tiếng hát khá lớn, làm cho con đường vốn đã náo nhiệt càng thêm rộn rã. Vương tử quân nắm tay tiểu bảo nhi chậm rãi đi trên đường. Lúc này hắn mặc rất thoáng, quần áo ngắn tay và một cặp kính trên mặt, hoàn toàn giống như một người thị dân bình thường đưa con đi dạo. Nhưng mặc tiểu bác bên cạnh thì lại khác, Tuy nàng ăn mặc bình thường nhưng không che giấu được khí chất và vẻ đẹp của mình. Buổi tối thứ sáu xem như Vương Tử Quân có được thời gian hiếm hoi về với gia đình, thế là Tiểu Bảo Nhi rất hưng phấn, nó đòi đi chợ đêm. Mặc Tiểu Bắc dù bỏ ra nhiều công sức ở phương diện giáo dục Tiểu Bảo Nhi, thế nhưng lại có một phương diện nhất trí với Vương Tử Quân, tình nguyện cho con cái tiếp xúc nhiều hơn với người dân bình thường trong quá trình phát triển, ví dụ như đưa con đến chợ đêm, đến những khu vui chơi bình thường vì công tác bận rộn nên thời gian quan tâm đến con cũng giảm đi, thế cho nên vương tử quân căn bản đều đáp ứng nhưng đòi hỏi chính đáng của con trai. Hơn nữa hắn và Mạc Tiểu Bắc đều bắt buộc Tiểu Bảo Nhi phải tiếp xúc với những thứ này. Đối với những bậc phụ huynh bình thường, đưa con đi chơi chợ đêm cũng là một hoạt động thường xuyên, thế nhưng đối với Tiểu Bảo Nhi thì lại có vài phần xa vời. Tiểu Bảo Nhi căn bản khá hưng phấn, nó chạy loạn xạ khắp nơi, sau đó lại chạy đến nắm tay Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc, lát sau lại chạy đi đầu vã đầy mồ hôi. Nó liên tục chạy qua chạy lại xem xét thứ này thứ kia, giống như có hứng thú với tất cả những thứ khác lạ chung quanh mình. Vương Tử Quân tỏ ra yêu thương với những biểu hiện này của Tiểu Bảo Nhi, hắn có quá ít thời gian cho con, thế nên nói với Mạc Tiểu Bắc, xem ra sau này chúng ta cần bỏ nhiều thời gian cho con đi dạo, em nhìn xem nó vui vẻ chưa kìa. Em luôn có thời gian, mạc tiểu bắc nhìn vương tử quân rồi khẽ nói vương tử quân có thể làm gì được với lời phàn nàn của mạc tiểu bắc hắn ở trên vị trí hiện tại và căn bản là rất bất đắc dĩ với những sắp xếp của mình mặc dù hắn muốn có thời gian với vợ con thế nhưng tỉnh mật đông cũng cần hắn giải quyết nhiều sự việc mạc tiểu bắc nhìn gương mặt khó xử của vương tử quân nàng không như cảm thấy mình không nên phàn nàn chồng thế là khẽ nói em biết anh bận rộn có đôi khi em thật sự muốn anh là một người bình thường. Điều này là rất tốt, thế nhưng bây giờ anh chỉ có thể tiến mà không thể lùi. Vương tử quân yêu thương ôm lấy vai của Mạc Tiểu Bắc, lúc này Mạc Tiểu Bắc trầm ngâm dây lát rồi nói, Thư viện tỉnh vừa xây dựng một khu nhà đọc sách mới, giám đốc Thư viện muốn em phụ trách công tác ở nơi này. Vương tử quân không trả lời ngay, hắn nhìn Mạc Tiểu Bắc rồi cười nói, ý của em là thế nào? Em từ chối, những chuyện này em không muốn nhúng tay vào mạc tiểu bắc nhìn thoáng qua vương tử quân rồi khẽ nói vương tử quân căn bản chỉ có thể cười với những phiền não này của mạc tiểu bắc em đấy thật sự là không biết đủ những chuyện này nếu là người khác thì không biết sẽ vui mừng thế nào em biết thế nhưng chẳng qua là em không có hứng thú mạc tiểu bắc nói đến đây thì nở nụ cười xảo quyệt thật ra em nhanh chóng hiểu ra ý nghĩ của vị giám đốc kia vì sau khi em đến thư viện thì gây ra không ít phiền toái cho anh ta, em ở đó làm cho anh ta thêm khó khăn, mỗi ngày đi làm đều phải đến phòng làm việc của em, trên danh nghĩa là trưng cầu ý kiến của em, thực tế là xem em có chỉ thị gì không. Ví dụ như lần trước, anh ấy hỏi ai thích hợp làm phó chủ nhiệm văn phòng, em thuận miệng nói một người, ngày hôm sau người kia trở thành phó chủ nhiệm văn phòng. Thật ra em chỉ thuận miệng nói một câu mà thôi về sau em mới biết vị giám đốc thư viện đã có nhân tuyển phó chủ nhiệm văn phòng cho mình. chương 1788, một lén trao đổi còn hơn liên hệ thẳng mặt. Vương tử quân nhìn bộ dạng ảo não của Mạc Tiểu Bắc mà không khỏi cười nói, phu nhân nên hiểu ngài không nên tùy tiện mở miệng, sau này không nên biểu hiện thái độ là được. Tay trái một con gà, tay phải một con vịt, bì bóm bì bóm. Tiểu Bảo Nhi sôi nổi hát xong một câu, nó nhìn hai bàn tay nhỏ của mình trong tay bố mẹ, sau đó cười lên khanh khách. Vương tử quân có chút mơ hồ, nhưng ngay sau đó chợt nhớ mình nắm tay trái của Tiểu Bảo Nhi, tay phải là Mạc Tiểu Bắc. Hắn nhìn bộ dạng vui vẻ của Tiểu Bảo Nhi, nào có cam lòng phê bình. Mạc Tiểu Bắc ở bên cạnh lại cười ha hả nói, chính giữa là một con ếch nhỏ, bì bóm bì bóm. Tiểu Bảo Nhi không ngờ bị mẹ đánh bại, nó có chút hiểu xìu vảnh miệng nhỏ mất hứng. Cũng may tiểu tử này nhanh chóng bị thu hút, sau khi vương tử quân tiến lên vài bước để đuổi kịp con trai, lúc này tiểu bảo nhi đang chạy về phía một cửa hàng hội trợ ven đường. Cửa hàng hội trợ này không có món gì tốt thế nhưng lại rất hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đi vào chỉ cần bỏ ra 10 đồng là mua được 20 cái vòng, chỉ cần ném vào món nào sẽ có được món đó, thế là có không ít người đến thử tay nghề, bầu không khí rất náo nhiệt. Tiểu Bảo Nhi cầm trong tay 20 cái vòng, nó liên tục ném đi, 3 phút sau đã không còn cái nào trong tay, thế nhưng còn không trúng được món nào. Tiểu Bảo Nhi có chút không phục, nó thở phì phò kéo tay Vương Tử Quân, mong bố giúp mình ném vào chiếc xe hơi chạy bằng pin. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của con trai, hắn không từ chối yêu cầu của con, thế là lại mua thêm 20 cái vòng, chăm chú ném về phía chiếc xe hơi. Nhưng kết quả cuối cùng cũng không được như ý vương tử quân không khỏi vỗ vỗ lên gương mặt nhỏ của con trai giảng giải một lượt về phương diện bỏ tiền mua niềm vui làm cho tiểu bảo nhi cực kỳ hớn hở khi hắn đang chuẩn bị rời đi một chiếc xe chạy qua rất nhanh đám người bốn phía sợ hãi tránh đi mẹ kiếp đám người kia sao không té chết đi cho rồi ông chủ quán lớn tiếng mắng về phía chiếc xe bên kia vương tử quân nhìn thoáng qua ông chủ quán định mở miệng hỏi xem tình huống cụ thể Chợt nghe thấy có người nói: "Ông chủ, có phải người kia thường lái xe như vậy không?" Giọng nói này khá quen thuộc, lúc bắt đầu thì Vương Tử Quân còn nghĩ mình nghe lầm, khi hắn ngẩng đầu lên thì thấy đó là một người đàn ông với bóng lưng màu trắng đang cầm quạt trong tay đứng đối diện cách mình không quá xa. Khi Vương Tử Quân nhìn về phía người kia, người kia cũng nhìn thấy Vương Tử Quân, người này có chút sững sốt, sau đó nở nụ cười. Vương Tử Quân có chút sững sốt sau đó hắn tiến lên nghinh đón, ông chủ sầm, ngài cũng ra ngoài đi dạo sao. Sầm vật cương cười nói, khó có được buổi tối rảnh rỗi, thế nên ra ngoài đi dạo một chút, tiểu tử kia đâu rồi. Sầm vật cương nói rồi nhìn thấy tiểu bảo nhi đang trốn ở một bên, lão vẫy vẫy tay nói, tiểu bảo nhi, bác nhớ đã vài ngày rồi cháu chưa sang nhà chơi. Tiểu bảo nhi nhìn sầm vật cương rồi mở miệng nói, chào bác sầm ông chủ vừa rồi nói chuyện với sầm vật cương bây giờ nghe tiểu bảo nhi chào hỏi sầm vật cương thì không khỏi có chút bất ngờ sau đó cười nói cậu bé này rất thông minh ôi bây giờ ai cũng muốn đặt tên con của mình là bảo bối này nọ vương tử quân nghe lời nói của ông chủ quán mà có chút xấu hổ sầm vật cương cũng không nói mà chỉ cười cười lão thầm nghĩ tên gọi của tiểu bảo nhi căn bản là quá bình thường ông chủ chiếc xe kia là thế nào sao lại chạy nhanh như vậy nếu húc phải người đi đường thì thế nào bây giờ? Sầm Vật Cương thay đổi chủ đề, kéo chủ đề về phía chiếc xe vừa rồi. Ông chủ quán tất nhiên không nghĩ người đối diện với mình là bí thư Sầm Vật Cương, mặc dù chính mình thường hay xem thời sự, cũng không xa lạ gì gương mặt Sầm Vật Cương. Nhưng trong tưởng tượng của hắn thì Sầm Vật Cương luôn mặc tây phục lại được không ít người vây quanh, hắn sao có thể liên hệ người đàn ông mặc áo trắng ngắn tay và quần đùi thế này với Sầm Vật Cương cho được. Cũng may lúc này cũng không buôn bán đắt khách, thế nên ông chủ thuận miệng nói với sầm vật cương, động vào người thì khốn khổ, vì không nhìn thấy biển số xe, anh đi đâu mà tìm người. Không phải tự nhận không may sao? Chẳng lẽ cảnh sát giao thông không quản sao? Hi hi, bắt thì nộp phạt, có gì phải sợ? Hơn nữa người chạy xe cũng có chỗ dựa. Ông chủ kia nói rồi xoa xoa hai bàn tay, những năm nay người lên núi kiếm ăn xuống sông kiếm cá, người một nhà sao có thể điều tra ra người một nhà. Anh hiểu ý tôi nói không? Vẻ mặt sầm vật cương chợt trở nên ngưng tụ, lão đang định lên tiếng thì có người nói, ông chủ sầm, cuối cùng cũng tìm được ngài, ngài nếu đi ra ngoài thì cũng nên gọi điện thoại, bây giờ chúng tôi đang túa đi khắp nơi tìm ngài đấy. Sầm vật cương nhìn lại thì thấy thư ký trưởng Phương Anh Hồ đổ mồ hôi chạy đến, sau lưng chính là một người đàn ông cường tráng trẻ tuổi, nhìn qua giống như có học võ. Phương Anh Hồ nghe cảnh vệ trực ban ở khu nhà thường ủy tỉnh ủy nói bí thư sầm đi ra ngoài, hắn chợt hoảng sợ, thế là nhanh chóng chạy đi tìm. Hắn cũng không quên gọi thêm vài cảnh vệ đi tìm sầm vật gương, chỉ sợ xảy ra chuyện. Phương Anh Hồ đi tìm dọc theo con đường này và cảm thấy cực kỳ sốt ruột, mặc dù hắn cố gắng an ủi mình sẽ không xảy ra chuyện gì lớn, thế nhưng lại không thể an tính. Khi hắn thấy sầm vật cương đang bình an vô sự đứng đây trò chuyện, thế là không khỏi bình tĩnh hơn một chút. Sầm vật cương hiểu tâm tình của Phương Anh Hồ, lão cười cười nói với Phương Anh Hồ, tôi chỉ đi ra ngoài một chuyến mà thôi, các anh cứ bận rộn làm việc, không cần xen vào chuyện của tôi. Phương Anh Hồ thầm nghĩ tôi sao có thể mặc kệ ngài được. Nếu ngài xảy ra chuyện, không phải mạng nhỏ của tôi cũng mất luôn sao. Hắn định nói thêm điều gì đó, cho thấy cả nhà ba người vương tử quân đứng bên cạnh. Ôi, ông chủ, Vương, là ngài sao? Tuy Phương Anh Hồ lớn tuổi hơn cả Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này hắn tuyệt đối không dám gọi tên Vương Tử Quân, dù sao thì Vương Tử Quân cũng là thượng cấp của hắn. Vương Tử Quân cười cười nói, tôi và anh sầm gặp mặt nhau ở đây. Phương Anh Hồ nhìn bộ dạng vui vẻ của cả nhà ba người Vương Tử Quân, hắn cũng hiểu đó là hai bên vô tình gặp mặt. Nếu không thì hai người bọn họ cũng không thể gặp mặt nhau ở ngoài đường thế này được khi Phương Anh Hồ cố gắng theo đuôi sầm vật cương, lúc này sầm vật cương chợt nói, nơi này nóng như vậy cũng không có gì hay, tử quân, anh Hồ, chúng ta về nhà cũng là quá sớm, không bằng tìm một chỗ nào đó để tâm sự. Phương Anh Hồ trăm phần trăm không đồng ý với đề nghị của sầm vật cương, nơi này cũng không phải địa điểm để bọn họ ở lại, nếu có vấn đề gì xảy ra, hắn sao có thể cáng đáng được. Nhưng khi nhìn bộ dạng chân thật đáng tin của sầm vật cương, Phương Anh Hồ căn bản cảm thấy mình nên quên đi, bí thư Sầm có lẽ có chuyện cần tâm sự với chủ tịch Vương. Chương 1788 2, lén trao đổi còn hơn liên hệ thẳng mặt. Phương Anh Hồ tình nguyện sắp xếp cho hai vị lãnh đạo đến trò chuyện ở khách sạn Thịnh Thế, nơi đó hoàn cảnh yên tĩnh đẹp đẽ, bảo vệ tốt, tất cả đều được khống chế trong bàn tay của hắn. Vì vậy hắn nói thẳng, nếu không thì chúng ta quay về khách sạn nghe nói anh trần của khách sạn a đây có mộ ra hai món ăn ngon mọi người có muốn cùng đi nếm thử không món của anh trần cũng chỉ là như vậy mà thôi chúng ta đã đi ra thì uống chút bia ăn vài món vặt là được sầm vật cương vung tay lên nhìn thoáng qua vương tử quân tử quân có thể thả lỏng một chút được không vương tử quân đi đến nơi đâu cũng được háu hiểu ý của phương anh hồ thế nhưng sầm vật cương lại chối bỏ Hắn đành phải dùng giọng biết thời thế nói, tôi đây đi đâu cũng không có vấn đề. Vậy thì chúng ta đi. Sầm Vật gương nhìn về bốn phía, sau đó chỉ vào một cửa hàng cách đó không xa nói, khi tôi còn trẻ thì thường thích ăn cơm ngoài đường thế này, ăn thịt lớn uống ly lớn, đáng tiếc bây giờ cơ hội như vậy cũng không còn dễ dàng. Vương Tử Quân nhìn hoàn cảnh nơi đây, hắn không khỏi nói với Mạc Tiểu Bác ở sau lưng, "Tiểu Bác, hay là em đưa Tiểu Bảo Nhi về trước đi?" Mạc Tiểu Bắc căn bản có chút không tình nguyện vì bầu không khí gai đình ấm áp lại bị rối loạn vì những chuyện thế này, nhưng nàng cũng biết đây là tình huống bất khả kháng của Vương Tử Quân, nàng cười nói: "Được, em về trước đây." "Tử Quân, nếu chúng ta cùng đi ra ngoài dạo mát thì cũng không nên gò bó, cứ đưa cả mẹ con Tiểu Bảo Nhi đi theo, tùy tiện ăn vài món cho vui." Sầm Vật Cương nhìn Mạc Tiểu Bắc rồi vung tay lên cười lớn nói. "Tiểu Bảo Nhi đi lại hoan hô như chim sẻ." tâm tình rất vui. Khi đi đến cửa hàng bên kia, sầm vật cương không cố kỵ ngồi xuống bên cạnh một chiếc bàn đầy vết dầu mỡ, sau khi ngồi xuống thì gọi hai món ăn, sau đó nói với tiểu bảo nhi, tiểu bảo nhi thích ăn gì thì cứ gọi, hôm nay bác sầm mời khách. Tiểu bảo nhi nhìn thoáng qua vương tử quân rồi quệt miệng nói, cảm ơn bác sầm. Cháu đã dùng cơm tối, buổi tối mẹ cháu không cho phép ăn thêm cái gì cả. Ha ha ha, hôm nay đi theo bác sầm, Bác cho phép cháu phá giới." Sầm Vật Cương nói rồi quay sang một nhân viên phục vụ mập mạp ở bên cạnh, xem có gì thích hợp cho trẻ nhỏ thì đưa ra hai món. Bia lạnh uống vào rất có thể giải trừ cái nóng của mùa hè, Vương Tử Quân sau khi uống hết một ly bia thì cảm thấy lỗ chân lông toàn thân như mở ra. Sầm Vật Cương nâng ly lên rồi nói với Phương Anh Hồ, "Anh Hồ, sau khi anh quay về thì nói với thị ủy dừng mật, để cho bọn họ sửa trị những trường hợp chạy xe ổ gây náo loạn phố phường." Phương Anh Hồ khẽ gật đầu xem như đồng ý chuyện này. Vài người nói vài câu chuyện phiếm, sau đó Sầm Vật Cương đặt ly bia xuống nói, "Tử Quân, nói thật nhé, anh đến Mật Đông căn bản đã giúp tôi được khá nhiều việc, làm cho tôi cảm thấy yên tâm hơn." Vương Tử Quân cười cười, hắn không thể xác định lời nói này của Sầm Vật Cương có bao nhiêu là thật, thế nhưng hắn vẫn ngênh đón, "Tôi công tác còn có nhiều điểm thiếu hụt, kính mong bí thư Sầm sau này chỉ điểm nhiều hơn." Ha ha chủ tịch tử quân anh cứ khiêm tốn. Sầm vật cương nói đến đây thì trầm ngâm dây lát, sau đó lại nói, hai ngày trước tôi có về thủ đô họp gặp anh Trung ở tỉnh Tây Tường. Anh Trung nói khá hàm hồ, thế nhưng giống như anh ấy cực kỳ quan tâm đến hạng mục của tập đoàn thần khí. Tâm tư của vương tử quân xoay chuyển rất sống động, hắn đã hiểu ra ý nghĩ của sầm vật cương. Xem như sầm vật cương đã biết chuyện liên quan đến tập đoàn thần khí, thế nhưng là ai báo cáo với sầm vật cương, là thành phố Đồng Lục hay tập đoàn Thần Khí. Nếu như nói quan trường mật đông như biển thì cán bộ trong đó như những con cá đang bơi lội, nhưng cấp bậc của cá cũng có sự khác biệt, cũng không đồng nhất. Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân căn bản là hai con cá lớn ở mật đông, nếu như hai con cá nhỏ phát sinh mâu thuẫn, cho dù là xung đột, chỉ cần mục tiêu vẫn đồng nhất, như vậy có thể điều hòa, có thể cân đối. Nhưng nếu có hai con cá lớn này gai nhập vào như vậy chưa nói đến phương diện cân đối, nhất định sẽ sinh ra hỗn loạn, còn sinh ra tình huống quyền lực nghiêng. Vương tử quân cười cười nói với sầm vật gương, tập đoàn thần khí có thể đưa khu sản xuất vào mật đông, như vậy sẽ có tác dụng lớn để thúc đẩy kinh tế. Tôi chuẩn bị cho phó chủ tịch cố tự mình đi bàn bạc với phía tập đoàn thần khí, để cho người của tập đoàn thần khí hiểu được thành ý của chúng ta. À, chuyện này chúng ta nên chủ động một chút, có nhiều nơi đang nhìn vào hạng mục của tập đoàn Thần khí, đây là một miếng thịt béo. Tuy bọn họ có ý muốn đầu tư ở mật đông, thế nhưng nếu như chúng ta phản ứng chậm, chỉ sợ sẽ bị người ta cướp đi mất. Sầm Vật Cương nói đến đây thì thuận tiện cầm một củ lạc luộc lên nói, có đôi khi nên lớn gan quyết định thì không nên do dự, tìm lấy chỗ tốt giữa quyền và hại. Vương Tử Quân lấy một củ lạc luộc cho Tiểu Bảo Nhi. Sau đó hắn cười nói, chúng tôi đều có thể cho ra những chính sách tốt nhất cho tập đoàn Thần khí, thế nhưng phương diện đầu tư là phải do người ta tình nguyện, nếu tập đoàn Thần khí có yêu cầu quá cao, tôi cảm thấy chúng ta không nên vì nó mà bị uốn theo người. Phương Anh hồ mãi lắng nghe đối thoại giữa hai vị lãnh đạo, hắn biết rõ tình huống lúc này mình căn bản không nên mở miệng, nhưng hắn cũng không thoải mái. Căn cứ vào những lời của Sầm Vật gương và Vương Tử Quân, hắn có thể cảm nhận được sự bất đồng ý kiến giữa hai người. Xem ra bây giờ lôi hợp tuấn ở thành phố Đồng Lục căn bản là khó thể thực hiện cho tốt được. Sầm vật cương không mở miệng ngay, lão nâng ly bia lên uống cạn rồi mới trầm giọng nói, chủ tịch tử quân nói đúng, phương diện đầu tư là anh tình tôi nguyện, thế nhưng chỉ cần ở trong phạm vi cho phép thì chúng ta có thể cho ra cố gắng và trả giá lớn nhất. Điều này là đương nhiên, Vương tử quân cầm chai bia rót đầy ly cho sầm vật cương rồi cười ha hả nói. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nở nụ cười, nhìn vào gương mặt thì thấy hai người đều cực kỳ vui vẻ sáng lạn. Sầm vật cương rất vui vẻ, khi không nói đến chuyện công tác thì sầm vật cương thật ra rất khôi hài. Sau khi quan tâm đến công tác học tập của tiểu bảo nhi, lão và vương tử quân đã căn bản uống hết bốn chai bia. Trong đêm gió mát, cả nhà vương tử quân chia tay nhóm người sầm vật cương ở trong sân khu thường ủy tỉnh ủy. Vương tử quân lợi dụng ánh đèn đường để mở khóa cổng nhà mình, sau đó thì thao, đường trước mặt khó đi, căn bản là khó với lên trời. chương 1789, nặng và nhẹ. Bí thư lôi, đã có thông báo đưa xuống, thế nhưng bên kia căn bản còn chưa dừng thi công. Phó Chủ tịch Thường ủy Tôn Tự Kinh của thành phố Đồng Lục cực kỳ nghiêm túc đứng bên cạnh Lôi Hợp Tuấn mở miệng báo cáo. Lôi Hợp Tuấn căn bản rất đau đầu vì chuyện này, sau khi nghe xong báo cáo của Tôn Tự Kinh thì hắn trầm giọng hỏi, chẳng lẽ các anh không cưỡng chế thi công sao? Đơn vị chấp pháp đã lựa chọn biện pháp mạnh tay, tôi sẽ cho bọn họ nhanh chóng đi yêu cầu dừng thi công. Tôn Tự Kinh nhìn gương mặt có chút phẫn nộ của Lôi Hợp Tuấn thì vội vàng nói tôn tự kinh căn bản không dám chọc vào một lôi hợp tuấn đang nổi giận đùng đùng, tuy hắn là phó chủ tịch thường ủy, thế nhưng hắn chọc giận lôi hợp tuấn thì căn bản không có lợi lộc gì. Sắp đến nhiệm kỳ mới, chính mình còn phải có người trèo chống, nhưng còn ai có thể so sánh được với vương tử quân. Sau lưng lôi hợp tuấn chính là chủ tịch vương, nếu như lôi hợp tuấn chỉ cần nhếch miệng, chỉ sợ mình đừng hòng tiến lên, đi đến công tác ở hội đồng nhân dân hay mặt trận tổ quốc thành phố là tốt lắm rồi tôn tử kinh còn trẻ, hắn cũng không muốn bị cho ra rìa. Được rồi, chuyện này cứ để đó cái đã. Lôi hợp tuấn phất tay áo với tôn tử kinh, tử kinh anh cũng không nên tỏ ra quá gò ép, chúng ta không phải là người ngoài, hai người chúng ta trò chuyện một chút. Tôn tử kinh ngồi xuống đối diện với lôi hợp tuấn, hắn do dự dây lát rồi nói, bí thư lôi. Bây giờ tập đoàn thần khí đã đầu tư không ít tiền vào khu an dưỡng, tuy tôi không hiểu lắm đến phương diện xây dựng cơ bản, thế nhưng ít nhất cũng là vài trăm triệu rồi. Lôi hợp tuấn khẽ gật đầu, hắn cũng không phải quá hiểu rõ điều này, thế nhưng sau khi suy tính thì thấy số tiền mà tôn tự kinh nói đến cũng không có khác biệt với sự thật quá lớn. Vài trăm triệu cũng không phải là một con số nhỏ, lôi hợp tuấn trầm ngâm dây lát rồi dùng giọng cảm khái nói. Bí thư lôi, nếu như muốn phá bỏ các kiến trúc đã được xây dựng, tôi cảm thấy nên áp dụng phương án cưỡng chế, nếu không thì phía tập đoàn thần khí bên kia sẽ không bao giờ chủ động dỡ bỏ. Tôn tử kinh nhìn ánh mắt của lôi hợp vấn, hắn giống như muốn đoán xem bí thư lôi có bao nhiêu quyết tâm ở sự kiện này. Gương mặt của lôi hợp vấn rất âm trầm, khi hắn trầm ngâm chưa lên tiếng thì có người gõ cửa. Lôi hợp vấn nói một câu mời vào, phó chủ tịch thường vụ khổng sinh lỗi của thành phố Đồng Lục đi vào trong phòng. Người này nhìn qua thấy tôn tự kinh đang báo cáo công tác cho lôi hợp tuấn, hắn không khỏi cười ha hả nói ha ha xem ra tôi đến không đúng lúc bí thư lôi hay là tôi ra ngoài chờ một lát tôn tự kinh không nói gì mà lôi hợp tuấn lại đứng lên khoát tay áo nói được rồi chủ tịch khổng chủ tịch tôn đã báo cáo xong anh có chuyện gì vậy bí thư lôi tôi cảm thấy phương diện nắm bắt hạng mục lần này của tập đoàn thần khí là không được tốt hôm nay tôi đi gặp phó tổng giám đốc trần của tập đoàn thần khí bọn họ nói nếu như chúng ta quấy nhiễu phương diện xây dựng khu biệt thự an dưỡng thì không cần bàn bạc gì nữa cả. Khổng sinh lỗi vừa ngồi xuống đối diện với tôn tự kinh vừa lớn tiếng dùng giọng cảm khái nói với lôi hợp vấn. Tôn tự kinh thấy khổng sinh lỗi có thể diện trước mặt lôi hợp Tuấn như vậy thì không khỏi sinh ra cảm giác ghen tuông ê ẩm. Lần này đến nhiệm kỳ mới, Phó Bí Thư Trần đã đến niên hạn, một khi lui ra thì mình và Phó Bí Thư Khổng là hai nhân tuyển quan trọng, thế nhưng nhìn vào thái độ của lôi hợp Tuấn với hai người bọn họ, tôn tự kinh cảm thấy hy vọng của mình là không quá lớn. Hừ, mới đó bọn họ đã sinh chuyện rồi. Lôi hợp tuấn vỗ bàn rồi dùng giọng tức giận nói. Khổng sinh lỗi nhận ly trà từ tay thư ký của lôi hợp tuấn, hắn uống một ngụm rồi nói, bí thư lôi, ngài cũng không phải không biết bây giờ cả nước chú trọng kêu gọi đầu tư, bọn họ căn bản trông mong người ngoài đến đầu tư thúc đẩy kinh tế. Hơn nữa nếu như trong tay người ta có được hạng mục lớn, cũng không biết bọn họ nâng như thế nào. Lôi hợp tuấn biết rõ ý nghĩa những lời này của khổng sinh lỗi, thế nhưng bây giờ hắn vẫn cố tỏ ra bực tức, nếu như hắn cũng không có chút tức giận nào, chẳng phải quá xem thường cấp dưới sao. Chủ tịch khổng, trong tỉnh đang nhìn chằm chằm vào hạng mục này, anh nên nghĩ biện pháp cố gắng tranh thủ. Lời yêu cầu của lôi hợp tuấn làm cho khổng sinh lỗi cảm thấy rất khó chịu, lúc này hắn nhấc ly trà lên rồi nói với lôi hợp tuấn, bí thư lôi, chuyện này trước đó tôi còn vài phần nắm chắc, thế nhưng bây giờ thành phố đồng lục chúng ta hủy khu biệt thự an dưỡng của bọn họ, lại vừa muốn có được hạng mục đầu tư của bọn họ, khả năng này là quá nhỏ. Ha ha ha, như vậy mới nói là khó làm, chưa nói đến những phương diện gì khác, anh không cần phải xen vào, tôi sẽ cố gắng phối hợp. Lôi hợp tuấn nhìn bộ dạng bực tức của khổng sinh lỗi rồi mỉm cười an ủi đối với lôi hợp tuấn thì tình hình này nên an ủi trước rồi nói sau. Tôn tự kinh cũng không lên tiếng, hắn biết chuyện trong tay của khổng sinh lỗi cũng không phải dễ làm, chính mình không nên tùy tiện mở miệng, nếu mở mê yên mà làm cho bí thư lôi chia sẻ phân nửa công tác này cho mình, chỉ sợ càng thêm khó chịu. Bí thư lôi, anh có thể nói với tuyến tỉnh, tuy khu biệt thự kia xây dựng ở bên sông, thế nhưng con sông này ở thành phố chúng ta hơn 20 năm chưa xảy ra lũ lụt bao giờ, không bằng cho chúng ta xây dựng hoàn công có được không? Đông qua xuân tới, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp tu bổ không được sao? Khổng sinh lỗi không dám nổi giận trước mặt lôi hợp tuấn, thế cho nên nhanh chóng thay đổi chủ đề tìm biện pháp giải quyết. Lôi hợp tuấn nhìn nụ cười trên mặt khổng sinh lỗi, hắn nào không hiểu người này đang nghĩ gì? Hắn công tác nhiều năm, hắn biết rõ kế sách của khổng sinh lỗi chỉ là tạm thời, chỉ là vượt qua cửa ải này rồi nói sau nhưng lôi hợp tuấn hắn nào dám đùa giỡn mánh khóe trước mặt chủ tịch vương. Hắn biết rõ chủ tịch vương là ai, mặc dù chủ tịch vương không phải là người nhỏ nhặt, thế nhưng căn bản hiểu rõ những thủ đoạn nhỏ của thủ hạ, chỉ cần mình cho ra trò này, chỉ sợ người xấu hổ chính là mình. Chuyện này tôi sẽ báo cáo lại với chủ tịch vương, để xem chủ tịch vương có giúp đỡ được gì hay không. Khổng sinh lỗi và tôn tự kinh rời đi, lôi hợp tuấn cao mày ngồi trên ghế, Trước kia hắn thích hưởng thụ sự nhàn nhã yên tĩnh này, thế nhưng bây giờ hắn càng không thoải mái. Chuyện này làm cho lôi hợp tuấn cảm thấy có chút lo lắng. Lôi hợp tuấn suy tư nửa ngày mà không cho ra biện pháp gì tốt. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, hắn cầm điện thoại, bên kia truyền đến giọng nói của Phó Chủ tịch Thường ủy tỉnh Cố Tắc Viêm, chào bí thư lôi, tôi là Cố Tắc Viêm. Lôi hợp tuấn không xa lạ gì Cố Tắc Viêm, thế nhưng hắn vẫn duy trì khoảng cách với người này, nhưng những gì cần lễ phép thì phải làm. Chào Chủ tịch Cố, ngài có chỉ thị gì không? Cũng không có chỉ thị gì, chỉ là hỏi thăm một chút mà thôi, có phải thành phố Đồng Lục các anh đã quyết định thực hiện theo trình tự với khu biệt thự an dưỡng của tập đoàn thần khí hay không? Cố tắc viêm nói không nghe rõ vui buồn, thế nhưng giọng điệu trầm thấp làm cho người ta sinh ra cảm giác rất đè nén. Không ngờ cố tắc viêm lại nhanh chóng biết được kết quả như vậy, xem ra trong sự kiện này có người chào hỏi chủ tịch cố. Trong đầu lôi hợp tuấn lóe lên vài ý nghĩ, hắn mở miệng cười nói, chủ tịch cố, thật sự có chuyện như vậy, dựa theo ý kiến giám sát của tỉnh, chúng tôi đang thực hiện theo đúng trình tự. Bí thư lôi, anh không phải không biết bây giờ trong tỉnh đang tranh thủ hạng mục của tập đoàn thần khí, thế nhưng thành phố đồng lục các anh lại làm như vậy, như vậy không phải rước thêm phiền toái sao. Cô Tắc Phiêm nói đến đây thì giọng điệu có thêm vài phần nhiệt tình tôi biết rõ anh căn bản là không làm gì hơn được trong sự kiện này thế nhưng anh nên biết rằng bí thư sầm đã quyết định kéo hạng mục của tập đoàn thần khí ở lại mật đông chủ tịch cố tôi sẽ cố gắng lớn nhất để làm tốt công tác này lôi hợp tuấn nghe thấy cố tác phim lấy sầm vật gương ra áp chế mình hắn càng không vui nhưng không dám cho ra những ngôn ngữ quá khích cố tác phim căn bản hài lòng với thái độ của lôi hợp tuấn hắn trầm ngâm dây lát rồi nói tiếp tôi cũng hiểu anh có khó khăn Thế nhưng anh là lãnh đạo thị ủy, anh cần phải biết nặng biết nhẹ. Tôi sở dĩ gọi điện thoại cho anh chỉ có một ý nghĩ, đó là yêu cầu anh nắm bắt tình hình thực tế. Anh có biết không, hôm nay người phụ trách của tập đoàn Thần khí đến tỉnh Mật Đông khảo sát tình hình, thế nhưng lại nói ra thông tin lãnh đạo đứng đầu của tập đoàn Thần khí đã đồng ý đi sang tỉnh Tây tường kiểm tra thực địa. Chương 1790, một không nói những gì không biết, không làm những gì không nắm chắc tỉnh Tây Tường cũng nhìn chầm chầm vào hạng mục này, nếu để cho bọn họ chiếm được tiên cơ, như vậy chúng ta sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Tuy không thân cận với cố tác viêm thế nhưng lôi hợp tuấn biết rõ lời này là sự thật. Nếu nói một cách không khoa trương thì không phải chỉ có mật đông nhìn vào hạng mục này, không chỉ có Tây Tường, vài tỉnh thành khác cũng đang vận sức chờ phát động, tùy thời mà động, chuẩn bị nắm hạng mục vào trong tay. Nếu như cứng nhắc với tập đoàn thần khí, như vậy muốn kéo được hạng mục này là rất khó. Nhưng Chủ tịch Vương đã quyết tâm dỡ bỏ khu biệt thự an dưỡng của tập đoàn thần khí ở Đồng Lục, lôi hợp tuấn hắn phải làm sao bây giờ? Bí thư lôi, có nhiều chuyện chúng ta phải thực hiện một cách đặc biệt, vì sự phát triển của mật đông có đôi khi chúng ta phải làm trái với một vài quy định nhỏ, như vậy cũng không có gì là lớn. Giọng nói của cố tác viêm lại vang lên. Bí thư sầm cũng hiểu rõ ràng khó khăn của thành phố Đồng Lục, các anh có chuyện cứ nên phản ánh với lãnh đạo, khi nào không thể cho ra quyết định thì cũng nên xin lãnh đạo cho ra ý kiến, anh nói xem có đúng không? Chủ tịch cố, ngài nhắc nhở như vậy làm tôi xem như hiểu ra vấn đề. Lôi hợp tuấn biết rõ cố tác viêm cho ra ý kiến như vậy nghe qua thì có vẻ rất đúng đắn, cũng là một kế thoát khỏi vây hãm. Thế nhưng thực tế lại lấy sự kiện thành phố Đồng Lục xin chỉ thị để đánh đổ ý kiến của Chủ tịch Phương. Chưa nói đến Phương Diện có đạt được mục đích hay không, Lôi Hợp Tuấn thật sự không muốn nhìn vào hậu quả của văn kiện xin chỉ thị của thành phố Đồng Lục. Như vậy là được rồi, có công tác gì không thể định đoạt được thì nên xin chỉ thị nhiều hơn, thành phố các anh sao có thể cao minh bằng lãnh đạo tỉnh. Nếu không đến khi bị trách phạt, cũng đừng nói tôi không nhắc nhở anh. Cố tắc viêm nói xong thì cúp điện thoại. Vương tử quân đi ra khỏi phòng họp, hắn cảm thấy ánh nắng có chút gay gắt, thế là vô thức nhắm mắt lại một cái, chuẩn bị đi về phía xe của mình. Trong mật đông này dù vương tử quân đến nơi nào thì cũng sẽ là tiêu điểm cực kỳ quan trọng, thế nhưng hắn về thủ đô họp thì chỉ là một thành viên bình thường mà thôi. Chủ tịch vương, đã lâu không gặp, khi âm thanh nhiệt tình này vang lên thì thạch kiên quân từ phía sau đi đến. Khi vương tử quân họp thì cũng không chú ý đến thạch kiên quân, bây giờ hắn vừa bắt tay với thạch kiên quân vừa cười nói, bí thư thạch, lần này sao lại là anh về thủ đô, anh ngô đâu. Vương Tử Quân nói đến anh Ngô chính là vị chủ tịch mới nhận chức của tỉnh Sơn Nam, Thạch Kiên Quân cười cười nói, hai ngày trước anh Ngô dẫn đoàn đại biểu đi ra bên ngoài khảo sát, không thể về được, không phải hội nghị yêu cầu lãnh đạo quan trọng đến tham gia sao? Thế nên tôi đến đây. Sớm biết ngài đến đây, tôi sẽ đến tìm ngài. Vương Tử Quân vẫn tỏ thái độ rất khiêm tốn. Ngay từ lúc bắt đầu thì Thạch Kiên Quân cũng không dám khinh thường Vương Tử Quân. Nhưng khi đó dù sao vị trí của hắn cũng cao hơn, thế nên sinh ra cảm giác ưu việt. Nhưng bây giờ khi mà Vương Tử Quân càng ngày càng phát triển mạnh mẽ, cảm giác ưu việt của Thạch Kiên Quân đã biến mất không còn. Lúc này dù nhìn vào phương diện nào thì Vương Tử Quân cũng không thua kém hắn. Phương diện quyền mưu chính trị thì Thạch Kiên Quân thích dương mưu, không thích âm mưu, Vương Tử Quân căn bản là người âm dương gì cũng ăn sạch, chỉ cần có chuyện thì thủ đoạn gì cũng có thể ra tay. Tuy Thạch Kiên Quân là bí thư tỉnh ủy thế nhưng cũng không dám vênh mặt, vì thân trong quan trường Vương Tử Quân có một pháp bảo mà không ai có thể địch nổi, đó là tuổi trẻ. Hơn nữa Vương Tử Quân quá trẻ tuổi, điều này rất quan trọng, sao lại không làm cho người ta ghen ghét được. Thế nào, giữa trưa cậu có bận rộn gì không? Nếu không thì đến khu thường chú tỉnh Sơn Nam ở thủ đô một chuyến, món ăn nơi đó rất có hương vị, hơn nữa còn chính tông Sơn Nam Thạch Kiên Quân nói lời mời làm cho Vương Tử Quân căn bản không thể từ chối. Dù sao thì Thạch Kiên Quân cũng xem như là lãnh đạo cũ, người thân cận của hắn bây giờ cũng phần lớn ở Sơn Nam, nếu không có sự quan tâm của Thạch Kiên Quân, những người của hắn ở Sơn Nam cũng không thể phát triển tốt đẹp như lúc này. Cảm ơn Bí Thư Thạch đã cho ra lời mời, thật ra tôi rất muốn đến dùng cơm ở khu thường chú tỉnh Sơn Nam, vì nhiều ngày chưa được đến Sơn Nam, đặc biệt nhớ hương vị các món ăn Sơn Nam, nhưng một mình đến thì không nỡ bây giờ có lời mời của ngài tôi căn bản không còn gì để lo lắng ha 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 cậu nên đến sơn nam đi dạo nhiều hơn bây giờ cậu thật sự là chủ tịch tỉnh mật đông thế nhưng sơn nam cũng là căn cứ cũ của cậu chưa nói đến những thứ gì khác cậu đến tỉnh sơn nam thì phương diện ăn ở căn bản là không có chút vấn đề nào thạch kiên quân nhìn vương tử quân rồi cười lớn nói Thái độ của Vương tử Quân làm cho Thạch Kiên Quân rất hài lòng, thanh niên thường hay nói bừa, rất dễ rơi vào trạng thái đắc ý, Vương tử Quân căn bản cũng là một người đàn ông trẻ tuổi, hơn nữa vị trí của Vương tử Quân hiện tại căn bản có tư chất để tỏ ra bừa bãi. Nhưng Vương tử Quân có một tính cách đáng quý, chính là không nói lời không biết, không làm những gì không nắm chắc. Dù hắn có ở vào vị trí hiện tại cũng vẫn bảo trì sự khiêm tốn cẩn thận như cũ, điều này không khỏi làm cho Thạch Kiên Quân bội phục. Nhiều khi an phận không phải chỉ là công phu ẩn nhẫn của con người, càng giống như một người đạt đến cấp bậc nào đó, đủ để cho người ta nhìn thấy rõ trình độ của mình là như thế nào. Hai người lên xe của Thạch Kiên Quân, sau đó xe chạy về phía khu thường trú của tỉnh Sơn Nam ở thủ đô. Hai người ngồi trên xe nói về những chuyện liên quan đến tỉnh Sơn Nam, vì Vương Tử Quân đã rời khỏi Sơn Nam nên bầu không khí trò chuyện rất hòa hợp. Tuy vương tử quân rất quan tâm đến những biến hóa ở Sơn Nam, thế nhưng có một số việc nghe từ người ngoài và từ miệng Thạch Kiên Quân căn bản vẫn có cảm giác khác biệt. Thạch Kiên Quân căn bản rất quan tâm đến bộ hạ cũ của vương tử quân ở lại Sơn Nam, tuy hắn không nói rõ ràng, thế nhưng nhìn vào những thay đổi nhân sự ở Sơn Nam, vương tử quân căn bản hiểu rõ nhân tình của Thạch Kiên Quân. Trước kia vương tử quân cũng đã đến khu thường chú tỉnh Sơn Nam ở thủ đô, bây giờ đến nhìn qua vẫn như cũ, Thế nhưng lãnh đạo nơi đây lại thay đổi. Khi Vương Tử Quân và Thạch Kiên Quân sóng vai đi vào trong khu thường trú, có một người đàn ông mập mạp đi ra đón chào. Thạch Kiên Quân giới thiệu người này, "Tử Quân, đây là phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, chủ nhiệm khu thường trú Sơn Nam ở thủ đô tên là Đoạn Biến Bằng. Tiểu Đoạn trước kia công tác ở Sở Lâm nghiệp tỉnh Sơn Nam." Thạch Kiên Quân nói rồi lại nói với Đoạn Biến Bằng, "Tiểu Đoạn, anh có lẽ không xa lạ gì Chủ tịch Vương." Hơn nữa trước kia Chủ tịch Vương còn là lãnh đạo tỉnh Sơn Nam, sau này nếu như Chủ tịch Vương có gì cần thì anh nhanh chóng chứng thực, điều này phải tất yếu đảm bảo. Đoạn biến bằng có thể được làm chủ nhiệm khu thường chú thì căn bản không phải là người học nghề ở phương diện tiếp đái, hắn vội vàng rỗi hai tay ra với Vương Tử Quân, sau đó nở nụ cười khiêm nhường cung kính nói, Chủ tịch Vương, tôi cực kỳ khâm phục ngài, trong tỉnh Sơn Nam ai mà không biết ngài là niềm kiêu ngạo của Sơn Nam. Có chuyện gì kính mong chủ tịch vương cứ nghĩ đến tiểu đoạn, có thể cho tôi cơ hội phục vụ lãnh đạo, căn bản là thành toàn cho tôi. chương 1792, không nói những gì không biết, không làm những gì không nắm chắc. Vương tử quân căn bản chỉ nở nụ cười thận trọng với đoạn biến bằng, hắn vỗ vỗ lên vai của đối phương, nói vài câu cổ vũ xem như cho qua. Vương tử quân tỏ ra tiêu sái tự nhiên làm cho thạch kiên quân có vài phần cảm khái nói về phương diện tuổi tác thì đoạn biến bằng không nhỏ hơn vương tử quân trong mắt người khác thì đoạn biến bằng cũng là một người tài ba nếu không mình cũng không đẩy người này tiến lên làm chủ nhiệm khu thường trú ở thủ đô nhưng khi đoạn biến bằng đứng chung một chỗ với vương tử quân thì căn bản không phải chỉ kém một khoảng cách bình thường vương tử quân ung đun khí thế đoạn biến bằng căn bản không bao giờ học được điểm này hơn nữa đoạn biến bằng tuy là một cao thủ ở phương diện tiếp đái dù là ở vào hoàn cảnh nào cũng ứng phó tự nhiên thế nhưng trong mắt thạch kiên quân thì đoạn biến bằng vẫn kém hơn vương tử quân vài phần điều này là thế nào à thạch kiên quân chợt bừng tỉnh có lẽ đoạn biến bằng căn bản chuyên làm người hầu chưa từng nào đứng thẳng người nếu một người làm thuộc hạ thời gian quá lâu như vậy sẽ sinh ra cảm giác cúi đầu khom lưng thạch kiên quân cảm khái một phen sau đó lại lắc đầu Hắn thầm nghĩ không phải là mình đang tìm việc hay sao? Với một ngôi sao mới có tiềm lực mạnh mẽ trên bầu trời chính trị như Vương Tử Quân, đoạn biến bằng sao có thể so sánh được. Vương Tử Quân và Thạch Kiên Quân đi vào một gian phòng không quá lớn, sau khi hai người ngồi xuống thì đuổi nhân viên phục vụ ra ngoài. Vương Tử Quân cầm bình trà châm nước cho Thạch Kiên Quân, sau đó mới nói: "Bí thư Thạch, tôi nghe nói ngài có việc vui, sau này kính mong bí thư Thạch chỉ đường dẫn lối cho." Trên mặt thạch kiên quân không thể áp chế được cảm giác vui mừng, thế nhưng hắn vẫn nở nụ cười thận trọng nói, chuyện này căn bản còn chưa có kết quả rõ ràng, thế nên chuyện xấu còn nhiều, tôi cũng không dám khinh thường. Đúng rồi, cậu đã nghe qua chuyện của bí thư sầm chưa? Thạch kiên quân nói đến sầm vật cương, vương tử quân tất nhiên có nghe qua, hắn cười cười nói, tôi cũng có nghe qua. À, bí thư sầm là người có năng lực công tác rất mạnh, được nhiều lãnh đạo coi trọng cậu đấy khi công tác nhớ làm tốt quan hệ với bí thư sầm thạch kiên quân uống một ngụm trà rồi dùng giọng có vài phần khuyên bảo nói vương tử quân khẽ gật đầu hắn biết rõ thạch kiên quân nói những lời như vậy căn bản xuất phát từ ý tốt thạch kiên quân nhìn thấy vương tử quân không nói thêm lời nào hắn cũng không tiếp tục ở lại đề tài này hai người cùng chung công tác trong một tỉnh khó tránh khỏi có chút va chạm nếu nói hai bên có cùng ý tưởng thì căn bản là không thể Đừng nói là Vương Tử Quân, ví dụ như Thạch Kiên Quân cũng không ít lần va chạm với đồng sự trong các công tác ở tỉnh Sơn Nam. Tử Quân, lãnh đạo đánh giá cậu rất cao, hai ngày trước tôi về nhà gặp một người chú, trước đó anh ấy có đi đến thăm người thân ở tỉnh Mật Đông, anh ấy cực kỳ khích lệ cậu. Anh ấy nói cậu là cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi rất có quyết đoán, cho ra những thành tích cực kỳ tốt ở phương diện thống trị trong tỉnh Mật Đông, là người giỏi làm đại sự người được thạch kiên quân gọi là chú căn bản là rất ít tuy những người kia thuộc thế hệ trước thế nhưng cũng không ai dám coi thường lực ảnh hưởng của bọn họ vương tử quân chợt lóe lên vài ý nghĩ hắn chợt hiểu vị lãnh đạo kia là ai hắn cười cười nói tôi thật sự cảm thấy xấu hổ không dám nhận những lời khích lệ của lãnh đạo ha 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 tử quân cậu quá khiêm tốn rồi nếu cậu xấu hổ không dám nhận người khác càng không dám nhận thạch kiên quân nói đến đây thì trầm ngâm dây lát sau đó lại nói cậu đấy bây giờ chỉ thiếu lý lịch mà thôi nếu như không phải lý lịch của cậu còn chưa đủ tôi căn bản sẽ đề cử cậu nắm đại cục ở sơn nam nắm đại cục sơn nam hai mắt phương tử quân chợt lóe lên hắn biết rõ sự việc của thạch kiên quân căn bản đã được quyết định dựa theo quy định nếu như thạch kiên quân tiến lên như vậy vị trí bí thư tỉnh ủy sơn nam sẽ bỏ trống thạch kiên quân rời đi như vậy sầm vật cương thì sao bí thư thạch cảm ơn sự coi trọng của ngài với tôi tỉnh sơn nam dưới sự lãnh đạo của ngài có thể nói là phát triển mạnh mẽ vui sướng dù là ai đi đến tỉnh sơn nam cũng có thể gánh trọng trách của ngài để lại vương tử quân nói những lời này có quá nhiều ý nghĩa nịnh nọt thế nhưng thạch kiên quân nghe mà cảm thấy rất vui vẻ vì người nói lời nịnh nọt là vương tử quân đây chính là người được số đông công nhận Thạch Kiên Quân nâng ly rượu lên mời Vương Tử Quân rồi nói, Tử Quân, mặc kệ cậu có tin hay không, trong mắt tôi thì cậu vẫn là nhân tuyển tốt nhất. Hai người uống hết một chai rượu, đối với những người như bọn họ thì uống như vậy đã là quá tốt rồi. Với thân phận của Thạch Kiên Quân và Vương Tử Quân, phần lớn khi uống rượu đều cực kỳ tiết chế, những tình huống không cần uống thì bọn họ sẽ không uống. Khi Thạch Kiên Quân tiến Vương Tử Quân xuống lầu, đoạn biến bằng từ một bên đi tới, trong tay còn có một chiếc túi. Sau khi Vương Tử Quân xuống lầu, hắn đưa túi cho Vương Tử Quân rồi nói: "Chủ tịch Vương, đây là bí thư Thạch đặc biệt yêu cầu tôi đến siêu thị mua về, anh ấy nói rất yêu mến công tử nhà anh, cậu ấy lại đang đi học, thế nên bây giờ tặng cho cậu ấy chiếc cặp." Vương Tử Quân nhìn nụ cười vui vẻ của Đoạn Biến bằng, hắn không khỏi có vài phần cảm khái, người này đúng là nhân tài. Tuy một chiếc cặp không đáng bao nhiêu tiền, thế nhưng vương tử quân căn bản không thể từ chối. Hơn nữa thạch kiên quân là người tặng lễ vật cũng thấy nở mày nở mặt. Quả nhiên khi vương tử quân nhìn về phía thạch kiên quân, lúc này thạch kiên quân đã cười ha hả tiến lên đưa chiếc túi kia cho vương tử quân, tử quân, cậu cầm cái cặp này về cho tiểu bảo nhi, bây giờ tiểu tử kia đã là học sinh tiểu học, tôi không thể mua cho nó cái gì khác, chỉ sợ nó sẽ vảnh miệng lên nói tôi keo kiệt. Cảm ơn bí thư thạch, tôi tin chắc tiểu tử kia nhất định sẽ thích thú không buông tay. Vương tử quân tiếp nhận chiếc cặp bằng hai tay, sau đó đưa cho triệu hiểu bạch ở phía sau. Sau khi đi xuống dưới lầu thì thạch kiên quân chợt nói, tử quân, có phải có chuyện gì huyên náo không thoải mái giữa cậu và tổng giám đốc tập đoàn thần khí hay không? À, anh bạch muốn xây dựng một khu biệt thự an dưỡng chắn nửa dòng sông, tôi đang đốc xúc người dở bỏ. Vương tử quân cũng không che giấu mà cười nói với thạch kiên quân. Trương Quảng Khách rất hài lòng với sự thẳng thắn của Vương Tử Quân, hắn cười nói, thà đắc tội quân tử chứ không nên đắc tội tiểu nhân, nếu như thật sự bất đắc dĩ, cũng không nên hạ thủ lưu tình. Điều này tôi hiểu rõ, Vương Tử Quân cười cười gật đầu đáp. À, hôm qua tôi có gặp mặt người kia, anh ta đang ăn cơm với một nhóm người, khi tôi rời đi có thấy xe của tỉnh Tây Tường. Thạch Kiên Quân nói rồi dùng sức vỗ lên vai của Vương Tử Quân. Thạch Kiên Quân nói những lời này trên cơ bản đã bày R không ít vấn đề. Vương Tử Quân lên xe mà vẫn lưu tâm đến những câu vừa rồi của Thạch Kiên Quân, xe của tỉnh Tây Tường, hắn căn bản biết rõ chiếc xe kia thuộc về ai. Xem ra phía tỉnh Tây Tường cực kỳ nắm chặt chuyện lần này. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 151